Mặc dù bây giờ kinh tế tư nhân đã dần được buông lỏng. Mấy công ty lớn đến Hoa Lâm đầu tư đều là công ty cổ phần hoặc tư nhân ở Duyên Hải. Nhưng kinh tế tư nhân của bản thân Hoa Lâm lại chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi. Mặc dù có vài công ty tư nhân có quy mô tương đối nhỏ nhưng do chính sách phân biệt đối xử, huyện, xã có thành kiến với các công ty tư nhân. Nhưng trong hội nghị Triệu Quốc Đống lại nói rõ mấy điểm như vậy. Ngoài điểm thứ hai là thu hút đầu tư thì mọi người đều có thể chấp nhận. Còn đâu điểm thứ nhất đề xuất phương án cụ thể làm như thế nào phân phối tài sản, cổ vũ nhà đầu tư bên ngoài vào mua, cổ vũ nhân viên quản lý và nhân viên của nhà máy, công ty mua cổ phần, cổ vũ đưa ra các chính sách cụ thể để mở rộng quy mô các công ty. Điểm thứ ba lại nói rõ việc ủng hộ kinh tế tư nhân phát triển. Ví dụ như huyện bỏ ra 1 triệu cổ vũ tư nhân gây dựng sự nghiệp, nhất là cổ vũ mấy ngành sản xuất ưu thế của Hoa Lâm như chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, trồng chè. Ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp huyện cũng nên đưa ra chính sách ưu đãi kích thích kinh tế tư nhân phát triển. Đồng thời các phòng ban chuyên môn như thuế, điện cũng phải tạo hoàn cảnh phục vụ tốt. Đây là lần đầu tiên huyện chính thức tỏ thái độ buông lỏng việc khống chế kinh tế tư nhân, cải cách các công ty nhà nước, hơn nữa còn đẩy kinh tế tư nhân lên độ cao mới. Lời nói của Triệu Quốc Đống có tính cổ vũ cao đối với vấn đề phát triển kinh tế tư nhân. Hắn tỏ rõ thái độ Hoa Lâm là địa phương có trụ cột kinh tế, công nghiệp lạc hậu. Nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải điều động tất cả lực lượng và tài nguyên, cổ vũ kinh tế tư nhân là ngành kinh tế có động lực mạnh nhất. Chỉ cần có thể xúc tiến kinh tế Hoa Lâm phát triển, huyện ủy, ủy ban huyện sẽ đối xử công bằng. Chính quyền cũng sẽ có các ưu đãi lớn nhất về chính sách. La Đại Hải khi tổng kết hội nghị cũng nói mình học được nhiều điều trong trường đảng, nhất là quan điểm tư tưởng đã thay đổi rất nhiều, yêu cầu cán bộ toàn huyện phải thay đổi tư tưởng, cố gắng cải thiện hoàn cảnh đầu tư, xúc tiến các thành phần kinh tế khiến Hoa Lâm phát triển nhanh hơn. Kết thúc hội nghị, La Đại Hải một lần nữa yêu cầu các cán bộ tham gia hội nghị về phải nhắn nhủ tinh thần với tất cả cán bộ, thiết thực đưa vào trong công việc. Trong bữa ăn buổi trưa, các đồng chí trưởng phòng, bí thư, chủ tịch liền bàn tán. Buổi chiều khi chia tổ thảo luận càng thêm hưng phấn, các khu chia ra làm 6 tổ mà thảo luận, các trưởng phòng, trưởng ban cũng chia vào các tổ. Mọi người đều bàn về việc đẩy mạnh phát triển khu chăn nuôi gia súc, trồng cỏ, trồng cây ăn quả. Một vài xã cũng tự suy nghĩ phát triển ngành sữa sẽ có đường ra như thế nào. Quốc Đống, lần này tôi lên trường đảng tỉnh học coi như mở rộng tầm mắt. Nghe xong các giáo sư giới thiệu, tôi mới cảm thấy Hoa Lâm chúng ta, thậm chí cả Ninh Lăng đã bị bỏ lại quá xa. Nếu chúng ta không vượt lên thì chỉ sợ ngày sau dù muốn đuổi theo cũng không có cơ hội. Có câu nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, những lời này quá hình tượng, một hai ngày ngồi nghe thì không thấy chênh lệch. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm cảm nhận và học tập thì sẽ thấy áp lực đè nặng lên người chúng ta. La Đại Hải có vẻ sau một tháng đã hiểu sâu về sự chênh lệch giữa Ninh Lăng và bên ngoài, ngay cả cách nói chuyện cũng khác. Bí thư La, tôi cũng như vậy. Sau 2 tháng học tập, nhất là xem sự phát triển của huyện tại An Đô, Kiến Dương, lại nghe mấy khu vực Duyên Hải giới thiệu về sự phát triển của bọn họ, tôi mới cảm thấy không thể ngồi yên. Triệu Quốc Đống cùng La Đại Hải đi dạo trong sân huyện ủy. Tài chính, nhân tài, chính sách, thậm chí là quan niệm đều rất quan trọng, anh càng lạc hậu thì khoảng cách với anh càng xa. Anh càng tiến lên thì anh càng thấy nhân tố tốt trong đó, đây là vấn đề khó khăn, chúng ta muốn phá vỡ chướng ngại này thì chỉ có thể thay đổi quan niệm và chính sách. Bởi vì tài chính, nhân tài là rất thực tế, bọn họ cần không gian rộng lớn mới có thể ở lại. Quốc Đống, tôi cũng đã tới khu công nghiệp Bích Trì xem ở đấy đúng là thấy nơi đó thay đổi rất nhiều. Không đến mức một ngày đã thay đổi, nhưng một tuần sau cậu tới đó thì thấy toàn công trình được xây dựng. Bây giờ nhìn chỗ chúng ta xem, nếu không phải cải tạo thành cũ thì giống hệt 2 năm trước, khi ấy nửa năm không có biến hóa gì cả, tất cả đều như cũ. La Đại Hải đi mà nói. Tôi bây giờ có thể hiểu tâm trạng của cậu, bởi vì tôi bây giờ còn gấp hơn cậu. Quốc Đống, tôi chỉ còn 1 năm, nhưng nếu cho tôi 1 năm này thì phải dùng nó thật tốt. Hôm nay lời cậu nói thì cán bộ xã có thể không chấp nhận ngay được. Nhưng nó không có vấn đề gì, tôi vẫn nói câu đó, nghĩ không thông cũng không sao, phải phục tùng. Sang năm là năm rất quan trọng, cậu có ý tưởng mới gì cứ lấy ra, chỉ cần có lợi cho phát triển thì không sợ xảy ra chuyện, có chuyện tôi chịu. Triệu Quốc Đống thấy trong mắt La Đại Hải lộ rõ vẻ kiên quyết, hắn không khỏi có chút cảm động. La Đại Hải mặc dù có năng lực không mạnh nhưng lại dễ tiếp thu quan điểm mới, hơn nữa còn dám chịu trách nhiệm. Chỉ riêng khí phách này đã đủ để làm bí thư huyện ủy.
Triệu Quốc Đống vẫn xem thị xã sẽ chọn ai làm phó chủ tịch thay thế Uông Minh Hy. Nhưng bây giờ chỉ còn hơn tháng là Tết mà thị xã vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Triệu Quốc Đống cũng đã hỏi Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng, tin tức rất đơn giản, Kỳ Dư Hồng tạm thời không có thời gian lo lắng chuyện này. Trương Thiên Phóng cũng đáp ứng giúp Triệu Quốc Đống một chút, đề cử Quế Toàn Hữu làm phó chủ tịch. Chẳng qua Chu Thọ Duy cũng nói với Triệu Quốc Đống là khả năng thành công không cao. Theo ý của thị ủy thì sẽ tiến hành trao đổi cán bộ cấp phó huyện giữa các nơi. Kinh nghiệm của Quế Toàn Hữu hơi ít, đưa ra hội nghị thường ủy sẽ có tranh luận. Hơn nữa Kỳ Dư Hồng không có ấn tượng rõ ràng với Quế Toàn Hữu nên đây là điều khó khăn. Tương Uẩn Hoa cũng đưa ra ý này. Y cũng nhận được phản ánh Triệu Quốc Đống coi trọng cán bộ tự mình đề bạt lên, có thành kiến với các cán bộ khác. Tương Uẩn Hoa nhắc Triệu Quốc Đống khi sử dụng nhân sự không nên tỏ vẻ quá cứng rắn, nhất là cán bộ cấp huyện thì thị xã khá chú ý. Không cẩn thận liền bị coi là kết bè kết đảng. Triệu Quốc Đống cũng biết rõ điều này. Quế Toàn Hữu tiến lên hơi chậm, ở lại xã quá lâu nên mất cơ hội. Bây giờ vừa làm chánh văn phòng ủy ban được một năm mà đã lên làm phó chủ tịch huyện thì đúng là khó làm mọi người phục. Chủ tịch Triệu, 10 giờ sáng nay Cục trưởng Cục Tài chính thị xã, Lý Đình Nam sẽ đến huyện điều tra tình hình sử dụng tài chính. Chủ tịch Tào sẽ cùng Cục trưởng Lý đến phòng tài chính huyện điều tra, cũng tới kiểm tra việc xây dựng cầu Quế Khê. Trưa nay dùng cơm ở khảo sát Hoa Lâm, ngài cũng nên tham gia. 3 giờ chiều nay trưởng phòng Giang, ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ cùng trưởng phòng Tiêu, ban tuyên giáo thị ủy sẽ đến huyện tổng kết kinh nghiệm một loạt hoạt động vừa rồi của huyện, cũng muốn tới tìm hiểu tình hình ở thị trấn Thành Quan và thị trấn Mã Thủ. Lâm Đan cung kính nói. Tiểu Lâm, cậu lúc nào mới có thể cho tôi nghỉ một ngày chứ? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tôi phát hiện nếu tôi không nhắc anh thì có lẽ ngay cả thứ bảy, chủ nhật anh cũng đặt đầy lịch cho tôi. Anh muốn tôi ngã bệnh sao? Chủ tịch Triệu đây đều là các cơ quan đưa ra yêu cầu, đều là lịch không thể đẩy, nếu có thể đẩy thì tôi cố gắng đẩy cho ngài. Lâm Đan có chút buồn bực mà nói, y cũng biết Triệu Quốc Đống đây là nói đùa, hai người tranh nhau không nhiều, bỏ qua công việc thì có thể có nhiều ngôn ngữ chung. Ví dụ như Cục trưởng Lý sáng nay tới, ý của Chủ tịch Tào là ngài nên tham gia, nhưng tôi biết ngài có việc nên mới nhờ Chủ tịch Tào thay. Hừ, một cơ quan trên thị xã xuống đều cần một nhóm người đi cùng ư. Sao phải vậy? Triệu Quốc Đống cũng biết Lý Đình Nam lần này tới là có ý đồ. Bình thường mỗi năm khi khảo sát tình hình sử dụng tài chính cấp huyện đều do phó cục trưởng mà thôi. Vì thế hắn để Tào Uyên, phụ trách tài chính đi cùng. Tôi thấy không có cán bộ huyện chúng ta đi cùng, bọn họ chẳng lẽ không làm việc được sao? Đều là ra vẻ mà thôi. Lâm Đan nghe Triệu Quốc Đống nói chuyện như vậy mà trợn tròn mắt, không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể buồn bực ngậm miệng. Y biết Chủ tịch Triệu đây là phát tiết tức tối nhưng cuối cùng vẫn làm theo lịch. Triệu Quốc Đống biết việc nên đến cuối cùng sẽ đến. Cải tạo thành cũ Hoa Lâm tiến triển rất nhanh, công ty Hoàng Lâm đúng là đã dành nhiều công sức, trên cơ bản đều hoàn thành trước thời gian quy định, hơn nữa cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc giải phóng mặt bằng. Bây giờ vài trăm hộ dân trong phạm vi giải tỏa không hề có phản ánh. Bản quy hoạch thành thị đã sớm có, nhưng Vi Biểu cũng nói với Triệu Quốc Đống rằng trong này cần điều chỉnh một chút, cũng không hoàn toàn vì ảnh hưởng của công ty Hoàng Lâm mà thay đổi. Quy hoạch vốn có vài điểm không như ý nên cũng cần chỉnh một chút. Ý của Vi Biểu là tốt nhất giải quyết tất cả một lần. Đương nhiên điều này cần do Triệu Quốc Đống xác định. Lý Đình Nam lạnh nhạt nhìn Triệu Quốc Đống đang không ngừng mời rượu. Nhớ lần đầu gặp đối phương là trong hội nghị tinh thần của thị xã, lúc đó Triệu Quốc Đống còn là phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm. Nhóm ba người đi xuống, hai người kia biểu hiện rất bình thường nhưng tên này đã là chủ tịch huyện. Chuyện nhảy phiếu, chặn đường kiện lên chủ tịch tỉnh. Trải qua mấy việc đó mà tên này vẫn còn thoải mái như vậy. Lý Đình Nam ngoài than thở trong lòng cũng chỉ có thể nhắc mình tên này không dễ đối phó. Cục trưởng Lý, cảm ơn Cục Tài chính đã quan tâm tới huyện Hoa Lâm chúng tôi. Nhất là Cục trưởng Lý rất bận rộn mà còn bỏ chút thời gian tới Hoa Lâm chỉ đạo công việc. Bí thư La không có ở đây, tôi thay mặt huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm mời Cục trưởng Lý một chén. Chào mừng Cục trưởng Lý tới Hoa Lâm chúng ta ngồi một chút. Triệu Quốc Đống cười cười giơ chén lên nói. Lý Đình Nam uống cạn mà nói. Chủ tịch Triệu, thu nhập tài chính Hoa Lâm năm nay có thể tăng nhanh nhất cả thị xã, thậm chí vượt qua cả quận Tây Giang. Bí thư Kỳ và thị trưởng Mạch, thị trưởng Kim đều nhiều lần khen, yêu cầu các huyện khác học Hoa Lâm, nhất là phải học việc Hoa Lâm có can đảm phá vỡ thể chế cũ, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Vậy ư? Triệu Quốc Đống cười nói.
Cục trưởng Lý, tôi nghe trên thị xã có người không đồng ý với quan điểm của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm chúng tôi, điều này làm tôi rất lo lắng. Lo rằng Hoa Lâm có phải đi quá lớn nên dễ vượt quá quy định không? Lý Đình Nam cười cười không nói. Xem ra tên này cũng nghe được tiếng gió. Bây giờ tranh cãi phát triển kinh tế tư nhân là rất mạnh, dù trên tỉnh cũng có mâu thuẫn, dưới thị xã vẫn có thái độ mơ hồ, không có cách nói rõ ràng. Nghe nói quan điểm của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh là khác nhau, vì thế bên dưới cũng lắc lư. Kỳ Dư Hồng trong hội nghị chỉ nói cổ vũ các huyện tự tìm tòi, chú ý nhiều với quan điểm mới, cũng hoan nghênh thí nghiệm, nhưng nói xã hội chủ nghĩa phải kiên trì nguyên tắc kinh tế nhà nước là chủ đạo, bất cứ ý đồ nào thay đổi nguyên tắc này đều là sai. Lý Đình Nam không muốn có mâu thuẫn gì với Triệu Quốc Đống ở vấn đề này, đây không phải vấn đề y cần quan tâm. Vấn đề hai bên cùng quan tâm là có, Lý Đình Nam cần tìm điểm chung. Đối phương không phải thánh không nhiễm bụi trần, ít nhất trong công tác chuẩn bị cải tạo thành cũ đã chứng minh điểm này. Nhưng thái độ của đối phương có vẻ đã thay đổi. Chủ tịch Triệu, tài chính Hoa Lâm tăng rất nhanh. Huyện ủy, ủy ban huyện khi dùng tài chính đều tuân thủ nguyên tắc. Thu thuế là để phục vụ nhân dân. Làm như thế nào phát huy tính tích cực của tài chính, thúc đẩy Hoa Lâm thay đổi, tôi thấy thái độ của Hoa Lâm rất tốt. Đó chính là muốn cho dân chúng cảm nhận được không khí thay đổi, làm cho dân chúng hiểu rõ cuộc sống của mình thay đổi, để bọn họ cảm thấy chỗ tốt của nó. Lý Đình Nam vừa lên đã khen Triệu Quốc Đống. Đến, Triệu Quốc Đống cười thầm một tiếng, xem ra vị cục trưởng Lý này đúng là người nhanh nhạy. Lữ An Bang nói chưa đầy hai ngày mà y đã tự mình ra mặt. Cục trưởng Lý nói đúng. Cải tạo thành cũ là chuyện mà dân chúng Hoa Lâm mong chờ nhiều năm qua. Mặc dù thời kỳ thứ nhất chỉ là cải tạo khu nhà xuống cấp nguy hiểm. Nhưng huyện ủy, ủy ban huyện đã quyết tâm giai đoạn 2, 3 nhất định phải làm theo phương án đã được quy hoạch. Chẳng qua tài chính Hoa Lâm tăng mặc dù không chậm nhưng trụ cột kém, cần nhiều tài chính. Vì thế huyện có lòng mà vô ích, cho nên huyện chỉ có thể mời các công ty có thực lực bên ngoài vào hợp tác. Triệu Quốc Đống cười nói. Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng, chúng tôi hy vọng là như vậy, nhưng khi nhắc đến chữ tiền thì bởi vì tài chính huyện khó khăn nên có nhiều điểm không như ý. Quốc Đống nói làm Lý Đình Nam khó đoán ra, hình như không phải không thể đàm phán, nhất là câu cuối cùng vẫn lưu cửa mà. Nhưng nếu nói Triệu Quốc Đống đáp ứng thì lại không rõ ràng. Tài chính Hoa Lâm đúng là đang tăng trưởng rất mạnh, điều này có quan hệ lớn đối với hai hạng mục của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp tới Hoa Lâm. Giá trị sản phẩm công nghiệp quý 3 của Hoa Lâm đã tăng cao hơn các huyện khác nhiều, ngay cả tiền thuế thu được cũng tăng cao. Ngay cả Mạch Gia Huy và Lý Đình Nam cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống đi sớm một bước thành lập trụ sở trồng cỏ đã hấp dẫn hai công ty kia, đây là bước làm quá tuyệt. Hơn nữa còn mời được Học viện Nông nghiệp đến Hoa Lâm, điều này càng hấp dẫn hai công ty kia. Theo Lý Đình Nam biết có mấy khu đang cố gắng lôi kéo các hạng mục. Nhất là Hoa Lâm lại có hai nhà máy chế biến thịt với sản lượng hàng năm là mấy trăm ngàn con bò, cừu. Bây giờ trong nước đang thiếu da của bò, dê, hàng năm nhập rất nhiều từ nước ngoài. Chẳng qua các khu vực duyên hải có thể dễ dàng nhập khẩu hơn, như tỉnh An Nguyên thì phải dựa vào chính nội tại của nó. Mấy nhà máy chế biến đều có ý định đầu tư xây dựng ở Hoa Lâm, nhưng khu khai phát bây giờ đang lôi kéo vài công ty, hy vọng bọn họ vào khu khai phát. Điểm này Hoa Lâm hình như chưa phát hiện ra. Không biết người này không có tin tức hay có dự định gì. Lý Đình Nam rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không nói thêm gì làm người ta có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống rất chủ động mời Lý Đình Nam đến quán trà của khách sạn ngồi một chút, Lý Đình Nam cũng nhận lời. Người khác cũng biết kiểm tra như thế này có ý nghĩa gì, chỉ là ăn uống, vui chơi, cũng kiếm được vài chỗ tốt. Đồ đặc sản của Hoa Lâm sớm đã bỏ đầy cốp xe, mấy trăm tệ chơi bài cũng đã được để trong ngăn kéo. Chuyện này thì mọi người đều vui vẻ, tất nhiên cũng không ai chú ý Lý Đình Nam và Triệu Quốc Đống có điều cần trao đổi. Cục trưởng Lý, tôi cũng xin nói thẳng, không phải tôi không ủng hộ công ty Hoành Lâm, nhiều lãnh đạo quan tâm tới sự phát triển của Hoa Lâm như vậy, tôi đương nhiên cảm động. Nhưng Cục trưởng Lý, anh cũng biết tài chính Hoa Lâm còn nghèo, bây giờ thu tài chính chỉ dựa vào tiền thuế thì vài ba năm không làm gì được. Vài ba năm sau tôi còn ở đây không chứ? Vì thế biện pháp duy nhất là dùng đất. Nếu để rạp chiếu phim, bưu điện, thư viện, ở thành cũ, vậy khu Hà Đông làm như thế nào để tăng người lên? Không ai thì giá đất tăng lên bằng cách nào? Giá đất không tăng thì dù có thể bán, tài chính huyện cũng không thêm được là bao. Công ty Hoành Lâm liên minh với công ty Thái Hoa là điều bình thường. Không có Mạch Gia Huy thì Lý Đình Nam sao có thể ngồi im được ở chức cục trưởng cục tài chính,
Mạch Gia Huy thậm chí không tiếc nhường Kỳ Dư Hồng ở vấn đề khác. Đương nhiên Lý Đỉnh Nam rất thông minh, Kỳ Dư Hồng không tìm được lý do. Công ty Hoành Lâm, nhưng lúc đầu khi ký kết với công ty Hoành Lâm thì ủy ban huyện cũng chiếm nhiều ưu thế, hợp tác mà Hoa Lâm không phải bỏ tiền, toàn bộ do công ty Hoành Lâm bỏ ra, mạo hiểm do công ty Hoành Lâm chịu. Bây giờ Hoa Lâm lại dùng chiêu này là sao? Cục trưởng Lý, không thể nói như vậy, ký hợp đồng là hai bên tình nguyện, huyện không ép công ty Hoành Lâm. Đó là công ty Hoành Lâm coi trọng tương lai phát triển của Hoa Lâm sau này, không tham lợi trước mắt. Ha ha, người làm ăn chính là không chịu lỗ, anh nói đúng không? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Nhưng huyện nếu đưa mấy đơn vị đó đi thì sẽ ảnh hưởng lớn tới lợi ích của công ty Hoành Lâm, bây giờ đã đến giai đoạn mấu chốt cải tạo thành cũ, huyện Hoa Lâm chẳng lẽ chấp nhận mấy công trình này chậm lại sao? Tôi nghĩ Chủ tịch Triệu không muốn thấy điều này. Lý Đỉnh Nam mượn rượu mà nói. Ha ha, Cục trưởng Lý, chuyện này là sao chứ? Nếu như công ty Hoành Lâm thật sự dám làm như vậy, huyện không ngại tìm một công ty khác để hợp tác. Tổn thất trong đó tôi nghĩ công ty Hoành Lâm không thể chịu nổi. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Lý Đỉnh Nam không ngờ đối phương cứng như vậy, y sa sầm mặt nói. Chủ tịch Triệu, anh còn trẻ, tương lai rộng mở, không nên hành động theo cảm tính như vậy. Hai bên cùng thiệt thì tôi nghĩ thị xã cũng không muốn thấy, đừng nên ép người đi vào đường cùng chứ. Tôi hy vọng hai bên bình tĩnh nói chuyện. Ha ha, Cục trưởng Lý, anh nói gì vậy? Tôi tin lãnh đạo công ty Hoành Lâm không ngu ngốc, biết suy nghĩ lợi hại. Hơn nữa chuyện này là do công ty Hoành Lâm tự tìm. Bọn họ dựa vào cái gì mà nhận định rạp chiếu phim và bưu điện nên xây dựng ở đại lộ Quế Khê? Nực cười, bọn họ nếu có thể làm chủ, còn cần tôi làm chủ tịch huyện Hoa Lâm làm gì? Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận. Quy hoạch của huyện là ý kiến tập thể, không phải ai vừa mở miệng là có thể điều chỉnh được. Nếu ủy ban xây dựng thị ủy thấy bọn họ có thể làm chủ thay Hoa Lâm vậy thì tốt. Hoa Lâm chúng tôi có một cây cầu cần xây dựng, khu thành cũ phía nam cũng cần cải tạo. Nếu bọn họ chấp nhận làm thay thì quy hoạch của Hoa Lâm do bọn họ quyết định. Lý Đỉnh Nam lúc này mới nghe ra một chút, bảo sao Triệu Quốc Đống bực bội như vậy, thì ra công ty Hoành Lâm tìm tới ủy ban xây dựng thị ủy. Không ngờ đám này chẳng làm được gì còn khiến Triệu Quốc Đống tức giận. Chủ tịch Triệu, thị xã đây là chỉ đạo mà thôi, đối với công việc cụ thể của huyện sao có thể có quyền quyết định. Lý Đỉnh Nam hút một hơi thuốc mà nói. Tôi nghe nói bên phía Hà Đông chủ yếu là trụ sở cơ quan hành chính và khu tập thể, phía Nam chủ yếu là phát triển công nghiệp, hình như không có quy hoạch kinh doanh. Nếu như rạp chiếu phim, bưu điện chuyển sang Hà Đông thì cũng không có ý nghĩa mấy mà. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ đám này cũng nhận ra rồi. Chẳng qua nếu đã đóng kịch thì phải đóng đến cùng, nếu không sao có thể dụ dỗ người khác. Cục trưởng Lý, tôi không giấu anh. Trụ sở cơ quan hành chính Hoa Lâm sẽ chuyển sang Hà Đông. Hơn nữa một khi cầu Quế Khê xây dựng xong, khu nhà tập thể cho cán bộ cũng xây dựng ở đây. Ý của huyện nhất định hy vọng có vài trụ sở văn hóa ở bên Hà Đông. Dù sao không thể chuyển hết người sang đó, tôi muốn giải trí lại về bên này chứ. Triệu Quốc Đống nói. Rạp chiếu phim, bưu điện, thư viện, trung tâm nghệ thuật chuyển sang cũng tiện cho mọi người sinh hoạt, giải trí. Chuyển ngân hàng sang làm bọn họ có thể cảm nhận sự chuyển dịch trung tâm hành chính là rất thích hợp. Cục trưởng Lý, anh đứng ở vị trí của tôi sẽ hiểu mà. Thì ra là vậy, người này muốn mua lòng người để tạo thế làm bí thư huyện ủy. Vậy đơn giản thôi, chỉ cần không phải là kẻ kín miệng thì dễ giải quyết hơn mà. Chủ tịch Triệu, tôi cũng nói rõ. Công ty Hoành Lâm hy vọng mấy cơ quan này ở thành cũ, về phần quy hoạch trong khu vực như thế nào thì có thể bàn. Hy vọng huyện có thể suy nghĩ đến ý kiến của bọn họ. Nếu như nói huyện có ý kiến gì thì có thể nói ra. Lý Đỉnh Nam nói. Được, Cục trưởng Lý đã nói như vậy thì tôi cũng không có gì để nói. Chỉ là huyện hy vọng khu Hà Đông xây dựng nhanh hơn. Nếu có thể ký thêm hợp đồng bổ sung, công ty Hoành Lâm gánh tiền san nền và làm đường khu Hà Đông thì chúng tôi sẽ cảm ơn bằng cách ủng hộ ý kiến của công ty Hoành Lâm trong quy hoạch một chút. Triệu Quốc Đống cười nói. Về phần chính trị thì tôi đề nghị công ty Thái Hoa phụ trách. Cục trưởng Lý thấy sao? Mắt Lý Đỉnh Nam sáng lên. Xây dựng phương tiện trụ cột ở khu Hà Đông là rất nhiều, dù chỉ là san bằng mấy phố cũng là đơn hàng không nhỏ, còn không nói tới một loạt trụ sở. Nếu công ty Thái Hoa có thể bắt được thì quá tốt. Triệu Quốc Đống cũng nhạy cảm phát hiện Lý Đỉnh Nam có biến hóa, hắn ngồi im không nói gì. Chủ tịch Triệu, chuyện này tôi có thể đi nói một chút. Chẳng qua tôi hy vọng Hoa Lâm có thể căn cứ tình hình thực tế.
thực ra khu dân cư và khu kinh doanh tập trung cùng một chỗ cũng không thích hợp, nên giữ tính độc lập. Lý Ninh Nam trầm ngâm một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống cười cười, xem ra chuyện đã thành, công ty Thái Hoa có thể kiếm được đơn hàng lớn như vậy, Lý Ninh Nam nhất định sẽ phối hợp. Vậy làm phiền cục trưởng Lý, huyện nhất định suy nghĩ đến vấn đề thực tế. Cao, quá cao, Quế Toàn Hữu cười ha hả giơ ngón cái lên. Chủ tịch Triệu, chiều này ít nhất giúp Hoa Lâm ta tiết kiệm mấy triệu tiền xây dựng phải không? Quy hoạch Hà Đông về cơ bản đã được xác định, bây giờ chuyện chỉ thiếu cơn gió đông. Nếu hai công ty kia chấp nhận phụ trách việc làm đường, tài chính tiết kiệm được và còn tăng được tiến độ. Ừ, về cơ bản đã xác định, không nghĩ tới bọn họ lại gấp như vậy. Chẳng qua thực tế mà nói nếu các đơn vị này chuyển hết sang Hà Đông thì có thể làm Hà Đông phát triển, nhưng bản thân bọn họ cũng không muốn sang Hà Đông mà. Dù sao bây giờ Hà Đông đang được xây dựng, muốn chính thức hình thành quy mô thì phải có 3-4 năm. Triệu Quốc Đống cười nói. Bọn họ nếu như chấp nhận cống hiến cho Hoa Lâm, chúng ta sao lại từ chối? Ha ha, lần này kéo bọn họ vào, như vậy không sợ bọn họ kéo dài thời gian xây dựng. Chỉ là tôi lo lắng quảng trường kinh doanh và phố đi bộ mà công ty Hoành Lâm quy hoạch có thể bán đi được không? Còn có cả nhà ở nữa chứ? Bây giờ các cơ quan đều có nhà tập thể. Mặc dù nhỏ một chút nhưng đã có nhà thì ai chấp nhận bỏ nhiều tiền mà mua nhà khác? Quế Toàn Hữu lắc đầu nói. Anh yên tâm, chỉ một thời gian nữa theo mấy công ty tiến vào thì anh sẽ thấy người ở huyện thành tăng lên rất nhiều. Nhà máy chế biến nước hoa quả của tập đoàn Sán Hoàng hoàn thành sẽ thu hút lượng lớn công nhân, đồng thời có mấy nhà máy chế biến khác tới đầu tư vào Hoa Lâm chúng ta. Anh tính xem, chỉ trong một năm thôi, huyện thành Hoa Lâm sẽ tăng thêm vài ngàn người. Bây giờ những người này ở trong khu tập thể của nhà máy, nhưng theo kinh tế phát triển, những người này không thể sống cả đời trong tập thể, bọn họ có thể có nhu cầu lớn hơn. Nhiều người như vậy muốn ăn uống, ngủ nghỉ ở huyện thành, vì thế tôi đề nghị công ty Hoành Lâm phải làm nhiều nhà vệ sinh công cộng trên đại lộ Quế Khê. Hôm qua tôi đến xã Mã Độ, công ty Đại Hoa không phải đóng ở xã này sao? Sau khi công ty Đại Hoa tới làm cho hơn 10 nhà của xã mua xe vận chuyển, chuyên môn phụ trách việc chuyển bò, dê từ hai xã của Tân Bình đến nhà máy, còn có mấy nhà chung nhau mua xe lạnh, đây đều là làm thuê cho công ty Đại Hoa. Anh nghĩ xem, trong nông thôn có một bộ phận người giàu lên, bọn họ hoặc con cái bọn họ có thể thỏa mãn ở nông thôn sao? Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn là rõ ràng, nếu muốn thành người của thành thị thì phải có nhà ở đây. Ồ, đúng, công an huyện đã báo cáo về vấn đề hộ khẩu của huyện thành, không biết có phải là... Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng thế, là tôi bảo bọn họ làm. Bây giờ thị trấn Thành Quan là nơi duy nhất thoát hoàn toàn khỏi sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa huyện thành còn dự định tiến hành điều tra toàn bộ người có nghề nghiệp ổn định trong huyện thành nhưng vẫn có hộ khẩu ở nông thôn, hiểu xem bọn họ muốn đổi hộ khẩu không. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Quế Toàn Hữu thấy Triệu Quốc Đống cười liền biết Chủ tịch Triệu này có âm mưu gì. Chủ tịch Triệu, chuyển hộ khẩu vẫn nằm trong tay công an huyện, chỉ tiêu hàng năm khá chặt, chẳng lẽ huyện dự định. Đầu óc anh rất nhạy bén, chỉ có một điểm là nghĩ ra. Đúng thế, tôi thấy chế độ hộ tịch đã sớm được nước ngoài hủy bỏ, nhưng bởi vì nguyên nhân khách quan nên Trung Quốc cần giữ lại. Chẳng qua đúng như Bí Thư La nói, Hoa Lâm quyết định làm cảm tử quân lao về trước, tôi cảm thấy nếu những người này đã hoàn toàn thoát khỏi sản xuất nông nghiệp, hơn nữa còn có chỗ ở cố định trên huyện thì có thể giải quyết hộ khẩu cho bọn họ. Quế Toàn Hữu nói, Chủ tịch Triệu, tình trạng này đã tồn tại nhiều năm. Ngài bây giờ muốn giải quyết thì có mục đích cụ thể gì không? Mục đích rất rõ ràng, giải quyết tình hình thực tế của các hộ dân, ngoài ra cũng có thể đẩy nhanh tốc độ xây dựng của huyện thành Hoa Lâm. Đương nhiên nó cũng có thể hóa giải được vấn đề tài chính khó khăn của huyện. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng, giảm áp lực tài chính. Quế Toàn Hữu cẩn thận suy nghĩ, hai điều này làm y có chút ngạc nhiên, đẩy nhanh tốc độ xây dựng là sao? Chủ tịch Triệu, ngài đây là muốn chuyển nông dân sang làm kinh doanh. Ha ha, Toàn Hữu, anh đúng là đã làm tốt công việc tránh văn phòng ủy ban, xem ra có hy vọng lên chức. Triệu Quốc Đống cười cười mà gật đầu. Trong mấy phó chủ tịch huyện thì Miêu Nguyệt Hoa có ý kiến riêng. Tào Uyên có chút năng lực, bây giờ cũng đã chịu ngồi im, có lẽ thấy rõ tình hình hoặc là nói có người nhắc nhở y nên học cách mang đuôi làm người. Vi Biểu coi như người đáng tin, nhưng y lại quá cẩn thận, ánh mắt hơi kém. Hoàng Thiết Thần là người chỉ biết làm việc, có khí phách nhưng tài ăn nói và xã giao kém, thiếu sự linh hoạt. Tân Tồn Hoán là một phó chủ tịch huyện khá được nhưng lại chưa vào đảng,
khó có thể tiến vào trung tâm. Quế Toàn Hữu khá giống Tân Tuần Hoán, lại luôn làm theo ý hắn, là người chi kỷ. Dùng người như vậy thì có thể yên tâm hơn. Đáng tiếc Quế Toàn Hữu làm ở cấp huyện trong thời gian quá ngắn. Quế Toàn Hữu cũng có chút động tâm nhưng y thấy mình không có chỗ dựa gì cả, cũng chỉ có chủ tịch Triệu mà thôi. Nếu có hy vọng thì không cần mình nói, đối phương cũng sẽ suy nghĩ. Nếu không hy vọng thì mình nghĩ hết óc cũng vô dụng. Việc này có phù hợp chính sách không? Quế Toàn Hữu nhíu mày nói. Hơn nữa hình như chưa có tiền lệ, nếu làm thì có mang tới ảnh hưởng gì không? Cải cách chính là loại bỏ những thứ hạn chế, không phù hợp với trào lưu của thời đại. Nếu người ta muốn rời khỏi nông thôn, có chỗ ở và công việc ổn định tại huyện thành, như vậy bọn họ là dân cư thành thị. Không ai vừa sinh ra đã là dân cư thành thị, không phải do phân công công việc mà tạo thành sao. Thời đại đang biến hóa, phân công xã hội sẽ có điều chỉnh. Chế độ hộ tịch cũng phải theo kịp thời đại. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi biết sẽ có phản đối, chẳng qua tôi và Bí Thư La đã quyết định làm đội cảm tử xông lên, trong này có việc ngăn cản là bình thường. Bí Thư La và tôi dự định báo cáo với thị xã, sau đó báo cáo lên sở công an để tiến hành thí điểm ở Hoa Lâm. Chủ tịch Triệu. Tôi thấy việc này cần suy nghĩ kỹ mới được. Nếu như chúng ta suy nghĩ không chu đáo sẽ mang tới nhiều ảnh hưởng không tốt. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi không biết ngài và Bí Thư La đã tính đến như thế nào. Anh nói đi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hôm nay hắn chính là muốn trao đổi với Quế Toàn Hữu. Thứ nhất có thu nhập ổn định dựa vào cái gì để đánh giá, nói cách khác như thế nào mới coi là có chỗ ở ổn định, là có nhà ở hay là thuê nhà trong thời gian lâu dài. Còn có một căn phòng có thể có bao người, có hạn chế không? Thu nhập ổn định cũng hàm hồ, buôn bán có tính không, làm thuê có tính không? Thứ hai, nếu như thu phí thì dựa vào gì mà làm, tiêu chuẩn nào xác định? Thứ ba, chính sách chỉ nhằm vào dân cư nông nghiệp hay cả các ngành sản xuất khác? Nghe Quế Toàn Hữu hỏi như vậy, Triệu Quốc Đống phải thừa nhận người này có năng lực phân tích mạnh, nhất là ở vấn đề cụ thể càng nói chính xác hơn. Mấy lời anh nói thì tôi đã suy nghĩ. Chẳng qua không cụ thể như anh nói. Hơn nữa đó mới là suy nghĩ sơ bộ của tôi, cũng mới trao đổi với Bí Thư La mà thôi. Bí Thư La cũng nói nên cẩn thận, quy định về chỗ ở thì ý của tôi lấy giấy tờ nhà đất làm cơ sở. Thuê nhà không tính, một phòng theo nguyên tắc có thể cho một nhà ở, đương nhiên cũng căn cứ theo tình hình thực tế mà cho thêm một hai người họ hàng. Về phần thu nhập ổn định thì tôi thấy nên xác định người buôn bán, còn công nhân nếu có hợp đồng với nhà máy, công ty thì có thể xác định. Về phần thu phí thủ tục thì phí quản lý thành thị không phải đã đủ sao? Hộ khẩu từ nông thôn chuyển lên thành thị thì khiến các trụ sở về đường, văn hóa, thể dục cao hơn. Huyện nhất định sẽ đầu tư lớn vào vấn đề này. Tiêu chuẩn thì căn cứ theo tình hình cụ thể mà nghiên cứu. Vấn đề thứ ba anh nói thì tôi vẫn suy nghĩ, chưa có quyết định. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi mà nói. Hoa Lâm chúng ta nếu có thể thu nhiều người có năng lực đến huyện thành dùng tiền mua nhà. Tôi cảm thấy bất cứ cách nào cũng có thể thử, thậm chí tôi còn có một suy nghĩ nếu lượng đầu tư của các công ty vào Hoa Lâm tăng lên nhiều, nếu bọn họ cần thì chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu cho các công ty. Chủ tịch Triệu, bây giờ vấn đề hộ khẩu là khá nhạy cảm. Nếu ngài buông lỏng như vậy sẽ có thể tạo ra một cơn sóng với hậu quả không thể tưởng tượng. Có lẽ rất nhiều người nghe tin lao đến Hoa Lâm, bọn họ không phải đến làm thuê hay kinh doanh. Đây là muốn có hộ khẩu thành thị. Quế Toàn Hữu nói, sao không được chứ, chỉ cần bọn họ có tiền mua nhà, có thể nộp phí là có thể sống ở huyện thành Hoa Lâm. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm và nhân dân toàn huyện nhiệt tình chào đón. Như vậy vừa có thể khiến ngành sản xuất bất động sản Hoa Lâm phát triển, vừa có thể khiến bọn họ đến Hoa Lâm chi tiêu, đẩy nhanh tốc độ xây dựng thành thị. Quế Toàn Hữu giờ khóc giờ cười, nói bao nhiêu mà vẫn không thay đổi ý đồ. Quế Toàn Hữu thậm chí có thể khẳng định ngoài tiền thu phí thành thị. Triệu Quốc Đống còn định nhằm vào nhu cầu nhà ở. Huyện thành Hoa Lâm căn bản không có bao nhà thương mại, nếu dựa theo ý này thì phải có nhiều nhà được xây dựng, qua đó giá đất sẽ tăng lên rất cao, đây là khoản thu khả quan đối với huyện. Quyển 7, chương 7.10. Triệu Quốc Đống biết hộ khẩu thành thị rất hấp dẫn người, nhưng theo thời đại thay đổi nó sẽ có nhiều thay đổi. Ngược lại hộ khẩu ở nông thôn, nhất là khu ngoại ô sẽ có giá trị rõ ràng. Theo thành thị phát triển khiến hộ khẩu nông thôn càng quý hơn. Chẳng qua bây giờ hộ khẩu thành thị khó có thể có, từ nông dân chuyển sang dân thành thị là rất hấp dẫn. Điều này càng làm người ta cảm thấy khoảng trống giữa hộ khẩu thành thị và nông thôn chênh lệch rất lớn. Mà căn cứ quy định quản lý hộ tịch,
nông thôn muốn có hộ khẩu thành thị thì cần có nhiều quy định, điều kiện mới có thể đạt được. Nếu muốn huyện thành Hoa Lâm có thể thu hút được nhiều dân cư tới thì nhất định phải đi trước một bước. Theo Triệu Quốc Đống biết, mặc dù có không ít người có tin tức nhạy bén nhưng theo giá trị hộ khẩu thành thị càng lúc càng giảm đi, ngoài hộ khẩu mấy thành phố lớn còn có giá trị thì hộ khẩu huyện thành bình thường không có bao ý nghĩa. Kỳ Dư Hồng nhíu mày nghe La Đại Hải và Triệu Quốc Đống báo cáo. Ý tưởng rất mới mẻ nhưng có nhiều nguy hiểm. Hai người một già một trẻ này có vẻ không sợ chuyện. Kỳ Dư Hồng trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào. La Đại Hải dù sao sắp về, người khác đều mong ổn định quá độ, nhưng La Đại Hải lại một lòng muốn phát triển Hoa Lâm. Còn Triệu Quốc Đống, tuổi trẻ to gan sao? Kỳ Dư Hồng không dễ đánh giá. Triệu Quốc Đống làm cũng được, hơn một năm đã khiến GDP và thu nhập của nông dân Hoa Lâm tăng mạnh, có lẽ bốn chỉ tiêu kinh tế năm nay, Hoa Lâm sẽ đứng đầu cả thị xã. Mặc dù tổng GDP và thu nhập của nông dân kém Tào Tập, Thổ Thành, Tây Giang, nhưng đã vượt xa mấy huyện khác. Nói to gan cũng không quá, ngoài mấy việc lúc trước, bây giờ Triệu Quốc Đống còn định thí điểm cải cách hộ khẩu thành thị, điều này làm Kỳ Dư Hồng không hiểu mấy. Lão La, Quốc Đống, hai người đã báo cáo với thị trưởng Mạch chưa? Kỳ Dư Hồng nói. Bí thư Kỳ, chúng tôi đã trình bản báo cáo với thị trưởng Mạch và thị trưởng Kim. Thị trưởng Mạch bảo chúng tôi tới báo cáo với ngài. La Đại Hải gật đầu nói. Hai người nói thẳng xem dự định làm gì. Kỳ Dư Hồng hừ một tiếng mà nói. Ha ha, bí thư, ngài cũng biết hiện trạng của Hoa Lâm. Cầu Quế Khê mặc dù được thị xã ủng hộ mạnh, nhưng số tiền còn lại cũng khiến tài chính Hoa Lâm thiếu hụt. Năm nay Hoa Lâm lại có nhiều điểm dùng tiền, nhiều lỗ thủng khó bù đắp. Triệu Quốc Đống cười nói. Công an huyện đã tiến hành điều tra về những người có chỗ ở ổn định và thu nhập ổn định trong huyện thành, phát hiện có 400-500 hộ như vậy. Có gần 2.000 người. Hơn nữa theo chúng tôi biết trong có gần một nửa người muốn chuyển hộ khẩu lên huyện thành, qua đó tiện cho con cái học hành và cuộc sống. Vì thế chúng tôi muốn có nên thí điểm ở huyện thành Hoa Lâm hay không? Dù sao dân cư huyện thành Hoa Lâm không quá nhiều, hơn nữa tình hình phát triển kinh tế cũng bình thường, nếu có thể thí điểm thành công coi như mở đầu cho cả thị xã. Nếu không thành công có thể kịp thời xử lý. Đây là ý tưởng thật của các anh. Kỳ Dư Hồng có vẻ không tin. Ha ha, bí thư Kỳ, đương nhiên những người đó vào huyện thành sẽ tạo thành áp lực đối với xây dựng công trình công cộng của huyện, cho nên chúng tôi dự định đưa ra một vài quy định liên quan, báo cáo lên Sở Công an và Thị ủy phê duyệt, mời Cục Tài chính đánh giá, dựa theo nhân khẩu mà thu phí xây dựng thành thị. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Kỳ Dư Hồng cười lạnh một tiếng. Đây mới là ý đồ thật của hai người này, lấy lý do thí điểm mà làm trước, Kỳ Dư Hồng không thể không thừa nhận đối phương nắm chắc cơ hội. Hơn nữa Trung ương cũng đang có ý đồ tiến hành phát triển thành thị, chọn vài huyện thành có đủ điều kiện mà làm thí điểm. Chẳng qua có hiệu quả như thế nào thì cần quan sát, không ngờ Hoa Lâm lại thoáng cái nắm được tin này. Việc này cá nhân tôi thấy cũng nên thí điểm ở Hoa Lâm. Nhưng phương án thí điểm phải tính tới mọi mặt, nhất định phải tính đến khả năng có thể xuất hiện. Ngoài ra vấn đề hộ khẩu là khá nhạy cảm, mặc dù Trung ương và tỉnh đều có chính sách, nhưng đều là bề ngoài, không có ý kiến áp dụng cụ thể. Điều này cần Hoa Lâm phối hợp trao đổi với Sở Công an, Cục Công an. Bây giờ đã gần hết năm, nếu Hoa Lâm thấy nên tiến hành sớm thì cũng tốt. Vậy các anh về làm phương án cụ thể, nhất là viết ra những điều có thể tồn tại, sau đó đưa lên Cục Công an thị xã tiến hành nghiên cứu, nhanh chóng báo cáo với Sở Công an. Tôi sẽ gọi cho Giám đốc Minh, Sở Công an, nhờ bọn họ lập tức nghiên cứu, đưa ra phương án cụ thể. Chúng ta tranh thủ hội nghị thường ủy trước Tết mà thảo luận. Sau khi La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đi ra, Kỳ Dư Hồng ngồi suy nghĩ rồi hỏi Phó trưởng Ban Thư Ký, Hoàng Côn ở bên mà hỏi. Lão Hoàng, anh thấy phương án thí điểm của Hoa Lâm là như thế nào? Bí thư, điều này khó nói. Chẳng qua điều kiện của Hoa Lâm là rất bình thường, bây giờ trên tỉnh không phải cổ vũ các nơi tiến hành thăm dò sao? Tôi thấy không nhất định giới hạn ở Hoa Lâm cũng có thể thí điểm ở vài huyện khác. Mấy huyện như Tào Tập, Thổ Thành, Khuê Dương đều có điều kiện. Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng, Hoàng Côn rất ủng hộ y. Kỳ Dư Hồng vốn hy vọng Hoàng Côn có thể lên làm trưởng ban thư ký nhưng trên tỉnh đã điều Vưu Liên Hương xuống làm y có chút thất vọng. Lão Hoàng, anh ở thị xã cũng một thời gian, tôi dự định để anh xuống rèn luyện một chút, anh thấy sao? Kỳ Dư Hồng nói. Hoàng Côn hơi run lên. Sau khi Vưu Liên Hương tới, Hoàng Côn cũng thấy quan hệ giữa Kỳ Dư Hồng và Vưu Liên Hương khá được. Bây giờ y nếu ở lại thị ủy cũng không còn bao tác dụng.
y cũng biết mình có thể sẽ được điều đi, chỉ là không nghĩ bây giờ Kỳ Dư Hồng lại nói ra mà thôi. Ra khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng, Triệu Quốc Đống liền thấy chuyện không đơn giản như Kỳ Dư Hồng nói. Kỳ Dư Hồng tỏ vẻ hứng thú, mình chỉ thoáng điểm một chút là đối phương nghĩ ra, như vậy Kỳ Dư Hồng đã nghĩ tới việc này. Chuyện tốt như vậy không thể rơi vào đầu Hoa Lâm, ít nhất không chỉ riêng Hoa Lâm được đãi ngộ. Bí thư La, chuyện này phải làm thật nhanh. Triệu Quốc Đống nói qua suy đoán của mình ra. La Đại Hải do dự một chút mà nói. Quốc Đống, chuyện này chưa được quyết định, chúng ta làm như vậy có phải hơi nóng nảy không? Tôi có thể đảm bảo với anh là bí thư Kỳ tuyệt đối không áp dụng riêng ở Hoa Lâm. So sánh với mấy huyện khác thì Hoa Lâm không có ưu thế gì. Chúng ta phải khiến Hoa Lâm làm đầu tiên thì mới được. Tôi nghĩ công ty Hoành Lâm sẽ có hứng thú mà. Bọn họ xây dựng một loạt nhà ở đại lộ Quế Khê cơ mà. Để bọn họ tăng tiến độ xây dựng, rồi nói tin này cho bọn họ, để bọn họ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Chỉ cần ký kết hiệp định, giao tiền là được. Tôi muốn cố gắng thu tiền trước khi tuyên truyền, cố gắng đi trước các huyện khác. Triệu Quốc Đống vẫn luôn chú ý tình hình Trung ương. Bắt đầu từ 1 tháng 6, một loạt hội nghị của Trung ương được diễn ra, mấy lãnh đạo quốc gia đều phát biểu, chỉ thị. Công tác nông thôn và công tác tài chính được Trung ương rất chú trọng, việc tạo nghề cũng được nhắc tới, qua đủ biểu hiện rõ Trung ương càng lúc càng chú ý đến công nhân mất việc ở các công ty nhà nước. Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống mà nói vấn đề tạo việc làm cho công nhân mất việc chưa quá quan trọng. Dù sao số công ty nhà nước của Hoa Lâm là quá ít. Theo quy hoạch của huyện thì mấy nhà máy tập thể có hiệu quả kinh doanh thấp sẽ phải tiến hành cải cách. Ngoài công ty xây dựng được cổ phần hóa, mấy nhà máy nông nghiệp, nhà máy nhỏ khác đều vì cải tạo thành cũ mà lấy đất của bọn họ, bồi thường một phần là giải quyết xong. Triệu Quốc Đống không phải không có phiền phức, mấy nhà máy chế biến từ Duyên Hải và An Đô cũng tới tiếp xúc với Hoa Lâm, thanh thế cũng lớn. La Đại Hải có ấn tượng tốt đối với bọn họ nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không hề tỏ thái độ. Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì thực lực mấy công ty này còn kém. Mặc dù bọn họ có thể du xây dựng nhà máy nhưng ngành sản xuất chế biến này là ngành gây ô nhiễm môi trường, đầu tư bảo vệ môi trường là rất cao. Theo Triệu Quốc Đống đoán mấy công ty này đều không phải đối tượng làm hắn hài lòng. Triệu Quốc Đống không tin với thực lực mấy công ty này có thể đầu tư thiết bị tốt. Nhưng do khu khai phát Ninh Lăng tranh đoạt, huyện không thể ngồi im. Mặc dù mấy nhà máy chế biến này có vẻ muốn xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm, nhưng Hoa Lâm lại có biểu hiện từ tốn làm bọn họ thấy khó chịu. Điều này khác hẳn cách đối xử của khu khai phát Ninh Lăng. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đều không ra mặt, phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp nói chuyện cũng mơ hồ. Mấy vấn đề như giá đất, điện, thuế đều không tỏ thái độ rõ ràng. Triệu Quốc Đống cũng đã trao đổi và nói ý kiến của mình với La Đại Hải. Nhưng La Đại Hải lại có ý kiến khác với Triệu Quốc Đống. Theo y thấy Hoa Lâm không nên yêu cầu quá đáng việc bảo vệ môi trường với nhà đầu tư bên ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư. Nhất là bây giờ khu khai phát Ninh Lăng cạnh tranh rất mạnh, huyện Hoa Lâm phải lo vấn đề phát triển, về phần bảo vệ môi trường thì sau này có thể giải quyết. Hai người có ý kiến khác nhau trong vấn đề này. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của La Đại Hải, dù sao khó khăn lắm mới có cơ hội phát triển tốt như vậy, mấy công ty tập trung đầu tư vào Hoa Lâm thì quy mô phải trên 30 triệu. Gần như tương đương với công ty Đại Hoa. Hơn nữa hai công ty kia cũng cần mấy công ty phụ trợ đến giúp bọn họ. Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận chính quyền địa phương ở bất cứ huyện nào tại Ninh Lăng đều không thể từ chối đợt đầu tư này. Hắn hy vọng có thể đưa tới một công ty có quy mô lớn, dám đầu tư vào thiết bị bảo vệ môi trường. Dù sao ở thời đại này vấn đề bảo vệ môi trường chưa được chú trọng mấy. Trong hội nghị thường ủy, La Đại Hải nghiêng về việc dẫn mấy nhà máy chế biến kia vào. Triệu Quốc Đống giữ lại ý kiến của mình. Nhưng mấy thường vụ khác lại đồng ý, nhất là Tào Uyên còn nói giá trị GDP năm nay của Hoa Lâm sẽ tăng mạnh. Ở vấn đề ô nhiễm môi trường, các thường vụ đều nhất trí cho rằng một bên thu hút đầu tư, một bên tăng cường giám sát, nhưng lại bác bỏ ý kiến mạnh mẽ đặt ra tiêu chuẩn của Triệu Quốc Đống. Ý kiến của Triệu Quốc Đống lần đầu tiên bị bác bỏ trong hội nghị thường ủy. Giản Hồng cùng Bàng Quân cũng đồng ý với La Đại Hải. Mặc dù Triệu Quốc Đống biết mình hoàn toàn có thể ủng hộ La Đại Hải, ngày sau hắn cũng không có trách nhiệm gì. Nhưng hắn cảm thấy nếu hắn nói ra vậy sẽ khác với lập trường của mình. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy nên phải làm các thường vụ cảm nhận rõ sự quan trọng của bảo vệ môi trường. Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa nhận ra, nhưng ít nhất cũng có thể để bọn họ chú ý một chút. Anh sao vậy? Không có gì, chỉ là công việc thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu quấy cốc cà phê.
có phải là về việc mấy nhà máy chế biến kia không? Người phụ nữ cười cười một tiếng, vẻ u buồn của cô như tan biến trong nụ cười. Ồ, sao cô biết? Triệu Quốc Đống cũng biết tin trong hội nghị thường ủy trong nháy mắt sẽ truyền khắp huyện. Hắn thật không ngờ ngay cả Trình Nhược Lâm cũng biết việc này. Đừng quá nhạy cảm, là tôi đoán thôi. Triệu Quốc Đống đang thầm nghĩ sao mình lại hay có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn vậy nhỉ, đồng thời ít hứng thú hơn với mấy cô gái kém tuổi. Đoán, chuyện này cô cũng có thể đoán sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ừ, đừng quên tôi ở trong phòng phụ trách mảng gì. Hàng ngày đều xem TV, ba nhà máy chế biến này khi ký kết tiến vào khu công nghiệp Hà Đông thì anh không xuất hiện, là do Phó Chủ tịch Hoàng ký, lễ khởi công do Bí Thư La và Phó Chủ tịch Tào xuất hiện. Tôi thấy hai hôm không có tin về anh, không thấy anh ra ngoài khảo sát, lại có mấy lời đồn anh có ý kiến việc thu hút các công ty này vào nên đoán tôi có suy nghĩ về việc này. Triệu Quốc Đống không khỏi phục sức quan sát của cô. Hai ngày không xuất hiện mà cô lại đoán được như vậy. Ừ, cũng có nguyên nhân này, chẳng qua lão Hoàng phụ trách công nghiệp nên ký là đúng. Về phần lễ khởi công thì tôi không muốn đi nên xin phép với Bí Thư La. Tại sao anh lại phản đối việc thu hút mấy nhà máy này vào khu công nghiệp? Tôi nghe nói chủ nhiệm Lý khu khai phát Ninh Lăng đã vài lần tự đến gặp bọn họ, mời bọn họ tới Ninh Lăng. Nhưng bọn họ lại muốn đến Hoa Lâm, chẳng qua anh là chủ tịch huyện lại không tiếp xúc với người ta. Trình Nhược Lâm có chút tò mò mà nói. Nhà kinh doanh kiếm được tiền đều thấm đẫm máu, mồ hôi và tội ác. Triệu Quốc Đống lần đầu thấy Trình Nhược Lâm có hứng thú với công việc của mình nên cười nói. Lời này tuy hơi quá nhưng không giả, cô cho rằng mấy nhà máy chế biến này là loại tốt sao? Khu khai phát Ninh Lăng đưa điều kiện tốt như vậy sao bọn họ không đi? Chế biến ra là ngành sản xuất ô nhiễm môi trường cao, muốn đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường là rất đắt, có thể nói mấy nhà máy này không đủ thực lực làm như vậy. Các quốc gia nước ngoài sớm đã đưa ra chính sách hạn chế và đào thải các nhà máy trong ngành sản xuất này, cho nên mấy ngành sản xuất ô nhiễm môi trường cao mới dần chuyển sang Trung Quốc. Mấy năm qua Trung Quốc phát triển mạnh là do nhiều ngành sản xuất kết hợp lại, cũng mang tới việc giải quyết sức lao động nhàn rỗi. Các lãnh đạo huyện khác nhìn từ góc độ phát triển là không sai, chỉ là quan điểm của tôi khác với bọn họ. Tôi giữ ý kiến của mình nhưng nghiêm túc chấp hành ý kiến tập thể. Trình Nhược Lâm nhíu mày nói. Để bọn họ thấy áp lực không tốt sao? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Hoa Lâm có ưu thế mà nơi khác không thể sánh bằng. Như trụ sở trồng cỏ 100.000 mẫu về cơ bản đã làm xong, năm nay dự định mở đến khu phổ độ. Kế hoạch của huyện là giai đoạn 2 sẽ đạt tới 250.000 mẫu. Có cơ sở này, ngành chăn nuôi gia súc sẽ chiếm tỷ lệ càng lúc càng lớn trong sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm. Hơn nữa còn có rừng, quả, chè phía Nam khiến sản xuất nông nghiệp Hoa Lâm phát triển mạnh. Cho nên ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ là phương hướng chủ yếu của chúng ta. Ở điểm này mấy công ty kia chúng ta có cần phải trọng vọng bọn họ không? Mích bọn họ tiến vào được là do may mắn của bọn họ. Đợi nửa năm nữa thì bọn họ muốn vào cũng chưa chắc đã được. Thái độ của tôi bây giờ là làm bọn họ thấy áp lực, ít nhất bọn họ không dám quá đáng trong việc ô nhiễm môi trường, mấy thiết bị cơ bản phải có cho tôi. Đừng nghĩ trong tay bọn họ có chút tiền là có thể làm gì cũng được. Dám ra vẻ với tôi cho một trận. Trình Nhược Lâm có chút tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này không quá đẹp trai nhưng khi nói chuyện lại tỏ vẻ hơn tuổi của mình, nhất là vẻ ngang bướng, không chịu phục kia càng làm cô suy nghĩ, làm cô thấy ngượng ngùng và mong chờ. Nghe nói năm nay GDP của Hoa Lâm đứng thứ 5 toàn thị xã, hình như chênh với Khuê Dương 10 triệu, nhưng tốc độ tăng GDP, thu nhập của nông dân, tăng thuế thì đều đứng đầu Ninh Lăng. Trình Nhược Lâm nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Lãnh đạo huyện có lẽ cũng hy vọng năm nay có thể vượt qua Khuê Dương, Thổ Thành, tiến vào top 3 nên mới chú trọng như vậy. Tôi biết, tôi cũng coi trọng nhưng tôi làm ra thì tôi hiểu, tôi lo lắng. Chẳng qua Bí Thư La nóng lòng muốn thành công, không thể chờ được nên mời mấy công ty này vào chiếm dụng tài nguyên. Nếu sau này có công ty khổng lồ đến, mà số lượng ra của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp không đủ, không thỏa mãn được đối phương thì quá đáng tiếc. Có thể không? Trình Nhược Lâm trợn to đôi mắt đẹp mà nói. Sao không thể chứ? Các công ty có quy mô trong làm việc chế biến ra của Trung Quốc hầu hết nhập khẩu ra từ Nam Mỹ, chẳng những có nguy hiểm mà phí vận chuyển cao, cho nên bọn họ phần lớn chỉ có thể xây dựng nhà máy gần biển hoặc gần các trụ sở chăn nuôi gia súc. Hoa Lâm có trụ sở này, có trụ sở trồng cỏ nên phát triển ngành chăn nuôi gia súc tốt,
đủ để thỏa mãn nhu cầu của công ty chế biến đổ ra. Chẳng qua mấy nhà máy chế biến kia nhanh nhạy nhận ra trước nên tiến vào, cũng do trong thời gian này tôi hơi sơ sót, chưa kịp ra ngoài nếu không nhất định sẽ thu hút được vài công ty lớn. Triệu Quốc Đống nói đầy tự tin như vậy làm Trình Nhược Lâm tin người đàn ông này có thể làm được. Vậy anh sao không nói rõ vấn đề này với Bí Thư La? Đúng như cô nói, Bí Thư La hy vọng nhanh chóng xác thực. Mấy nhà máy tự động tới, huyện sao có thể từ chối? Ha ha, nếu như muốn từ chối cũng phải có khí phách. Mấy công ty này không nhỏ, quy mô đều khoảng 10 triệu, hơn nữa quan trọng nhất là thuê 800 công nhân vào làm. Tôi cũng động tâm nhưng lại thấy rất lo lắng. Triệu Quốc Đống cười nói. Trình Nhược Lâm cảm thấy trong lời của Triệu Quốc Đống có vấn đề gì đó nên nói. Anh nói là anh cố ý phản đối trong hội nghị thường ủy sao? Bí Thư La có biết không? Triệu Quốc Đống giơ tay lên miệng rồi thở dài nói. Trời biết, đất biết, tôi biết, cô không phải thấy điều kiện của bọn họ đưa ra sao? Giá đất giảm 30%, dùng điện với giá ưu đãi nhất, thuế được miễn 3 năm. Hừ, nghĩ mình là ngành công nghệ cao hàng đầu thế giới sao? Nếu không phải tôi nhảy ra tỏ vẻ không chào đón mấy nhà máy này, chỉ muốn thu hút công ty quy mô lớn, bọn họ còn không biết kiêu căng đến mức nào. Phải cho bọn họ biết Hoa Lâm không chào đón kẻ kém như bọn họ. Chẳng qua nghĩ tới đây Triệu Quốc Đống lại nghĩ tới tập đoàn lớn và nổi tiếng như tập đoàn Thương Lãng đi đầu tư không phải cũng như vậy sao? Chính quyền địa phương có thể thu hút đầu tư thì sẽ tăng thu nhập và việc làm, đối với tập đoàn như tập đoàn Thương Lãng thì chỉ sợ nói sao nghe vậy. Bây giờ tập đoàn Thương Lãng đã chính thức mua một khu đất 20 mẫu ở Thượng Hải, xây dựng cao ốc Thương Lãng 38 tầng, dự tính đầu tư đạt đến 1 tỷ, mời kiến trúc sư nổi tiếng Hong Kong tới thiết kế, sơ bộ 3 năm sẽ thành, mà đơn vị thi công là tập đoàn Thiên Phu. Vì thế Dương Thiên Bồi đã giao công trình cao tốc ở Quảng Tây, Quý Châu cho phó giám đốc, toàn tâm dồn vào hạng mục này của tập đoàn Thương Lãng. Tập đoàn Thiên Phu cũng đã chính thức đồng ý thu mua công ty xây dựng số 5 của thành phố Ando. Trình Nhược Lâm rất mẫn cảm nhận ra người đàn ông này đang suy nghĩ đâu đâu. Ánh mắt hắn rất có thần, mặc dù là suy nghĩ nhưng lại làm người ta cuốn hút. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được ánh mắt dò hỏi của Trình Nhược Lâm, hắn có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, tôi suy nghĩ một chuyện. Ồ, chuyện gì làm anh suy nghĩ tập trung như vậy? Trình Nhược Lâm cười nói. Ngồi nói chuyện với người đàn ông này thì cô không thấy áp lực gì, không giống những kẻ khác chỉ nhìn chằm chằm vào cô làm người ta khó chịu. Ồ, bí mật, tạm thời không thể nói. Hả? Trình Nhược Lâm có chút kinh ngạc, cô không ngờ đối phương lại nói như vậy. Tạm thời không thể nói, tức là sau này có thể nói ư? Không phải công việc đó chứ? Ừ, không quan hệ gì tới công việc, chuyện riêng của tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, cô có hứng thú với việc riêng của tôi sao, giống như tôi đối với cô vậy? Nửa câu trước làm Trình Nhược Lâm xấu hổ. Nhưng nửa câu sau lại hóa giải ngay. Đối phương không hề che giấu có hứng thú với cô, ánh mắt đầy xâm lược nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lại không phải ánh mắt tham lam, dục vọng như người đàn ông khác, mà là sự thưởng thức chân chính, đương nhiên cũng có một tia ham muốn. Trình Nhược Lâm có chút hờn dỗi liếc nhìn Triệu Quốc Đống. Cô không trả lời vấn đề mà bưng cốc nước lên uống và nhìn ra ngoài. Người đàn ông này không thuộc về cô, Trình Nhược Lâm có chút buồn bã, thứ thuộc về cô đã bay theo gió. Bây giờ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, rất nhiều người đàn ông thèm muốn cô, Trình Nhược Lâm không phải không biết, thậm chí có cả lãnh đạo. Đến khi có lời đồn của cô và Triệu Quốc Đống thì mấy vị kia mới tránh ra. Điều này làm Trình Nhược Lâm vừa buồn bực vừa có chút buồn cười. Chuyện xấu có thể giết người, không ngờ cũng có thể giúp người. Người đàn ông này không hề e ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường chính trị của hắn, là do hắn có chỗ dựa mạnh nên không thèm để ý. Hay là cảm thấy những cuộc gặp lén lút này làm hắn kích thích nên quên hết mọi việc. Trình Nhược Lâm không biết mình sao lại nhận lời mời của đối phương. Triệu Quốc Đống chỉ gọi điện, cô không hề suy nghĩ đã lập tức bắt xe khách đến quán cà phê này ngồi đợi. Có lẽ cảm giác trộm tình làm cô thấy bị kích thích. Cô muốn thay đổi cuộc sống buồn tẻ mấy năm qua. Tiếng đàn du dương quanh quẩn trong quán, Trình Nhược Lâm cảm nhận được ánh mắt đối phương đã hơi đổi. Cô có chút lo lắng đặt tay lên ghế. Cô hiểu hôm nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng trước đó không phải mình cũng có dự cảm này sao? Nhưng sao mình lại đến đây? Ánh mắt nóng bỏng của Triệu Quốc Đống như muốn xuyên qua phòng tuyến của Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm xấu hổ làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy hưng phấn. Cảm thấy tình hình của mình không ổn,
Trình Nhược Lâm vội vàng tránh ánh mắt đối phương. Cô đổi đề tài sang kinh nghiệm công tác của Triệu Quốc Đống trước đây. Cô đúng là rất tò mò với kinh nghiệm công tác của Triệu Quốc Đống, từ việc hắn học ở trường cảnh sát, đến công an huyện Giang Khẩu làm việc, đến ban quản lý khu khai phát, đến sở giao thông, đến Hoa Lâm. Trình Nhược Lâm đổi hướng làm Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ. Người phụ nữ này đúng là quá cảnh giác, thoáng cái đã như con nai bị dọa. Triệu Quốc Đống liền nói qua những kinh nghiệm công tác của mình, từ việc phá án ở đồn công an, đến thu hút đầu tư ở ban quản lý khu khai phát. Sau đó nói đến việc mình tới sở giao thông và thu hút các tập đoàn Hong Kong đến tỉnh An Nguyên, cuối cùng xúc tiến cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế cùng được triển khai. Không ngờ anh công tác không lâu mà trải qua nhiều việc như vậy. Trình Nhược Lâm nói, tại sao công tác của anh lại nhiều thử thách và trải nghiệm như vậy? Sao cuộc sống của chúng tôi lại đơn điệu đến thế? Sao, ghen hay là đố kỵ? Không nên quá hâm mộ người khác, đó là vì cô không muốn cảm nhận niềm vui sống, cuộc sống vốn vì con người mà khác nhau. Triệu Quốc Đống cười nói, chỉ cần cô chú tâm đi tìm cảm giác thì sẽ tìm được cuộc sống của mình. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm tim Trình Nhược Lâm đập mạnh, một cảm giác nồng nặc làm cô thấy run lên. Mặt Trình Nhược Lâm hơi đỏ lên, cô hít sâu một hơi để khống chế trái tim mình bình tĩnh lại. Nhưng cô lại bị ánh mắt nóng bỏng của đối phương khống chế, bao vây lấy. Trong nháy mắt Triệu Quốc Đống đã nhẹ nhàng nắm được khát vọng và sự e lệ của Trình Nhược Lâm, tay lướt qua bàn mà cầm lấy tay đối phương. Trình Nhược Lâm há hốc mồm nhìn người đàn ông này, kinh ngạc không nói được gì. Ánh mắt Triệu Quốc Đống từ tóc chuyển xuống mặt, xuống cổ, xuống bộ ngực đầy đặn của cô. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng cầm tay Trình Nhược Lâm, tim cô đập loạn lên, mặc cho Triệu Quốc Đống cầm tay mình. Triệu Quốc Đống dùng tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay đối phương. Trình Nhược Lâm nhắm mắt lại, cố ngừng thở. Triệu Quốc Đống cười cười cầm tay đối phương đặt lên mũi mình, nhẹ nhàng ngửi. Trình Nhược Lâm có thể cảm nhận luồng khí nóng của hắn truyền vào cơ thể cô. Triệu Quốc Đống cười cười nhẹ nhàng hôn lên tay cô, sau đó với nhân viên phục vụ đến thanh toán. Cầm tay Trình Nhược Lâm, Triệu Quốc Đống đi ra ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, trời lạnh làm Trình Nhược Lâm vô thức muốn dựa vào hắn. Xe taxi đỗ ngay trước cửa, Triệu Quốc Đống cầm tay đối phương mở cửa xe. Khách sạn Ninh Thai là khách sạn có điều kiện rất tốt ở Ninh Lăng, chỉ kém khách sạn Ninh Uyển, chẳng qua nó nằm phía đông nam nên khá vắng vẻ. Tập đoàn Thương Lãng có một phòng cố định ở đây, Triệu Quốc Đống có đôi khi lên Ninh Lăng họp về muộn liền tới đây nghỉ. Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm vào khách sạn Ninh Thai không làm ai chú ý. Nhưng Trình Nhược Lâm lại vô thức kéo áo lên che nửa mặt. Theo tiếng cửa phòng mở ra, hai người đều trở nên khẩn trương. Trong bóng tối, Trình Nhược Lâm chỉ thấy đối phương từ sau lưng ôm lấy cô. Cô đang định nói thì đối phương đã kéo khăn quàng cổ của cô ra, hôn lên cổ cô. Tim cô đập mạnh, Trình Nhược Lâm nhắm mắt lại, thở hổn hển. Chiếc lưỡi ẩm ướt của đối phương lướt trên tai cô, cuối cùng chuyển động thật nhỏ, một cảm giác lan khắp người cô. Khi tay Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng đưa vào trong áo, cô như bị điện giật. Cô có chút sợ hãi. Đó là một chiếc áo lót bằng tơ, tay hắn khẽ chạm vào đó làm Trình Nhược Lâm mềm nhũn ra. Cô cố gắng đẩy đối phương ra nhưng không có chút sức lực nào. Một cảm giác nóng bỏng truyền khắp người cô, làm cô vừa tuyệt vọng vừa khát khao. Tay đối phương đã bắt đầu vuốt ve hai bên vú đã để yên quá lâu. Trình Nhược Lâm phát hiện chân mình như hết sức lực, chỉ biết dựa vào lòng đối phương. Triệu Quốc Đống đã xoay người cô lại, để cô dựa vào vai hắn. Hắn cảm nhận hai bên ngực cô đang căng tròn nhựa sống. Đôi tay không ngừng vuốt ve nó. Trình Nhược Lâm không nhịn được nữa, cô ôm chặt cổ Trình Nhược Lâm, dán sát mặt mình vào mặt đối phương. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận mặt Trình Nhược Lâm nóng bừng. Cô đang định xoay đầu đi thì môi hắn đã chiếm lấy môi cô. Cô chỉ thấy một thứ gì đó mạnh mẽ tiến vào miệng cô, làm cô mê đi. Lưỡi chạm nhau. Triệu Quốc Đống nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Lớn như vậy cô đã bao giờ bị người hôn như thế, chồng cô chỉ nhẹ nhàng hôn mà thôi, nhưng đây là lần đầu được hôn nồng đắm như vậy. Cô gần như muốn sụp xuống, nếu không phải Triệu Quốc Đống ôm cô tin mình đã nằm xuống tấm thảm. Triệu Quốc Đống bế bổng cô lên giường, ánh đèn trên đầu giường làm cả phòng sáng lên. Tiếng điều hòa vang lên làm người ta mê muội, không khí ấm nóng chạy khắp phòng. Triệu Quốc Đống quỳ gối ở mép giường. Dán mặt mình vào đó, hắn muốn hút hết sức lực của cô. Áo ngoài đã sớm được ném xuống thảm, chiếc áo len màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của cô.
Trình Nhược Lâm ôm chặt lấy đầu Triệu Quốc Đống vùi vào ngực mình. Hắn cẩn thận đưa tay ra sau lưng cô, cởi móc áo lót, sau đó ngừng thở chờ đợi cảnh đặc sắc nhất. Tấm màn đã được kéo lên, đập vào mắt hắn là hai ngọn núi phập phồng, trên đầu vú còn có một vòng lông mờ nhạt. Một mùi thơm cơ thể ùa tới, hai điểm đỏ hồng run lên, Triệu Quốc Đống dùng lưỡi khẽ liếm lên đó. Trình Nhược Lâm chỉ thấy cả người mình tê đi, cảm thấy ngực mình như ngọn núi lửa muốn phun trào. Trong cơn mê loạn cô thấy mình như ngọn nến sắp tan chảy, ngồi cũng không thể, bên dưới đã sớm ướt đẫm hết quần lót, thậm chí còn thấm ra bên ngoài quần. Trình Nhược Lâm gần như cầu xin hắn tắt đèn giường. Triệu Quốc Đống chỉ dịu dàng bảo cô nhắm mắt lại, làm cho cô tìm cảm giác an toàn trong bóng tối. Cô cuối cùng có thể yên tâm, mặc cho người đàn ông kia nhẹ nhàng cởi áo và quần của cô xuống. Giờ phút này cô như con cá nằm trên thớt. Căn phòng ấm áp làm Triệu Quốc Đống có thể thoải mái hưởng thụ tình dục. Trình Nhược Lâm bây giờ như một người tiên nữ nằm trước mặt hắn, vòng eo thon nhỏ, bên dưới là đám cỏ và thung lũng đỏ hồng, kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng làm người ta muốn điên lên. Theo hắn đẩy vào, một tiếng động làm người ta điên lên vang vọng, dù là Triệu Quốc Đống hay Trình Nhược Lâm đều không nhịn được mà kêu lên thỏa mãn. Tiếp xúc da thịt bao phủ cả hai, bên dưới đủ ẩm ướt khiến cho người đàn ông sao có thể chịu được. Triệu Quốc Đống muốn chìm vào trong đó. Triệu Quốc Đống không ngừng tiến lên, đôi tay di động trên người cô. Trình Nhược Lâm bắt đầu rên rỉ khác hẳn vẻ e lệ lúc trước. Ngón tay cô bấu chặt vào người Triệu Quốc Đống, sau đó cả người căng cứng, mặt nhăn nhó như ngừng thở, sau đó lại run lên. Chờ đến khi cô hết tiếng rú nho nhỏ, Triệu Quốc Đống có thể nghe thấy tiếng khóc. Triệu Quốc Đống cố gắng điều chỉnh mình, hắn chỉnh đèn thì thấy cô đã khóc. Hắn dịu dàng đỡ lấy đối phương và hỏi. Trình Nhược Lâm lắc đầu, lý nhí nói. Không, em rất thoải mái, em chưa bao giờ được như vậy. Triệu Quốc Đống lúc này mới thở dài một tiếng, điều chỉnh đèn tối đi. Anh yêu em không? Trong mắt buồn của Trình Nhược Lâm đầy vẻ thỏa mãn. Nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy câu trả lời. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Triệu Quốc Đống nhìn lại, hai người nhìn thật lâu, không thể tách rời, đến khi cơ thể hai người lại hòa vào nhau. Quyển 7, chương 11.14. Thức dậy, Triệu Quốc Đống nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Trình Nhược Lâm sau khi được tình yêu tẩy rửa, cô cười rất hạnh phúc. Triệu Quốc Đống cảm thấy khá ngọt ngào. Có thể hái một đóa hoa xinh đẹp kiêu kỳ như vậy, đó là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng tự hào. Trình Nhược Lâm ở trong đài truyền hình luôn kiêu kỳ, đối với người đàn ông bình thường, thậm chí là lãnh đạo trực tiếp thì cô cũng không bao giờ dao động. Mặc dù chưa gặp qua lúc cô tức nhưng vẻ u buồn của cô làm người ta không dám có suy nghĩ gì khác. Nhưng đóa hoa xinh đẹp đó cuối cùng đã bị hắn hái được. Triệu Quốc Đống thừa nhận có thể hấp dẫn người phụ nữ này cũng có một phần do hắn là chủ tịch huyện. Nhưng có thể bằng từng này tuổi đã lên làm chủ tịch huyện, đây là sự khẳng định và thừa nhận với năng lực của hắn. Mà năng lực chẳng qua chỉ là một phần của sức hấp dẫn, hơn nữa chỉ có thể ôm người phụ nữ như Trình Nhược Lâm mới chứng minh được sức hấp dẫn của hắn. Tiếng điều hòa vang lên, căn phòng luôn được giữ nhiệt độ ở tầm 26 độ, chiếc chăn mỏng đắp lên người bọn họ. Hai lần quan hệ làm Trình Nhược Lâm vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn, đến khi hai lần lên đỉnh thì cô mới ngủ thiếp đi. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng rời giường. Chiếc chăn được vén lên lộ ra bờ mông tròn lẳn, nhất là nhìn từ sau lưng thì thấy đường cong quyến rũ thật đẹp, đầu tiên là ở trên vai, xuống vòng eo thon nhỏ rồi đột nhiên phóng đại, bờ mông trắng nõn kết hợp với một đạo khe dài mờ ảo, đám cỏ đen bay trong đó. Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng, phụ nữ hơn tuổi đúng là khác. Cơ thể cù vận bạch cân đối mà quyến rũ làm người ta muốn chinh phục. Cơ thể từ xuân nhạn càng làm người đàn ông bị quyến rũ, bộ ngực lớn làm ánh mắt đầu tiên của đàn ông luôn nhìn vào đó, mông to nếu mặc quần bó sát người thì đúng là khác lạ. Từ xuân nhạn chính là điển hình của người phụ nữ dụ dỗ đàn ông. Trình Nhược Lâm trước mặt thì sao? Cô có một vẻ ưu nhã, thêm một phần u buồn, càng làm người ta không nhịn được để muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. Mà khi anh chính thức có cô ấy thì mới biết nó khác hẳn cảm giác ban đầu của cô. Biểu hiện trên giường của cô đủ làm anh hồn phi phách tán. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Triệu Quốc Đống, hoặc là sau lưng hở chăn lên lạnh, Trình Nhược Lâm đang ngủ say hơi động một chút. Triệu Quốc Đống liền vội vàng đắp chăn lại cho cô. Đi ra gian ngoài, Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy đã là hơn 8 giờ. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Lâm Đan nói hôm nay mình có việc, sau đó gọi xuống Lễ Tân bảo mang hai phần điểm tâm lên. Ở đây khác Ninh Uyển,
nó hầu hết là có các căn phòng do các công ty lớn hoặc các tổ chức đến Ninh Lăng làm việc thuê cả năm. Mà Triệu Quốc Đống lại chọn thuê cả tầng 2 của một căn nhà 2 tầng. Tầng 1 do một công ty lớn làm việc ở Ninh Lăng thuê, tầng 2 do tập đoàn Thương Lãng thuê. Chẳng qua đã chuyển quyền sử dụng cho Triệu Quốc Đống. Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên phục vụ mang điểm tâm gồm bánh bao, sữa, còn một chai nước hoa quả. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi buông tha cho kỳ nghỉ lãng mạn. Hắn viết một tờ giấy lên bàn rồi ra ngoài. Hắn đến khu buôn bán của Ninh Lăng, mua 1-2 bộ đồ lót 36C một đỏ một đen, đỏ xinh đẹp, đen hấp dẫn. Sau đó Triệu Quốc Đống biến mất trong ánh mắt rất hâm mộ của nhân viên bán hàng. Khi Triệu Quốc Đống về phòng thì Trình Nhược Lâm đã dậy, cô đang buồn bực vì không biết nên mặc gì. Chiếc quần lót kia đã ẩm ướt, bây giờ dù giặt thì cũng không thể khô ngay được. Thấy Triệu Quốc Đống đi tới, Trình Nhược Lâm vô thức lấy áo của hắn che lấy người. Bên trên mặc dù đã mặc áo nhưng bên dưới không biết nên mặc gì. Nếu như chỉ mặc quần thì mặc dù không lo lộ nhưng cô lại không quen. Khi Triệu Quốc Đống đưa hộp cho Trình Nhược Lâm, Trình Nhược Lâm xấu hổ và thấy ngọt ngào. Người đàn ông có thể chăm lo từng chi tiết nhỏ như vậy thì rất đáng giá. Một tháng nữa là Tết, Hoa Lâm liền thành điểm nóng của Ninh Lăng. Sau khi thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt việc thí điểm cải cách hộ khẩu thành thị, Hoa Lâm liền bắt đầu công tác tuyên truyền. Gần như trong một đêm có mấy trăm hộ dân có đủ điều kiện liền xếp một hàng dài trước phòng hộ tịch, công an huyện. Nhất là bây giờ mới chỉ là thí điểm, nó bao giờ dừng lại thì không ai biết. Điều này cho cả Hoa Lâm chấn động, ngay cả mấy huyện khác ở Ninh Lăng, thậm chí mấy huyện lân cận gần đó của Tân Châu cũng xôn xao. Không khí rất náo nhiệt, điện thoại tư vấn của công an huyện không ngừng được gọi tới, nhân viên phụ trách giải thích nói đến khô miệng. Nhiều người tới như vậy làm Triệu Quốc Đống cảm thấy nó chỉ khác mỗi cảnh xếp hàng xin cấp giấy sổ đỏ sau này. Mà khu nhà thương mại đầu tiên của công ty Hoành Lâm xây dựng đã bị mua hết. Thời gian trước nhân viên bán hàng còn lo không bán được, bây giờ lại thành đơn giản. Rất nhiều người cầm tiền tới chỉ vì có thể mua một căn nhà. Theo yêu cầu cơ bản của Ủy ban Nhân dân Hoa Lâm về việc thí điểm, chỗ ở cố định là yêu cầu tối thiểu, mà không ít người mặc dù đã ở huyện thành nhiều năm nhưng lại chưa có căn nhà của mình. Đối với mọi người muốn mau chóng có hộ khẩu huyện thành mà nói bỏ ra vài chục ngàn mua một căn phòng cũng không có gì là khó. Giá nhà hiện nay mới chỉ có 200-300 tệ một mét vuông là không vấn đề gì. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi số lượng người tới đăng ký đã trên 5.000 người. Nhân viên công tác luôn miệng nhắc đây là thí điểm, chính sách cuối cùng còn cần xác định mới công bố nhưng mọi người đều tỏ vẻ tin tưởng chính quyền. Chẳng những mấy hạng mục của công ty Hoàng Lâm cùng khởi động, ngay cả công ty bất động sản Mạn Thụy ngồi im một thời gian cũng khởi động. Mà thị trường máy xúc, máy kéo của Ninh Lăng gần như có đến 80% là tiêu thụ ở Hoa Lâm. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là do việc xây dựng thành thị cần rất nhiều nhà ở, mà xây dựng nhà lại cần máy móc. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống lần đầu tiên được tham gia nghe trong hội nghị thường vụ thị ủy. Hội nghị tiến hành nửa tiếng, nghiên cứu một vấn đề đó chính là vấn đề thí điểm xây dựng thành thị ở huyện Hoa Lâm. Khi thị xã còn chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, càng chưa bố trí hạng mục công tác này thì huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm đã công bố tin tức ra ngoài, khiến các giới chú ý, thậm chí lãnh đạo tỉnh ủy cũng tự mình hỏi. Trong hội nghị, La Đại Hải bị điểm danh yêu cầu nói rõ. Mà Triệu Quốc Đống lại được vinh dự đề cập tới 3 lần. Nghiêm Lập Dân và Mục Cương mạnh mẽ phê bình, Kỳ Dư Hồng cũng nổi giận mắng ầm lên tạo thành 3 tiếng sấm lớn trong hội nghị thường ủy. La Đại Hải cúi đầu nhưng lưng lại thẳng, Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không hề dao động. Nửa tiếng đầy khó khăn làm La Đại Hải cảm thấy sự khác biệt quá lớn của hội nghị thường vụ huyện ủy và thị ủy. Trong hội nghị thường vụ huyện ủy, y là chỉ huy nên rất nhàn, mà ở đây y như bọt biển trong cơn sóng gió. Kỳ Dư Hồng tức giận làm La Đại Hải cảm nhận uy lực của bí thư thị ủy. Mặc dù y đã không còn theo đuổi về sự nghiệp nhưng bị mắng như vậy chỉ có thể lo lắng cúi đầu không nói. Triệu Quốc Đống cũng phải thở dài một tiếng trong lòng, hắn SMNC sao phải khổ như vậy. Mình nếu không cố đi thí điểm xây dựng thành thị thì đâu có nhiều việc như vậy. Chẳng qua nói đi nói lại Triệu Quốc Đống không phải là kẻ đi sau, hắn muốn đi trước. Hội nghị thường vụ thị ủy cuối cùng đã kết thúc. Kỳ Dư Hồng gần như không thèm nhìn La Đại Hải và Triệu Quốc Đống mà trực tiếp cầm cốc ra ngoài. Các thường vụ nhìn La Đại Hải và Triệu Quốc Đống với vẻ đáng thương. Có người nhìn mà cười cười, có người lắc đầu thở dài một tiếng, có vẻ như không tìm ra lời nào để phê bình hoặc an ủi hai vị này nữa.
Vưu Liên Hương là người đi muộn nhất, Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy Vưu Liên Hương rất nghiêm túc, trên trán lộ rõ vẻ nuối tiếc. Triệu Quốc Đống cười nói, trưởng ban thư ký Vưu, Hoa Lâm chúng tôi lần này có phải là gây họa lớn không? Sao toàn lời mắng mà không ai nói giúp nhỉ? Hừ, cậu còn dám nói như vậy sao? Vưu Liên Hương xa sầm mặt nói. Bí thư La, không phải tôi nói Hoa Lâm các anh, sao các anh không cho thị xã được yên chút nào vậy? Các người biết chuyện này làm lớn như thế nào không? Ngay cả Chủ tịch Ninh cũng chú ý tới. Chủ tịch Ninh yêu cầu Bí thư Kỳ và thị trưởng Mạch lên tỉnh báo cáo tình hình. Tại sao trên tỉnh chưa có phê duyệt mà đã làm lớn như vậy? La Đại Hải không nói gì. Trên thực tế lúc trước Triệu Quốc Đống định làm như vậy thì La Đại Hải cũng có chút do dự. Tuy nói y không hy vọng tiến thêm trong chính trị, nhưng chuyện này nếu làm lớn thì không chừng sẽ bị xử lý. Nhưng Triệu Quốc Đống lại nói chim dậy sớm có sâu ăn, hơn nữa nghĩ tới lợi ích từ tiền phí thành thị và tiền bán đất, La Đại Hải liền cắn răng làm. Hội nghị thường vụ huyện ủy cũng có ý kiến phản đối, chẳng qua ai cũng biết chuyện này có nguy hiểm, có loạn thì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện gánh chịu cơ mà. Vì thế bọn họ cũng ủng hộ. Chẳng qua khi số người vượt trên 5.000, ngay cả La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều giật mình. Chỉ riêng tiền phí thành thị đã thu được 5 triệu, đám người ở công an huyện cũng mỏi tay vì viết thủ tục. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều lo lắng, tiền thì nhiều, nếu có thể làm theo suy nghĩ thì tiền này có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng nếu làm không được, hoặc là tỉnh có chỉ tiêu hạn chế thì sao? Tiền này lấy thì dễ nhưng muốn trả lại thì không dễ như vậy. Khi sắp mất khống chế, huyện liền quyết định tạm dừng đăng ký, một đám người từ bên ngoài chạy tới muốn làm không được đồng ý, hơn nữa xu thế càng lúc càng rõ ràng. Rất nhanh có hơn 1.000 người tụ tập yêu cầu huyện tiếp tục nhận đăng ký. Do tình hình sắp mất khống chế nên huyện đành phải mở cửa trở lại. Chẳng qua chuyện đến nước này Triệu Quốc Đống và La Đại Hải biết có giấu cũng không được. Vì thế bọn họ chuẩn bị báo cáo lên thị xã, nhưng tỉnh đã thông báo thành lập tổ công tác điều tra tìm hiểu. Mà Cục Công an thị xã cũng nhanh chóng phái lực lượng cảnh sát đến hỗ trợ Hoa Lâm khống chế tình hình. Cũng may hơn 1.000 người kia được đăng ký liền im chuyện. Ha ha, trưởng ban thư ký Vưu, chuyện này cũng trách chúng tôi. Lúc ấy nghĩ rằng thị xã trình lên tỉnh là dễ được phê chuẩn cho nên chúng tôi sớm làm. Chuyện này, Triệu Quốc Đống ra vẻ hối hận nhưng Vưu Liên Hương biết tên này to gan lớn mật. La Đại Hải thì thành thật, đầu óc cũng không đến mức như vậy, trừ tên Triệu Quốc Đống này thì ai có thể làm vậy. Chỉ là không biết người này dụ dỗ La Đại Hải như thế nào mà La Đại Hải lại chấp nhận để bị lợi dụng. Triệu Quốc Đống, đừng đóng kịch trước mặt tôi. Có gì thì cậu nói với Bí Thư Kỳ đi. Vưu Liên Hương xua tay nói. Chuyện này hai người tự mình đi đến nói chuyện với Bí Thư Kỳ đi. Thấy Vưu Liên Hương rời đi, La Đại Hải và Triệu Quốc Đống nhìn nhau. La Đại Hải thấy Triệu Quốc Đống không thèm để ý liền có chút lo lắng nói. Quốc Đống, chuyện này cậu thấy nên làm như thế nào? Mai Bí Thư Kỳ tự cùng thị trưởng Mạch lên tỉnh báo cáo, chuyện này xem ra chúng ta hơi nóng lòng. Ha ha, Bí Thư La đừng nghĩ chuyện phức tạp như vậy. Nếu có vấn đề lớn thì chúng ta sớm bị bắt rồi, sao còn để chúng ta ngồi đây? Điều này chứng minh một vấn đề đó là chuyện không lớn, Bí Thư Kỳ chẳng qua chỉ mượn vấn đề mà phát huy thôi. Mượn vấn đề phát huy, cậu có ý gì? La Đại Hải nói. Bí thư La không nghe thấy câu cuối cùng của trưởng ban thư ký Vưu sao, chuyện này phải tìm Bí thư Kỳ mà. Tôi thấy chúng ta đây là làm áo cho người rồi. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu nói là Bí thư Kỳ chú ý khoản tiền chúng ta thu. Chẳng lẽ là cái này? Bí thư La, anh chẳng lẽ đánh giá lãnh đạo cao đến mức vậy sao? Thu tài chính của cả thị xã là bao nhiêu? Hơn 200 triệu, ha ha. Theo suy nghĩ của chúng ta thì riêng tiền phí thành thị thu được đã là trên 20 triệu. 20 triệu đó, tương đương 1/10 tài chính của thị xã. Bí thư La, chúng ta mất gì, phòng do bọn họ mua. Anh không thấy trong hội nghị Bí thư Kỳ, Bí thư Mục và Bí thư Nghiêm kẻ tung người hứng, đó là gõ chúng ta. Nhất là Bí thư Nghiêm càng mắng chúng ta, đây là ghen ghét công an huyện Hoa Lâm thoáng cái có thêm 5-6 triệu. Chỉ khoản tiền này cũng đủ để Hoa Lâm chúng ta làm nhiều việc. Nói như vậy sẽ không đến lượt chúng ta sao? Vậy sao được? La Đại Hải nghe vậy liền có chút không hài lòng. Trên thực tế y cũng biết chuyện này cũng không phải không thể. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, hai người vẫn đứng đây, chỉ bị mắng tức là không vấn đề gì lớn. Bây giờ nghe Triệu Quốc Đống phân tích, La Đại Hải hiểu ra. Lần này khó khăn lắm mới kiếm được từng đó tiền, nếu bị thị xã tịch thu thì không phải là đốt đèn cho người mù sao?
DNNS là không được, chỉ là thị xã cũng muốn nhờ một chút mà thôi. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói. Hừ, dù như thế nào chúng ta cũng phải có phần. Bọn họ ăn thịt phải cho chúng ta miếng canh chứ. La Đại Hải rất kiên quyết nói. Chúng ta không thể tùy tiện bọn họ muốn làm gì thì làm. Đúng, Bí Thư La, Đại Trương Phu phải anh dũng, không thể cúi đầu. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, cậu bây giờ còn cười được, tôi phục cậu đó. Tôi chỉ còn có một năm nên không sợ, cậu còn trẻ, không sợ Bí Thư Kỳ đánh xuống địa ngục sao? Ha ha, Bí Thư La, đâu đến mức như vậy? Chúng ta không phải vì công việc sao? Bí Thư Kỳ đứng ở vị trí của chúng ta không còn làm quá hơn đó. Bí Thư La, đi thôi, có phải nên đến ngả bài với Bí Thư Kỳ không? Kỳ Dư Hồng đi qua đi lại trong văn phòng, y thậm chí còn hâm mộ và ghen ghét La Đại Hải và Triệu Quốc Đống có thể làm chuyện lớn đến như vậy. Không thể nghi ngờ chuyện này Triệu Quốc Đống đưa ra, La Đại Hải đập bàn quyết định. Căn cứ kết quả điều tra đã có hơn 6.000 người đăng ký. Theo Hoa Lâm tính toán mỗi người mua cả phòng, đóng tiền phí quản lý thành thị là 3.000, vậy tổng cộng là 18 triệu, con số khổng lồ. Đầu óc tên Triệu Quốc Đống này quá nhanh nhạy, luôn tìm được con đường kiếm tiền, hơn nữa mỗi lần đều đi trên bờ chính sách và luôn thành công. Mà La Đại Hải sau khi làm bí thư huyện ủy cũng thay đổi hẳn, không hề ngăn cản cách làm của Triệu Quốc Đống mà còn hết sức ủng hộ. Kỳ Dư Hồng thật ra có chút khó hiểu sao lại kết hợp tốt như vậy. Chủ tịch Ninh cũng quan tâm đến việc này làm Kỳ Dư Hồng có chút buồn bực lại có chút vui mừng. Bây giờ là phúc hay họa khó mà nói. Ít nhất theo tin y biết thì chủ tịch Ninh có hứng thú với việc này, đương nhiên có chút tức giận với việc làm trước khi được phê chuẩn. Mà mình lại phải đi giải quyết giúp La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Mà cơ hội để mình báo cáo công việc trực tiếp với chủ tịch Ninh lại không nhiều. Bí thư, La Đại Hải và Triệu Quốc Đống tới. Vưu Liên Hương đi vào nói. Ồ, chị Vưu, hai chúng ta phải nhắc bọn họ một trận, để bọn họ ngoan ngoãn phục tùng đại cuộc, phục tùng lợi ích chung của thị xã. Đừng nghĩ bọn họ muốn làm gì thì làm. Kỳ Dư Hồng cố làm cho mình tức giận. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng từ trong phòng Kỳ Dư Hồng đi ra. Mặc dù Kỳ Dư Hồng nói rất nghiêm khắc, thiếu chút nữa mắng to nhưng bọn họ sớm đoán được, biết việc này sẽ được giải quyết dễ dàng mà. Chủ yếu là do 20 triệu kia thôi. Chẳng qua ở trong thị ủy nên hai người phải ra vẻ buồn bã, ủ rũ. Mãi đến khi lên xe thì hai người mới nở nụ cười. Quốc Đống. Xong rồi. La Đại Hải dựa lưng vào ghế mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy thị xã hơi ác nhưng cũng cho chúng ta chút canh mà uống. Ha ha, Bí Thư La, có hai bát canh là được rồi. Tôi còn lo Bí Thư Kỳ nuốt sạch của chúng ta. 40-60%, tạm được. Tất cả công tác do chúng ta làm, thị xã chỉ ngồi đó mà hưởng lợi, đau lòng quá. Chẳng lẽ nói chúng ta trời sinh đã là cu ly? Được rồi, cậu đừng được lợi mà còn kêu than. 30-70%, thậm chí thấp hơn chúng ta cũng phải chịu, chứ còn có thể làm gì. Nghe giọng cầu Triệu Quốc Đống, La Đại Hải cười phá lên nói. Mặc kệ, ít nhất năm nay chúng ta có thể yên bình. Bây giờ là chuyện trên thị xã. Triệu Quốc Đống đưa tay ra sau đầu rồi nói. Bí Thư La, chúng ta đổi xe đi. Xe này của anh cũng cũ rồi. Năm nay tài chính Hoa Lâm tăng nhanh nhất thị xã, thu nhập của nông dân cũng tăng cao nhất. Trong tổng kết toàn thị xã thì chúng ta ít nhất cũng được phần thưởng mà. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể suy nghĩ một chút. Xe của huyện ủy, ủy ban huyện vốn thiếu, có vài xe đã cũ, thời gian đi sửa còn nhiều hơn là đi đường, thêm vài xe cũng được. Lái xe Tiểu Trần đằng trước vội vàng nói. Bí Thư La, nói thật là nên sớm đổi xe. Ngài xem Bí Thư, Chủ tịch huyện bên Phong Đình cùng Thương Hóa đi xe gì. Bí Thư ra bên Phong Đình đi Audi. Cấp ngang với thường vụ thị ủy. Bí Thư Trương, Khuê Dương đi xe Santana 2000 mới tinh. Cả thị xã chỉ có Hoa Lâm và Thương Hóa là xe cũ kỹ chạy 5-6 năm. La Đại Hải nhíu mày nói. Tiểu Trần, cậu không được nói thế, có xe cho cậu đi là được. Mấy năm trước tôi chạy xe đạp còn được cơ mà. Anh Trần, đi xe Audi nhưng chưa chắc đã yên tâm, có đôi khi còn thấy mình ngồi trên đống lửa đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn và La Đại Hải nhìn nhau hiểu ý, Bì Gia Thái bây giờ đang rất khổ sở, xe Audi kia là tâm bệnh của y. Mấy chỉ tiêu kinh tế của huyện đều lạc hậu, chẳng những Kỳ Dư Hồng mà ngay cả Mạch Gia Huy cũng phê bình kinh tế Phong Đình chậm phát triển. Điều này làm huyện ủy, ủy ban bọn họ đứng ngồi không yên, không chừng qua Tết là điều chỉnh.
mua mấy xe Santana 2000, chia làm hai đợt, trước Tết huyện sẽ mau hai xe. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói, Audi quá chói mắt, giá lại đắt, hai xe Audi đủ để mua ba xe Santana 200. Bảo Lão Hoa, Lão Long sẽ điều chỉnh xe, bọn họ phải trả xe. Như vậy ủy ban huyện cũng có đủ xe. Đúng, phân phối tài chính cuối năm có vấn đề gì không Quốc Đống? Không vấn đề gì lớn, chỉ cần ủy ban nhân dân tỉnh có phê duyệt là chúng ta yên tâm. Chúng ta đeo cái tội quá lớn mà. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ừ, Quốc Đống, còn có mấy nhà máy chế biến muốn tiến vào Hà Đông, cậu thấy sao? La Đại Hải có chút do dự mà nói. Thời gian trước hai người có ý kiến khác nhau về vấn đề này. Mặc dù trong hội nghị thường ủy, Triệu Quốc Đống tỏ vẻ nghiêm túc chấp hành quyết định huyện ủy, nhưng sau trong mấy lần ký kết, khởi công của các nhà máy, Triệu Quốc Đống đều không tham gia. Bây giờ La Đại Hải lại có chút do dự vì mình đã ủng hộ mấy nhà máy chế biến kia vào Hoa Lâm. Ha ha, Bí Thư La, lại về vấn đề cũ kỹ này sao? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Ý kiến của tôi không thay đổi, không chào đón nhà máy chế biến quy mô nhỏ. Bọn họ nhất định không đạt được yêu cầu về bảo vệ môi trường, nhưng huyện nếu quyết định thì tôi nghiêm túc chấp hành. Quốc Đống, đừng nói mấy lời đó với tôi muốn nghe ý kiến của cậu. La Đại Hải trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ, các nhà máy chế biến này đều vì khu chăn nuôi gia súc Hoa Lâm chúng ta mà tới. Khu vực trồng cỏ của Hoa Lâm đã lan sang các huyện lân cận. Quy mô của hai nhà máy chế biến cũng không ngừng tăng lên. Mấy huyện như Thông Thành, Thương Hóa cũng bắt đầu phát triển chăn nuôi gia súc. Mà bò, cừu cũng vận chuyển cho hai công ty Đại Hoa. Có thể nói chỉ cần hai công ty này ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể vòng quanh Hoa Lâm chúng ta sao phải hạ thấp tiêu chuẩn. Tôi đề nghị nếu cần thu hút nhà máy chế biến các sản phẩm từ gia súc thì phải có yêu cầu, ví dụ quy mô đầu tư là bao nhiêu, nhận bao nhiêu công nhân, quan trọng nhất chính là phải đảm bảo việc bảo vệ môi trường. Nếu không sau này chúng ta khó ăn nói với con cháu. La Đại Hải gật đầu. Lần trước vì có thể hoàn thiện chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 96 mà y chấp nhận thu hút mấy nhà máy kia. Nhưng bây giờ một loạt nhà máy chế biến đến, y cũng hiểu trong này có vấn đề. Vấn đề bảo vệ môi trường bây giờ thoạt nhìn không quan trọng, nhưng Triệu Quốc Đống mà đã coi trọng thì có nguyên nhân. Y đã đọc tài liệu về ngành sản xuất này, hiểu rằng ngành sản xuất gia công này sẽ gây ô nhiễm môi trường lớn. Cho nên bây giờ La Đại Hải bắt đầu dao động. Ừ, xem ra vấn đề này huyện cần nghiên cứu lại. Không thể vì thu hút đầu tư mà bỏ qua vấn đề bảo vệ môi trường, như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của Hoa Lâm về sau. La Đại Hải gật đầu nói. Theo các công việc tiến vào quỹ đạo, các con số, chỉ tiêu cũng đưa ra. Trong hội nghị tổng kết công tác kinh tế của thị xã Ninh Lăng thì Hoa Lâm là ngôi sao chói mắt nhất. Thu nhập tài chính của Hoa Lâm tăng 80% so với năm trước, thoáng cái đạt tới 80 triệu. Trong đó 4 công ty trụ cột gồm Đại Hoa, Tam Điệp, Trần Thị, nhà máy chè Hà Khẩu đóng góp tác dụng rất quan trọng. Mà mấy ngành như xây dựng, bất động sản cũng là điểm sáng, trực tiếp khiến kinh tế Hoa Lâm phát triển mạnh. Mà giá trị sản xuất công nghiệp của Hoa Lâm cũng nằm trong top đầu toàn tên xấu xa. Phát triển ngành chăn nuôi gia súc khiến nông dân thu nhập tăng lên nhiều. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Lâm cũng đứng đầu Ninh Lăng. Mặc dù tổng sản lượng GDP chỉ đứng thứ 5 nhưng chỉ kém Khuê Dương đứng thứ 4 một chút mà thôi. Mà dựa theo xu thế này thì năm 97 thừa sức vượt qua Tào Tập cùng Thổ Thành. Trong hội nghị, thị trưởng Mạch Gia Huy không tiếc lời khen ngợi Hoa Lâm, điều này làm các chủ tịch huyện khác phải nhìn hết sang La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Các điều chỉnh, phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào thay đổi quan niệm, có chí tiến tới. Phải có đầu óc, có tầm nhìn, dựa vào thay đổi tác phong làm việc, thay đổi hoàn cảnh đầu tư, dựa vào bí thư và chủ tịch huyện dẫn dắt toàn thể cán bộ. Lãnh đạo chúng ta có thói quen làm việc theo giờ, cả ngày ngồi ở trên quá khứ, không muốn tiến lên, nghĩ trên trời sẽ có vàng rơi xuống. Cải cách là đi ngược dòng nước, ai nếu nghĩ cả ngày ngồi đó, không thay đổi quan niệm thì tôi nói rõ một điều, thị ủy sẽ điều chỉnh kẻ đó. Bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng khi tổng kết hội nghị đã nói ra lời làm các vị lãnh đạo huyện run lên. Các lãnh đạo ngồi trên đài đều cảm nhận rõ ràng sát khí của Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy tham gia hội nghị tổng kết của tỉnh về mà tâm trạng không thể vui nổi. Theo lý thuyết Ninh Lăng mặc dù vẫn nằm trong nhóm cuối của tỉnh, nhưng nó đã kéo được khoảng cách nhất định với Thiên Châu, Thông Thành, cũng kéo lại gần hơn với Hoài Khánh. Dựa theo tốc độ phát triển hiện nay của Ninh Lăng thì trong vòng 3, 5 năm là có thể vượt qua Hoài Khánh.
nhưng Kỳ Dư Hồng có thể ở lại Ninh Lăng lâu như vậy không? Đây là câu hỏi mà Kỳ Dư Hồng cảm nhận được sau khi đến báo cáo công việc với Ninh Pháp. Phải nói Ninh Pháp đánh giá cao biểu hiện của Kỳ Dư Hồng, nhất là giá trị công nghiệp và GDP của Ninh Lăng năm nay tăng mạnh, vượt trên chỉ số trung bình của tỉnh. Nhưng Ninh Lăng cũng chỉ thẳng ra vấn đề ở Hoa Lâm. Phát triển rất không cân bằng, sản xuất công nghiệp chậm phát triển, không có cây công nghiệp chủ yếu, dân chúng còn nghèo. Mấy điều này đều được Ninh Lăng nhấn mạnh và không cần tài liệu cụ thể. Có thể nói Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp đã điều tra rõ về hiện trạng kinh tế từng thành phố, thị xã. Câu nói cuối cùng của Ninh Pháp đã chỉ rõ Kỳ Dư Hồng phải bỏ hết gánh nặng mà làm tốt công việc, phải không hề do dự khen ngợi cán bộ muốn làm việc. Khi chọn lựa cán bộ phải ưu tiên những người này. Còn đối với cán bộ có tư tưởng chậm thay đổi thì phải mạnh mẽ điều chỉnh, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ kiên quyết ủng hộ. Lời Kỳ Dư Hồng nói không chỉ làm Ninh Lăng xôn xao, ngay các huyện cũng chấn động. Ngay cả La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều chăm chú thảo luận những lời Kỳ Dư Hồng nói trong hội nghị. Ninh Lăng vốn có 7 huyện, 1 quận, sau khi lên cấp chuyển thành 7 huyện 2 quận. Trong 7 huyện, 2 quận thì ngoài Hoa Lâm đứng đầu trong năm 96, như vậy chỉ có huyện Tào Tập duy trì tốc độ phát triển. Dù là chỉ số GDP hay là giá trị sản xuất công nghiệp chỉ thấp hơn Hoa Lâm mà thôi. Xếp thứ 3 là Đông Giang với xuất phát là hai bàn tay trắng nên coi như có chút thành tựu. Chẳng qua tổng GDP lại chỉ xếp thứ 7. Ngoài 3 đơn vị trên ra, mấy quận, huyện khác đều cảm thấy áp lực. Các con số này cụ thể, không cần phải so đo. Huyện có thể thu hút bao hạng mục, mấy nhà máy xây dựng xong thì sao có thể giấu được lãnh đạo thị xã. Ninh Lăng luôn xếp cuối cùng của tỉnh, bí thư Kỳ đến Ninh Lăng đã hơn 3 năm nếu không có biến hóa lớn thì sao có thể được. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, tất cả đều lấy chỉ tiêu kinh tế mà nhìn. Điều này cũng khiến La Đại Hải không để ý tất cả mà lôi kéo mấy nhà máy chế biến kia vào Hoa Lâm. Quốc Đống, xem ra bí thư Kỳ cũng có chút cấp bách. Trong 3 nơi thông thành Thiên Châu Ninh Lăng thì Ninh Lăng chúng ta tốt hơn một chút. Nhưng nếu muốn tiến lên bậc trung trong tỉnh thì hơi khó khăn. Bí thư Kỳ mới tới nửa năm, một năm mà không có tiến bộ thì tỉnh còn có thể chấp nhận. Nhưng đã hơn 3 năm thì anh có bản lĩnh gì là thấy ngay. Nếu không thể tiến lên thì chỉ sợ tỉnh ủy sẽ có ý kiến. La Đại Hải hút một hơi thuốc rồi nói. May là chúng ta đứng đầu nếu không xảy ra nhiều việc như vậy thì bí thư Kỳ còn không lột ra hai chúng ta mới là lạ. Ha ha, lãnh đạo cũng phải tùy từng người. Có lãnh đạo thích ổn định, đừng gây bất ổn cho y là được, nghèo một chút thì cũng không sao. Có lãnh đạo không thích như vậy, không sợ anh gây chuyện, chỉ sợ anh không làm việc. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Kỳ vốn cũng mong ổn định. Có lẽ đó là do y mới tới không lâu. Nhưng gần năm qua GDP cũng tăng lên, các hội nghị đều nói về việc phát triển kinh tế, nên tạo hoàn cảnh tốt cho phát triển kinh tế, nếu ở tình hình này mà mọi người còn không nghe ra tức là không nhạy cảm chính trị. Ừ, tôi nghe thị trưởng Kim nói bây giờ công tác kinh tế đổi thành từng quý báo cáo một lần. Bí thư Kỳ yêu cầu các bí thư, chủ tịch huyện nhất định phải tham gia. 3 huyện xếp sau phải viết bản kiểm điểm, đưa ra biện pháp xử lý. La Đại Hải cười nói, thời này làm lãnh đạo cũng không dễ dàng gì, mỗi lần họp ngồi đó mà sợ hãi, lãnh đạo bây giờ phê bình thường không cho ai mặt mũi, không cần biết anh tuổi cao hay thấp đều bị mắng. Bí thư La, Hoa Lâm chúng ta xếp đầu sợ có nhiều nơi không phục. Bí thư Lương Tào Tập đã nói trong hội nghị tổng kết huyện bọn họ rằng năm sau nhất định giành vị trí thứ nhất. Bí thư Cố, Thổ Thành nghe nói cũng yêu cầu GDP của huyện phải vọt vào top 3. Bí thư Đông Giang cũng yêu cầu GDP của huyện tăng lên 30%. Ha ha, bí thư Kỳ nói như vậy đúng là làm người phải sợ. Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ, Lương Khai Thành chỉ giỏi miệng lưỡi mà thôi. Huyện Tào Tập có mấy hạng mục lớn nhưng đều là của năm trước, chẳng lẽ năm nay có thể biến ra sao? Bên Thổ Thành còn có chút tiềm lực, nghe nói trên sở nông nghiệp đã chọn bọn họ làm huyện thí điểm, Cố Trường Canh vì thế rất đắc ý. Không phải đòi dựa vào một hạng mục nông nghiệp mà đổi đời sao? GDP là dựa vào công nghiệp, không có công nghiệp thì đó là dựa vào đào đất mà ăn. Tôi thấy quận Đông Giang còn có thể, dù sao mới thành lập, khởi điểm thấp, muốn tăng tốc GDP và thu hút đầu tư thì có vài hạng mục là được, điểm này giống Hoa Lâm chúng ta năm trước. La Đại Hải phân tích một chút các quận, huyện. Hừ, bí thư La, nếu so sánh chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu nói về thu hút đầu tư thì tôi không sợ. Năm nay chỉ cần Quế Khê thông xe,
quy hoạch Hà Đông hoàn thành thì tôi kéo vài hạng mục tới là được mà. Hơn nữa còn có thí điểm xây dựng thành thị, chúng ta làm tuy mạo hiểm nhưng thu được một khoản lớn. Có thể khoản thu nhập lớn này tuy có nguyên nhân, nhưng cũng có nguyên nhân khác, chính là có thể tiêu tốn mấy chục ngàn đến Hoa Lâm chúng ta ở, dân chúng sẽ vui vẻ mà. Nếu Hoa Lâm chúng ta cứ dùng như vậy thì gộp ít thành nhiều là được mà. Ừ, bây giờ chủ yếu là ở cây cầu đó. Công ty xây dựng Thái Hoa có tiến độ cũng được, tôi đã phái Lữ An Bang theo dõi sát sao, cũng yêu cầu đúng tiến độ. Cầu Quế Khê là con đường phát triển của Hoa Lâm chúng ta. Nếu như muốn biến Hà Đông thành khu vực phát triển, La Đại Hải cũng mơ ước khu huyện thành mới được thành lập. Bí thư, năm nay chúng ta có mấy điểm tăng trưởng tốt. Một là công ty Đại Hoa, công ty Tam Điệp đã toàn diện khởi động. Nhà máy chế biến nước hoa quả của tập đoàn Trần Thị cũng sẽ hoàn thành trong năm. Nhà máy của tập đoàn Sán Hoàng và liên doanh giữa công ty Dụ Thái và nhà máy chè Hà Khẩu cũng bắt đầu tiến vào sản xuất. Hơn nữa khu du lịch Kỳ Lân, núi Hốt Luân cũng nghênh đón thời kỳ phát triển mạnh. Hai hôm trước tôi đi xem xung quanh Kỳ Lân Quan có nhiều nhà hàng, nhà nghỉ được xây dựng. Mà rượu Bích Ngọc Nhũ cũng được tôi đề nghị nghĩ biện pháp có thể tăng quy mô chế biến không. Vì thế tăng trưởng GDP thì không huyện nào có thể vượt qua Hoa Lâm chúng ta được. Quốc Đống, nên biết đủ, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP và thu nhập mới là quan trọng nhất. La Đại Hải cười nói. Năm nay chúng ta hợp tác rất tốt, khiến kinh tế Hoa Lâm phát triển mạnh, coi như cống hiến do dân chúng Hoa Lâm. La Đại Hải sau đó thấy lời mình nói làm không khí hơi trầm xuống nên đổi đề tài. Quốc Đống, hai hôm trước tôi đến chỗ Bí Thư Tương nói về Hoa Lâm chúng ta thiếu một phó chủ tịch huyện. Bí Thư Tương nói thị ủy chưa chính thức thảo luận vấn đề này. Khả năng từ trên thị xã phái xuống là lớn nhất, khả năng Kính Lương hay Toàn Hữu lên là rất nhỏ. Đây cũng là một vấn đề đau đầu. Triệu Quốc Đống đã trao đổi với La Đại Hải về việc này. Huyện nhất trí đề cử Tiền Kính Lương. Nhưng thị ủy không có câu trả lời, xem ra thị ủy có ý đồ khác. Triệu Quốc Đống đúng là có chút không phục, nếu thêm một người không đồng lòng với hắn như Tào Uyên hoặc Miêu Nguyệt Hoa, như vậy năm tới lại tốn công sức hơn nữa. Triệu Quốc Đống cũng không có nhiều tâm tư mà đấu đá nội bộ. Mặc dù bây giờ Tào Uyên có vài động tác nhưng Triệu Quốc Đống chỉ nhắm mắt làm ngơ. Tào Uyên này kiểu gì cũng có tâm tư, con người luôn muốn tiến bộ mà, thậm chí lôi kéo là bình thường. Ừ. Tôi cũng đã bàn với trưởng ban Trương về việc này. Nói là Bí Thư Kỳ có ý kiến trong việc này, phải chờ Bí Thư Kỳ xác định xong thì mới có thể tiến hành giải quyết việc kia. Toàn Hữu có thể lên hay không cũng không biết, nhưng Bí Thư Kỳ rất có thể sẽ phái người trên thị xã xuống. Vậy cậu định như thế nào? La Đại Hải biết Quế Toàn Hữu có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, y cũng thấy Quế Toàn Hữu là nhân tài cho nên khi Triệu Quốc Đống nói ra, y cũng đồng ý. Y đề cử cả Quế Toàn Hữu và Tiền Kính Lương lên, nhưng cấp phó huyện thì huyện ủy chỉ có quyền đề cử, quyết định do thị ủy, đặc biệt là bí thư thị ủy. Dù là Tương Uẩn Hoa hay Trương Thiên Phóng cũng không có quyền quyết định cuối cùng. Cố hết sức là được mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, chuyện này coi như hắn có ý đồ cũng không thể lộ ra với La Đại Hải. La Đại Hải muốn đẩy Tiền Kính Lương lên, mặc dù chưa chắc nhất định đã ở Hoa Lâm nhưng ý đồ muốn Tiền Kính Lương lên chức là rõ ràng. Bây giờ tuy thị ủy chưa có quyết định nhưng việc này coi như xong. Quế Toàn Hữu cũng chưa chắc có thể đánh bại Tiền Kính Lương để lên chức, hoặc là có lên cũng chưa chắc ở lại Hoa Lâm. La Đại Hải về nhà liền gọi cho Tiền Kính Lương. Lão Tiền, chuyện này có thể thành. Anh nghĩ biện pháp ở chỗ Bí Thư Kỳ đi, tôi chỉ có thể giúp anh đến đó. Tôi thấy Triệu Quốc Đống muốn đưa Quế Toàn Hữu lên nhưng bây giờ thị ủy chưa mở miệng nên chưa dễ thực hiện. Bí Thư La, cảm ơn. Tôi đã hiểu. Nhưng trên thị ủy thì mời ngài giúp một chút, ngoài ra tôi cũng thông qua quan hệ mà biết một chút tình hình. Nghe nói thị ủy chưa xác định điều chỉnh, nghe nói việc này còn cần chính bản thân Bí Thư Kỳ xác định. Bí Thư Tương và trưởng phòng Trương cũng không quá rõ việc này. Ngoài ra tôi cũng biết tin bộ máy ba huyện Phong Đình, Thương Hóa, Thành Tam sẽ thay đổi mạnh. Tiền Kính Lương cười nói. Ồ, La Đại Hải có chút giật mình. Y biết Tiền Kính Lương có quan hệ với trưởng phòng trên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có quan hệ mật thiết với Trương Thiên Phóng, có qua lại với Kỳ Dư Hồng, tin tức nhất định có. Bộ máy ba nơi kia đổi không phải động đất sao? Việc này không được nói linh tinh, để ở trong lòng là được. Tiền Kính Lương, tôi biết rồi, thực ra tôi biết Bí Thư Kỳ có ấn tượng tốt đối với Hoa Lâm, đánh giá cao tinh thần làm việc của ngài. Tiền Kính Lương cười ha hả nói. Ha ha, lão Tiền, anh đừng khen tôi. Tôi tự biết mình mà.
Thật đó, ý của Bí Thư Kỳ là nói Triệu Quốc Đống mặc dù có năng lực nhưng quá xúc động, thiếu kinh nghiệm và cái nhìn đại cuộc. Huyện Hoa Lâm còn cần phải có ngài. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chuyện của anh thì tôi sẽ chú ý, anh cũng tự chú ý. La Đại Hải lắc đầu, y nghĩ đến sự kiên quyết của Triệu Quốc Đống liền thở dài một tiếng. Tuy quan hệ trong công việc có thân thiết hơn nữa nhưng khi dùng người thì mọi người đều có quan điểm của mình. Quyển 7, chương 15.18. Tương Uẩn Hoa đang khá vui vẻ, đi trên đường quỳ hoa gần 2 tiếng, y cảm nhận rõ không khí náo nhiệt ở đây. Triệu Quốc Đống này xem ra có quan hệ khá rộng ở đây. Vào quán nào cũng có thể nói vài câu. Có món đồ Tương Uẩn Hoa thích và mua với giá 4.000. Triệu Quốc Đống cũng nói giúp không ít, chẳng qua chủ quán không vì người quen mà giảm. Bí thư Tương, sao bây giờ lại có hứng thú với mấy màu nhạt này sao? Triệu Quốc Đống thật ra không thích loại màu này mấy, nó khó bảo tồn, tinh phẩm không nhiều. Mấy loại này không nhiều người thích nên 3-5 ngàn là mua được tác phẩm hay. Tôi thấy loại này cũng được, cậu nói mấy loại khác vừa đắt, lại nhiều đồ giả, ánh mắt không đủ thường mua phải đồ giả. Tôi chỉ chơi cho vui, tránh mạo hiểm chứ. Triệu Quốc Đống thực ra muốn giúp Tương Uẩn Hoa cầm hộp, Tương Uẩn Hoa lại từ chối. Triệu Quốc Đống chỉ giúp Tương Uẩn Hoa xác định thật giả, mặc cả mà thôi. Ha ha, Bí Thư Tương, mấy đồ này mua giả một lần cũng được mà, chỉ cần không quá tham là được. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí Thư Tương, ngài bận rộn công việc nên không có thời gian tới đây mấy. Nếu không chỉ 2 năm là ngài cũng là một nhân vật ở đây. Cậu đó, khen cũng không khen như vậy chứ. Cậu định nói tôi làm kẻ xã hội sao? Tương Uẩn Hoa cười phá lên nói. Hai người đi cùng nhau thường nói chuyện khá vui vẻ. Rất nhiều lời bình thường không thể nói, bây giờ có thể nói. Bí Thư Tương, ngài đương nhiên là một nhân vật rồi, chẳng qua không phải là loại người kia mà. Ha ha! Triệu Quốc Đống cười cười. Tương Uẩn Hoa trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, y đương nhiên biết ý trong lời nói của đối phương. Chẳng qua y không so đo. Lên xe, Triệu Quốc Đống khởi động xe rồi nói. Bí Thư Tương, tìm một chỗ ở hay là? Ừ, đến khách sạn Kim Tinh đi, tôi có phòng ở đó. Tương Uẩn Hoa lần này lên tỉnh làm việc, Triệu Quốc Đống cũng không hỏi Tương Uẩn Hoa lên tỉnh làm gì. Được, Quốc Đống đây là bị Tương Uẩn Hoa kéo làm lái xe, chuyện này Triệu Quốc Đống cầu còn không được. Có thể được Tương Uẩn Hoa nhìn chúng, Triệu Quốc Đống đương nhiên phải đi theo rồi. Quốc Đống, năm 96. Hoa Lâm làm rất tốt. Lão Kỳ xem ra khá hài lòng, Mạch Gia Huy cũng khen ngợi. Có thể được cả hai khẳng định là không dễ. Tương Uẩn Hoa cẩn thận bỏ bình vào hộp. Bí Thư Tương, toàn bộ dựa vào sự lãnh đạo anh minh của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã. Được rồi, cậu còn phải nói lời này với tôi sao? Lần này thị xã sẽ điều chỉnh mạnh, Kỳ Dư Hồng đã hạ quyết tâm, hơn nữa cũng đã trao đổi với Mạch Gia Huy. Mặc dù chưa chắc có thể làm Mạch Gia Huy hài lòng nhưng Kỳ Dư Hồng đã hạ quyết tâm. Hơn nữa trên tỉnh ủng hộ, Mạch Gia Huy có lẽ cũng phải chịu. Tương Uẩn Hoa đột nhiên mở mắt ra nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu thích điều chỉnh không? Hả? Triệu Quốc Đống có chút giật mình điều đi. Có thể sao? Bí Thư Tương, sao đột nhiên lại có ý này? Còn chưa xác định, chẳng qua tôi thấy Kỳ Dư Hồng có vẻ có ý này. Ai bảo cậu làm loạn ở Hoa Lâm như vậy? Hơn nữa mấy huyện khác quá kém làm Kỳ Dư Hồng có chút tức giận. Mạch Gia Huy cũng tức. Tương Uẩn Hoa có chút lo cho Kỳ Dư Hồng. Có không ít cán bộ có thể dựa vào, nhưng cán bộ có thể làm kinh tế thì lại rất khó chọn. Muốn tôi tới đâu? Triệu Quốc Đống rất nhanh bình tĩnh lại. Có lẽ Kỳ Dư Hồng mới hỏi ý Tương Uẩn Hoa, nhưng chuyện chưa được xác định. Chủ tịch quận Tây Giang, cậu có hứng thú không? Tương Uẩn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Quận Tây Giang. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Quận Tây Giang bây giờ tổng sản lượng GDP đứng đầu cả Ninh Lăng, chẳng qua nó nằm ngay dưới ánh mắt thị xã, không ít chuyện bị ngăn cản. Bắt đầu cao nên muốn tạo thành tích là không dễ. Ừ, tôi thấy Lão Kỳ có vẻ không hài lòng với bộ máy quận Tây Giang nên định điều chỉnh. Chẳng qua bí thư quận Tây Giang, Trương Thiệu Văn không phải muốn động là được, có lẽ sẽ ra tay với chủ tịch huyện. Đương nhiên bên Phong Đình Thổ Thành cũng có thể điều chỉnh nhưng không có ý nghĩa với cậu. Tương Uẩn Hoa mặc dù không nói rõ nhưng Triệu Quốc Đống cũng cơ bản suy nghĩ ra ý đó. Đó chính là không hy vọng có thể lên làm bí thư, đều là chủ tịch huyện mà thôi. Triệu Quốc Đống tự nghĩ một năm nhảy lên chức là không hy vọng, như vậy hắn lên quá nhanh sẽ làm người ta ghen ghét. Sau khi nghĩ rõ điểm này,
Triệu Quốc Đống thấy rõ hơn nhiều. Bây giờ đi quận Tây Giang cũng không có bao ý nghĩa, có một bí thư mạnh mẽ đứng đó, làm ra công lao cũng là của đối phương, có vấn đề thì hắn sẽ phải chịu. Hơn nữa tới quận Tây Giang còn cần thời gian làm quen công việc. Kỳ Dư Hồng bây giờ còn có thời gian để cho người lạ vào không? Bí thư Tương, tôi thấy mình nên ở lại Hoa Lâm. Quận Tây Giang là hang hổ, kinh nghiệm của tôi ở Hoa Lâm còn dọa được người, nếu muốn tới quận Tây Giang không phải một cái là bị ăn sạch sao? Ồ, Quốc Đống, cậu không phải là người không sợ trời, sợ đất sao? Vài ba tháng là cậu lại làm một chuyện mà. Tương Uẩn Hoa cười nói. Vốn không ai coi trọng Hoa Lâm, nhưng bây giờ thì khác. Ngay cả đài truyền hình, báo chí Ninh Lăng bây giờ suốt ngày theo dõi Hoa Lâm, hy vọng Hoa Lâm đưa ra nhiều điểm đáng xem hơn. Bí thư Tương, không nên nói như vậy. Hoa Lâm chúng tôi chẳng lẽ là mãnh thú trong mắt lãnh đạo sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Tương, ngài cũng biết trụ cột của Hoa Lâm còn kém, nếu muốn thoát nghèo không đi con đường khác người thì sao có thể phát triển? Vì thế khó tránh khỏi va chạm lợi ích của một số người. Chúng tôi không muốn làm cách mạng nhưng không thể không cải cách. Có thể cố gắng hóa giải mâu thuẫn thì huyện ủy, ủy ban huyện sẽ cố gắng giải quyết nhưng phương hướng chính không thể thay đổi. Ừ, Quốc Đống, xem ra 2 năm rèn luyện ở Hoa Lâm là rất có ích cho cậu. Gặp khó khăn và mâu thuẫn trong công việc là không thể tránh khỏi. Làm như thế nào phân tích vấn đề, nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu đó là phải dựa vào công việc thực tế. Làm như thế nào phá vỡ trói buộc, đề cao hiệu suất đó là kiểm tra năng lực lãnh đạo. Năm nay là một năm rất quan trọng, tôi đoán Trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách mới. Quốc Đống, cậu còn trẻ, đầu óc linh hoạt, tiếp nhận sự vật mới nhanh thì phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ tạo thành tích. Tuổi là tài sản, nếu không thừa dịp còn trẻ gây dựng sự nghiệp thì thêm vài tuổi nữa là rất khó khăn. Bí thư Tương, tôi hiểu, cảm ơn ngài đã giúp. Tôi có thể đạt được chút thành tích ở Hoa Lâm đều do sự dạy bảo của ngài. Được rồi, đừng nói mấy lời này với tôi không thích nghe. Tương Uẩn Hoa trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Có sự xông pha là tốt nhưng phải đảm bảo phương hướng, không đi ngược chính sách. Bí thư Tương yên tâm, cái khác tôi không dám, nhưng về phương diện chính trị sẽ đảm bảo nhất trí với đảng, vấn đề kinh tế nhất định không xảy ra với tôi. Vậy còn vấn đề tác phong? Tương Uẩn Hoa lạnh lùng nói. Triệu Quốc Đống á khẩu không nói thành lời. Một lúc sau Triệu Quốc Đống mới nhìn Tương Uẩn Hoa, cười hì hì nói. Bí thư Tương, có phải có ai đó nhằm vào tôi không? Chắc lại nói về vấn đề nam nữ hả? Ha ha, bí thư Tương, tôi là thanh niên chưa lấy vợ, dù qua lại với phụ nữ cũng coi như yêu đương bình thường mà. Đảng viên cũng là người, không phải thời trung cổ mà. Hừ, nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là rất bình thường, chẳng qua cậu có thể nghiêm chỉnh nói chuyện yêu đương không thì ai nói gì được cậu. Chẳng lẽ cậu không dự định kết hôn sao? Tương Uẩn Hoa cũng nghe được vài lời đồn. Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện của mình và Trình Nhược Lâm sớm muộn cũng truyền ra, dù sao trước kia khi hắn và Trình Nhược Lâm chưa tiếp xúc đã bị mang tiếng rồi. Triệu Quốc Đống thực ra không quan tâm. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Ha ha, bí thư Tương, tôi sẽ chú ý. Tương Uẩn Hoa thở dài một tiếng. Quốc Đống, thanh niên có nhiều quan hệ là bình thường, nhưng cậu phải chú ý thân phận. Đừng vì việc này mà ảnh hưởng tới sự phát triển của mình. Phụ nữ dù đẹp hơn nữa cũng chỉ có 10 mấy năm. Dù đẹp như điêu thuyền, tây thi mà thường xuyên nằm bên người thì cậu cũng thấy là bình thường. Đàn ông phải lấy sự nghiệp là trọng, có sự nghiệp cậu có tất cả. Triệu Quốc Đống có chút cảm động vì Tương Uẩn Hoa đã nói lời này với mình. Đúng, về việc của Quế Toàn Hữu mà cậu nói, Kỳ Dư Hồng còn chưa xác định, nhưng tôi nghe y nói có thể sẽ trao đổi cán bộ. Hoa Lâm năm nay phát triển tốt, Tiền Kính Lương và Quế Toàn Hữu cũng được thơm lây. 3 huyện Phong Đình Thương Hóa cùng Thổ Thành sẽ có điều chỉnh, vì thế Tiền Kính Lương và Quế Toàn Hữu rất có hy vọng, nhưng có lẽ sẽ điều chỉnh sang huyện khác. Hả, bí thư Tương, có thể để Quế Toàn Hữu lại không? Hoa Lâm không phải đang thiếu một phó chủ tịch huyện sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Quốc Đống, cậu không được quá tham, Quế Toàn Hữu có thể lên là tốt rồi. Dù sao y làm ở cấp huyện trong thời gian quá ngắn, hơn nữa không chính thức tiếp xúc công tác kinh tế. Bây giờ Kỳ Dư Hồng chú trọng cán bộ giỏi làm kinh tế, huyện Hoa Lâm đưa lên 2 cán bộ không phù hợp với yêu cầu của Kỳ Dư Hồng đâu. Tương Uẩn Hoa cười nói. Hơn nữa để Quế Toàn Hữu đến huyện khác rèn luyện cũng có lợi, đây là tán thành của lãnh đạo với Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cũng hơi động, xem ra mình hơi bảo thủ một chút rồi.
Mặc dù ban tổ chức cán bộ thị ủy chỉ cho một huyện hai danh sách, nhưng nếu hoạt động một chút có phải thêm được người không? Bí thư Tương, thực ra năm nay Hoa Lâm phát triển nhanh như vậy đúng là do huyện chúng tôi phát hiện một nhóm cán bộ có khả năng làm kinh tế, không biết số người trong danh sách có phải chỉ từng đó người không? Tôi nghĩ huyện tôi có thể đề cử một hai cán bộ phù hợp. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Cậu nhạy bén đó. Tương Uẩn Hoa cười nói. Ừ, bây giờ Lão Kỳ còn chưa chính thức duyệt danh sách, hơn nữa y không hài lòng với ba huyện xếp cuối cùng, vì thế cán bộ ba huyện này đề cử không có hy vọng mấy. Tôi nói chuyện với Lão Trương, cậu cũng nói với y, có lẽ có chút hy vọng. Trương Thiên Phóng nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì đang ngồi ăn bữa ăn tổng kết đại hội của Phong Đình. Mấy lãnh đạo thị xã được mời nhưng thường đùn đẩy nên chỉ có y tham gia, đại biểu thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã tham gia lễ tổng kết. Bí thư huyện ủy Bì Gia Thái mặc đồ vét, đầu bóng mượt nhưng Trương Thiên Phóng có thể nhìn ra áp lực trong lòng đối phương. Trong hội nghị tổng kết toàn thị xã, Kỳ Dư Hồng mặc dù không điểm danh nhưng ai cũng biết Kỳ Dư Hồng nhằm vào ai. Bì Gia Thái coi như là cán bộ cấp huyện lão thành của Ninh Lăng, chưa bao giờ bị phê bình trực diện như vậy, đây chính là thông điệp cuối cùng. Đúng thế, năm nay Phong Đình đúng là có vấn đề, tăng trưởng chậm, điều chỉnh cơ cấu trì trệ, gần như kéo chân sau của cả Ninh Lăng. Nhưng điều này có thể trách Bì Gia Thái sao? Chủ tịch huyện Đông Lực và y thường đấu nhau, mặc dù Bì Gia Thái không thèm để ý mấy trò hề của đối phương nhưng hoàn cảnh như vậy sao có thể một lòng một dạ phát triển kinh tế? Trương Thiên Phóng không thể không đến Phong Đình, các lãnh đạo thị ủy khác không tham gia, y phải tới. Nếu y không đến như vậy có nghĩa là thị ủy phủ định hoàn toàn công việc của Phong Đình. Trương Thiên Phóng khi phát biểu cũng mang đầy hy vọng cán bộ toàn huyện dưới sự lãnh đạo chính xác của huyện ủy mà nắm bắt thời cơ, thay đổi quan niệm. Bữa ăn ở tổ chức trong khách sạn Phong Đình, trong bữa ăn Bì Gia Thái và Đông Lực liên tục mời rượu Trương Thiên Phóng, Trương Thiên Phóng cũng uống không hề từ chối. Quốc Đống gọi điện tới coi như giải vây cho Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng lấy lý do rồi ra ngoài nghe điện. Triệu Quốc Đống hẹn gặp, Trương Thiên Phóng lập tức đồng ý. Triệu Quốc Đống bây giờ khác hẳn một cán bộ cấp phòng từ sở giao thông phái xuống, mà giống như một người làm nhiều năm trong quan trọng, mạng lưới quan hệ rộng lớn. Đây là nguyên nhân chính để Trương Thiên Phóng coi trọng đối phương. Đề tài cuối cùng khi Triệu Quốc Đống nói tới việc thêm cán bộ của Hoa Lâm vào danh sách, Trương Thiên Phóng do dự một chút rồi lập tức đáp ứng. Kỳ Dư Hồng rất không hài lòng với mấy huyện như Phong Đình, cán bộ được đề cử cũng bị liên lụy. Mấy cán bộ mà huyện đề cử đều bị từ chối, thật ra cán bộ do Hoa Lâm, Tào Tập và mấy cục trực thuộc thị xã lại có nhiều hy vọng, đây là nguyên nhân chính mà Trương Thiên Phóng gật đầu đồng ý. Hơn nữa có thể thành công hay không cũng không phải do y là trưởng ban tổ chức cán bộ quyết định được. Ở mấy vị trí này thì thị trưởng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng có quyền lên tiếng. Nhìn không khí nặng nề bên Phong Đình, lại nghe Triệu Quốc Đống nói chuyện vui vẻ, Trương Thiên Phóng không khỏi thầm than thở. Huyện anh làm không tốt, lãnh đạo thị xã không muốn tới, điều này làm không khí trong huyện cũng rất nặng nề. Triệu Quốc Đống trong điện thoại cũng nhiệt tình mời Trương Thiên Phóng đến tham gia hội nghị chúc mừng của Hoa Lâm, nhưng Trương Thiên Phóng biết Mạch Gia Huy sẽ tham gia nên khéo léo từ chối. Mạch Gia Huy tham gia hội nghị tổng kết của Tây Giang, Mạch Gia Huy tham gia hội nghị tổng kết cầu Hoa Lâm, đây là điều mà hội nghị thường ủy đã xác định. Mấy quận, huyện khác lại không rõ ràng. Sau khi được Trương Thiên Phóng đồng ý, Triệu Quốc Đống coi như yên tâm. Bây giờ cần là xác định đề cử ai. Vấn đề nhân sự thì bí thư có quyền lên tiếng, nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ bây giờ La Đại Hải cũng không còn mấy người đề cử, cho nên sau khi hai người Quế Toàn Hữu được xác định thì không ai nói tới. Bây giờ cần là để Vương Nhị Khải đi thông được La Đại Hải, mà chuyện này bây giờ hắn không cần phải làm, để Vương Nhị Khải tự làm. Nhị Khải, chuyện này tôi sẽ nói với thị xã nhưng ở huyện anh tự làm. Bây giờ huyện không ai biết, đúng, bí thư La cũng không biết. Ừ, tôi vừa nói chuyện với trưởng ban Trương, phải xác định trong vòng 2 ngày, anh tự tính toán. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, tôi tạm thời không ra mặt thì chắc anh cũng hiểu lý do. Đúng, chủ yếu là bí thư La, tôi nếu ra mặt không chừng bí thư La sẽ có suy nghĩ. Cho nên ý của tôi là để bí thư La suy nghĩ trước. Tôi mới nói tiện hơn. Ừ, có quan hệ kia thì bây giờ có thể dùng một chút, cũng không sao mà. Chủ yếu là chúng ta không thể làm cho bí thư La cảm thấy trước đó chúng ta đã bàn với nhau phải không? Triệu Quốc Đống vừa lái xe vừa gọi điện. Chỉ cần bí thư La không phản đối, đúng, chỉ cần không phản đối là được. Về phần thị xã quyết định như thế nào thì nói sau.
Được, chuyện này anh mau xác định đi. Tôi đang ở Ando, mai về, anh làm xong thì gọi cho tôi để tôi hoạt động. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bên Giản Hồng và Bàng Quân không cần nói chuyện, được rồi, không cần nói với ai cả, chuyện này anh cứ nói chuyện với Bí Thư La là được, còn lại do tôi. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi nhìn quanh. Đây là khu trung tâm phía Nam Ando, ở trong khu vực sầm uất lại có một nơi nhiều cây cối yên tĩnh như vậy, bảo sao ngân hàng trung ương chi nhánh An Nguyên và mấy trụ sở ngân hàng khác cũng ở đây. Sau khi tập đoàn Thiên Phu thu mua công ty xây dựng số 5, công ty xây dựng Thiên Phu đã là một trong những công ty xây dựng hàng đầu tỉnh An Nguyên. Sau khi nhận việc xây dựng đường cao tốc ở Quý Châu và Quảng Tây, bây giờ công ty cũng lục tục nhận vài đoạn đường cao tốc ở các nơi. Xây dựng mấy khu nhà của địa ốc Thiên Phu cũng là một mảng công việc lớn của công ty xây dựng Thiên Phu, thịt béo phải để người nhà ăn chứ. Ngoài ra năm 96, trụ sở các cơ quan hành chính của Ando cũng bắt đầu lục tục xây dựng ở nơi mới. Điều này làm lượng công việc của công ty tăng mạnh. Kiều Huy mặc dù không nhận chức chính thức trong tập đoàn nhưng lại có tác dụng lớn đối với việc vay vốn và nhận các công trình. Nhất là sau hai hạng mục bất động sản kia khiến hệ thống ngân hàng rất ủng hộ tập đoàn Thiên Phu. Như chính Kiều Huy nói đã là cổ đông chính của tập đoàn, như vậy phải cố gắng để sao kiếm được nhiều tiền chứ. Quốc Đống lái xe tiến vào câu lạc bộ tinh anh kinh doanh, hắn thấy ngay chiếc xe Audi 100 của Trường Xuyên, bên cạnh là xe Toyota Desert Print với biển rất đẹp không phải của Đức Sơn thì là ai. Hai thằng em đều ở đây, Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Hai thằng này nên ở Thượng Hải mới phải chứ. Tuy nói cao ốc Thương Lãng còn chưa khởi công nhưng trụ sở tập đoàn Thương Lãng cũng đã thuê một căn nhà ở Phổ Đông mà. Đi đến cửa, Triệu Quốc Đống vừa vào thì nhân viên phục vụ đã hỏi. Kính chào quý khách, ngài đã đặt trước chưa? Ừ, bạn tôi tới trước rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Xin hỏi bạn của ngài là? Nhân viên phục vụ nói. Anh ta họ Kiều. Ồ, là Kiều tiên sinh sao? Mời ngài đi bên này. Một cô lễ tân đi tới, quản lý sảnh nói. Dẫn vị tiên sinh này đến D8. Quán trà của câu lạc bộ này khác với các nơi khác. Cửa trên đường đi bố trí theo hình cánh hoa, tiếng suối chảy róc rách rất vui tai, giữa sân khấu có thể cho một ban nhạc nhỏ biểu diễn, đương nhiên lúc này không có ai. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ sao mấy tên Trường Xuyên lại có mặt ở đây vào lúc này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đến đây không vì chuyện của tập đoàn Thương Lãng mà vì việc của tập đoàn Thiên Phu. Quốc Đống, bên này. Kiều Huy gọi vọng sang. Triệu Quốc Đống nhìn tới và có chút buồn cười. Tên này hôm nay mặc kiểu gì vậy? Kiều Huy mặc một bộ đồ màu xám trông như Lý Liên Kiệt trong phim Tinh Vũ Anh Hùng. Mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén đúng là giống hiệp sĩ ngày xưa. Đại Hiệp. Triệu Quốc Đống ôm quyền mà nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của Đại Hiệp, không nghênh đón từ xa, đắc tội, đắc tội. Cút. Kiều Huy cười phá lên nói. Áo này có ông bạn ở Hong Kong mang về, năm nay Hong Kong về Trung Quốc nên ở Hong Kong lưu hành loại áo này. Ha ha, tôi rất thích. Ừ. Lúc nào kiếm tôi một bộ, tôi cũng thích loại áo này, mặc vào tán gái dễ hơn nhiều. Phụ nữ bây giờ không phải thích đàn ông chín chắn sao? Triệu Quốc Đống ngồi xuống rồi bảo nhân viên phục vụ mang tới một chén trà long tỉnh. Đóng giả làm đàn ông chín chắn ư, cậu nói câu này đúng là lạ đó. Mỗi lần gặp Triệu Quốc Đống, Kiều Huy đều thấy có chút mới lạ, hơn nữa không khí hòa hợp làm Kiều Huy khá vui vẻ. Vậy có sao chứ? Thời này phụ nữ bắt đầu không thích đàn ông mặt trắng đẹp trai, đàn ông mặt mày u buồn, ánh mắt xa xăm mới được chào đón. Ồ, nếu như có thể chơi môn nghệ thuật nào đó, sự nghiệp thành công một chút thì càng ổn, tán cô nào chết cô đó. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, hắn rất thích cảm giác ghế da ở đây. Ồ, ý của cậu là tôi có vẻ đóng giả người chín chắn. Kiều Huy cười ha hả nói. Tôi đây không có sự nghiệp, không giỏi môn nghệ thuật gì. Vậy không phải là giả vờ chín chắn sao? Hai người nói vài câu rồi chuyển đề tài. Bồi Ca vừa xuống máy bay, nửa tiếng nữa là về. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Mới từ Nam Ninh về ư? Triệu Quốc Đống gật đầu. Hắn biết trong thời gian này Dương Thiên Bồi rất bận. Hạng mục bên Thượng Hải mặc dù chưa khởi công nhưng công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Đây là lần đầu công ty xây dựng Thiên Phu tiến quân vào trung tâm kinh tế của Trung Quốc. Hơn nữa vừa ra tay đã có hạng mục lớn như vậy. Dù là Dương Thiên Bồi cũng không dám chậm trễ. Nếu việc này làm tốt thì coi như đứng vững ở Thượng Hải, làm không tốt sẽ lỗ nặng. Ừ, thời gian trước y ở Thượng Hải, chẳng qua công trình bên Quý Châu và Quảng Tây đã đi vào giai đoạn hoàn thành,
cần về nghiệm thu tài chính. Vì thế y phải chạy qua chạy lại. Kiều Huy gật đầu nói. Bồi Ca đúng là số khổ, vứt người khác thì không yên tâm. Trên thực tế tôi thấy Ngô Ứng Cương cũng được, giỏi làm hạng mục công trình, bây giờ hoàn toàn có thể phụ trách. Ngô Ứng Cương cũng là cổ đông của tập đoàn, cũng biết lợi hại trong đó, có gì mà không yên tâm. Dưới đề nghị của Triệu Quốc Đống, Dương Thiên Bồi cũng tiến hành thưởng một chút cổ phần để cổ vũ nhân viên quản lý của tập đoàn. Nhất là sau khi thu mua công ty xây dựng số 5, rất nhiều công nhân của công ty này không muốn giữ lại cổ phần nên nhân viên quản lý và Kiều Huy cũng mua được không ít. Bồi Ca cẩn thận quen rồi, bây giờ công ty lớn như vậy thì cẩn thận cũng được, nhưng Ngô Ứng Cương chắc không có vấn đề gì. Tôi cũng biết Ngô Ứng Cương và Trần Hoa Quyền đều có thể trọng dụng. Đối với phụ trách của công ty xây dựng, Triệu Quốc Đống cũng khá quen thuộc, hàng năm hắn đều dành thời gian tụ tập, Dương Thiên Bồi nói đây là để đoàn kết và tạo tình cảm. Triệu Quốc Đống mặc dù trên danh nghĩa là người ngoài, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Phu và Triệu Quốc Đống. Hơn nữa ai cũng biết Triệu Quốc Đống mới là người có quyền quyết định. Ngô Ứng Cương và Trần Hoa Quyền đều là tay trái, tay phải của Dương Thiên Bồi trong công ty xây dựng. Một người vốn là phó giám đốc công ty xây dựng số 1, Giang Khẩu, một người là giám đốc hạng mục, công ty xây dựng số 9, An Đô. Sau khi sát nhập vào tập đoàn Thiên Phu, bọn họ tỏ rõ năng lực và được Dương Thiên Bồi nhìn chúng. Cũng may công trình bên Quảng Tây và Quý Châu đã sắp kết thúc, một khoản tài chính lớn được thu về, qua đó giảm bớt áp lực tài chính. Kiều Huy phụ trách vấn đề tài chính của tập đoàn Thiên Phu. Tập đoàn Thiên Phu hơn năm qua phát triển ra khắp nơi, mặc dù thu mua công ty xây dựng số 5, 9 của An Đô khiến nhân viên kỹ thuật, công nhân và nhân viên quản lý không vấn đề gì, nhưng lại không thêm tài chính gì, hơn nữa còn phải gánh chịu nợ của hai công ty này. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình kéo được Kiều Huy vào tập đoàn Thiên Phu là quyết định rất chính xác. Kiều Huy không có trách nhiệm gì trong tập đoàn nhưng mạng lưới quan hệ của y áp dụng tốt cho tập đoàn. Công ty xây dựng đồng thời nhận một loạt công trình xây dựng mà vẫn duy trì vận chuyển tài chính bình thường là do hệ thống ngân hàng ủng hộ mạnh mẽ. Điều này một phần có liên quan tới thành phố ủng hộ, nhưng không thể không có công của Kiều Huy. Nhất là khi phát triển bất động sản, tác dụng của Kiều Huy càng thêm rõ ràng. Ha ha, có anh ở công ty còn được ít tiền sao? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Mấy khu nhà ở, đường cao tốc đều là miếng thịt bói, nếu có cơ hội ai chẳng muốn ăn. Nếu không chắc hối hận cả đời. Hơn nữa nhận xây dựng đường cao tốc đều là người lắm tiền nhiều của, anh còn lo không nhận được tiền sao? Lời này thì đúng, nếu không chúng ta dựa vào cái gì mà bán mạng cho bọn họ? Kiều Huy gật đầu nói. Chẳng qua mở rộng chiến trường nên tôi lo chính sách quốc gia thay đổi, ngân hàng đột nhiên thu lại nhanh thì chúng ta xong rồi. Huy ca, điều chỉnh của quốc gia về cơ bản đã kết thúc, bây giờ không cần lo vấn đề này. Thật ra phải lo xem có phát triển bong bóng hay không. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng may khách hàng của tập đoàn Thiên Phu chúng ta đều là cơ quan nhà nước, chắc không vấn đề gì. Nợ không có tiền trả thì bỏ tiền ra thế chấp là được mà. Kiều Huy trong lúc nhất thời không hiểu lời ám chỉ của Triệu Quốc Đống. Cơn khủng hoảng tài chính đã bắt đầu hình thành ở Thái Lan, chẳng qua lúc này thế giới vẫn chưa cảm nhận rõ ràng, càng không nói người Trung Quốc đang mong chờ Hong Kong trở về. Triệu Quốc Đống biết mình là nhân vật nhỏ bé, lời nói của nhân vật nhỏ có sức ảnh hưởng cũng nhỏ theo. Nhân vật nhỏ chỉ có thể làm là đảm bảo chuyện của mình. Thấy Kiều Huy có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, dù hắn có giải thích cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng có một chút suy nghĩ là nói quan điểm của mình qua một con đường khác, có tác dụng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là để cho cấp trên chú ý giọng nói của hắn. Cho dù sau này phát hiện ra gì đó thì cũng đủ để các lãnh đạo cao cấp biết hắn là nhân vật có ý thức về kinh tế là đủ rồi. Giai đoạn 2 của Mai Giang Minh Châu thế nào rồi? Triệu Quốc Đống uống miếng nước rồi nói. Còn có thể như thế nào nữa? Chưa bắt đầu chính thức tiêu thụ đã bị đăng ký sạch rồi. Kiều Huy gác chân mà nói. Nếu không bán chạy như vậy thì tôi còn có thể ngồi im sao? Không ít đều là do khách trước đây giới thiệu. Cũng có không ít bạn của tôi từ bên ngoài đến đặt mua. Ha ha, xem ra thứ càng đắt càng làm người ta thèm muốn. Tôi thấy mấy nhà bình thường của các công ty bất động sản khác không bán được. Bây giờ nhà phổ thông không bán được là do các cơ quan đều có nhà tập thể, nhưng điều này sớm muộn sẽ thay đổi. Triệu Quốc Đống cười nói. Hạng mục đầu tiên của Địa ốc Thiên Phu xác định rất tốt. Trực tiếp xác định làm biệt thự, số lượng không nhiều,
giá cao nhưng từ số lượng mà nói có không ít người có thể bỏ ra 1-2 triệu mua nhà, chỉ cần chúng ta có thể làm tốt, sau đó đẩy giá lên thì con đường tiêu thụ là không vấn đề gì. Anh xem giai đoạn 1 vừa xong, giai đoạn 2 liền có bao người muốn mua. Bây giờ Lan Khê Ngự Uyển và Khê Bạn Giật Cảnh cũng phải theo hướng này, hàng cao cấp với giá thành cao. Bây giờ chúng ta không phải nhằm vào người bình thường mà là người giàu có. Ừ, Lan Khê Ngự Uyển và Khê Bạn Giật Cảnh đã vào giai đoạn thi công, còn không phải cậu nói tranh thủ bán hết trong năm nay sao? Kiều Huy luôn thấy Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra vấn đề từ trước. Nhất là sau cơn lốc bất động sản Hải Nam, tất cả sự khống chế của quốc gia đều vô ích, ở điểm này Kiều Huy có thể cảm nhận rõ ràng. Hàng có thể bán ra mới là hàng tốt, hàng của anh tốt tới đâu mà không bán ra được thì không thể là hàng tốt. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng, bây giờ quá trình toàn cầu hóa diễn ra rất nhanh, Trung Quốc gia nhập WTO là sớm muộn, điều này có nghĩa nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi quốc tế càng lúc càng lớn. Quốc Đống, tôi hôm nay tới không phải thảo luận tình hình kinh tế Trung Quốc và quốc tế với cậu, việc này không đến phiên chúng ta quan tâm. Kiều Huy xua tay nói. Nghe nói sức khỏe của lãnh đạo hơi kém, phải vào ở bệnh viện. Triệu Quốc Đống nhíu mày, Kiều Huy này có tin tức quá nhạy bén, việc này cũng có thể nghe ra. Theo hắn biết thì ngày mất của lãnh đạo là ngày 19 tháng 2, chẳng qua tất cả sớm được bố trí. Huy ca, đừng nghe mấy chuyện này làm gì, chúng ta làm tốt việc của mình là được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi đây là nói một cách rất nghiêm túc, năm nay xem ra là năm nhiều biến động. Hong Kong sẽ trở về, không thể xảy ra chuyện lớn. Ừ, còn có một việc đấy là thành phố muốn chuyển 6-7 khu đất ở đại lộ Khám Hồ cho chúng ta, tôi đang đàm phán, giá cả cũng rất thích hợp nhưng 6-7 mảnh này chỉ có 2 mảnh là khá lớn, tổng diện tích mới hơn 1.000 mẫu, tôi vẫn không tự tin. Bồi ca cũng có chút do dự nên muốn nghe ý kiến của cậu. Kiều Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Hơn 1.000 mẫu đất nằm trong tay, hơn nữa còn vài mảnh khác chưa khai thác, vậy là gần 2.000 mẫu. Chỉ riêng số tiền đã là khổng lồ, ý của thành phố là muốn chuyển nợ công trình bằng đất. Nhưng nếu mãi không khai thác các khu đất sẽ làm công ty suy sụp. Anh có nghe Bồi ca nói hệ thống điện nước bên đại lộ Khám Hồ đã xong chưa? Triệu Quốc Đống cũng phải suy nghĩ, hơn 1.000 mẫu đất đâu là con số nhỏ. Theo giá 100.000 một mẫu thì cũng là gần 200 triệu, tiền nợ chuyển hết thành đất, nếu kéo dài thì không phải hại chết tập đoàn Thiên Phu sao? Hệ thống điện về cơ bản đã kéo xong. Hệ thống nước cũng đang được kéo. Chắc trong nửa năm tới là xong hết. Kiều Huy đã khảo sát kỹ mấy khu đất này, hệ thống nước coi như xong, hơn nữa dựa theo yêu cầu của tập đoàn Thiên Phu, thành phố cũng đưa mấy vùng ao nhỏ gần đó vào diện tích khu đất, giá cả cũng khá thích hợp. Điều duy nhất làm Kiều Huy lo là Triệu Quốc Đống đã nói phải 2 năm nữa thị trường bất động sản mới phát triển. 2 năm không quá dài, nhưng vấn đề là Triệu Quốc Đống nhận xét có đúng không? Gần 200 triệu đặt vào đất. Công ty trong 2 năm cũng không thể không hoạt động mà, còn phải tiếp tục phát triển. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Huy ca, ý của thành phố là như vậy, còn bên ngân hàng nói sao? Ngân hàng công thương đương nhiên toàn lực ủng hộ, tôi cũng nói chuyện với ngân hàng xây dựng, Bồi ca cũng mấy lần mời thị trưởng Diêu đến gặp các ngân hàng. Thị trưởng Diêu cũng rất tích cực cho nên thái độ mấy ngân hàng này khá ủng hộ. Vấn đề tài chính thì chắc không vấn đề gì, nhưng vay phải trả lãi. Đặt đất ở đó mà không khai thác thì cũng nguy. Chúng ta đang trong thời kỳ phát triển, làm như vậy sợ không thích hợp. Tổng thể mà nói thị trường bất động sản ấm lên là tất nhiên, nhưng chỉ là một năm sẽ không thấy rõ ràng được. Chẳng qua tôi cho rằng thị trường bất động sản cao cấp rất khả quan, cho nên ý của tôi là có thể nhận. Hơn nữa khi khai thác thì không cần số lượng mà chỉ cần chất. Tranh thủ trong 1-2 năm tạo được thương hiệu của địa ốc Thiên Phu. Ngoài ra cũng có thể tính tới vài khu đất ở nội thành, làm ra một khu phố kinh doanh. Tôi cảm thấy khu đất ở phố Bách Hoa khá thích hợp. Nó cách khu vực tài chính không xa, vị trí rất thích hợp để phát triển tòa nhà cao tầng. Triệu Quốc Đống nói, ở phương diện này chắc anh có quan hệ. Đất kinh doanh không dễ vận động, có nhiều nhân tố ảnh hưởng. Phố Bách Hoa mặc dù có vị trí tốt nhưng tôi không nắm chắc có thể khai thác thành công hay không. Kiều Huy khá thẳng thắn. Trong ngành bất động sản này có nhân viên chuyên môn đến thao tác sẽ thích hợp hơn Kiều Huy. Hai người nói chuyện một lúc thì Dương Thiên Bồi đã gọi tới, y đã vào nội thành. Nghe giọng có thể thấy tâm trạng Dương Thiên Bồi khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống ra ngoài đi dạo một chút, quán trà bố trí theo hình cánh hoa này có phong cách thanh nhã, người đến cũng không nhiều.
Triệu Quốc Đống nhìn quanh thấy nơi này bố trí ánh sáng rất được, người bên ngoài về cơ bản không thấy bên trong làm gì, hơn nữa hiệu quả cách âm rất tốt, ở đây có thể hưởng thụ biểu diễn ca nhạc cũng không làm phiền người khác. Trường Xuyên, ở đâu vậy? Anh, em ở Ando. Anh biết chú ở Ando, anh đang hỏi chú ở đâu, đang làm gì? Anh cũng ở Hương Tạ Lệ sao? Trường Xuyên vui vẻ nói. Em ở D2, Đức Sơn ra ngoài tiếp Bí Thư Tôn, chỉ có em và Mễ Linh đi. Trường Xuyên vội vàng ra ngoài, y đi qua hành lang liền thấy Triệu Quốc Đống liền vội vàng vẫy tay. Tôn Nghĩa Phu. Mễ Linh cũng đến, Triệu Quốc Đống đoán chắc là chuyện nhà máy dược Tân Châu. Nhà máy dược Tân Châu là công ty nòng cốt của Tân Châu, chẳng qua hiệu quả kinh doanh mấy năm nay rất kém. Mặc dù còn không đến mức thế chấp nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì thế Tân Châu quyết tâm chuyển nhượng nhưng không tìm được người thích hợp để mua. Đến khi tập đoàn Thương Lãng có ý muốn tiến vào ngành sản xuất dược thì bọn họ mới chú ý tới nhà máy dược. Vâng, em đã tiếp xúc với Tân Châu vài lần, thị trưởng Hoàng Lăng nghe nói có lai lịch, vốn là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh, tuổi trẻ, tới chưa bao lâu đã xung đột với Tôn Nghĩa Phu. Chẳng qua Tân Châu bây giờ vẫn do Tôn Nghĩa Phu quyết định cho nên chúng ta phải làm thật nhanh, có thể đàm phán xong là được, không được thì lập tức bỏ qua. Bên Nguyên Châu cũng có một nhà máy dược tương đương bên Tân Châu, chẳng qua là nó nằm ở huyện. Triệu Quốc Đống cũng biết tập đoàn Thương Lãng muốn đa nguyên hóa, ngoài phát triển trong kinh doanh nước suối ra thì cũng đặt mục tiêu vào ngành sản xuất dược. Nhất là tập đoàn Thương Lãng đã tài trợ 20 triệu cho Trung tâm Nghiên cứu Tân Dược Chữa Bệnh Tim của Học viện Y học Trung Nam tại tỉnh An Nguyên. Điều này coi như bước đầu tiên để tập đoàn Thương Lãng tiến vào ngành sản xuất này. Tập đoàn Thương Lãng cũng không dự định tự thành lập một công ty mà hy vọng mua một công ty có sẵn, thông qua việc đầu tư mà cải tạo, mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi dây chuyền sản xuất. Trên thực tế việc tập đoàn Thương Lãng đến xây dựng cao ốc Thương Lãng ở đường Lục Gia, Thượng Hải cũng là do đề nghị của Triệu Quốc Đống. Về sau Lục Gia sẽ là một trung tâm tài chính lớn, có thể xây dựng một cao ốc 38 tầng ở đây là rất bắt mắt. Nhà máy dược Tân Châu cũng có chút danh tiếng trong tỉnh, sao lại suy sụp như vậy? Chủ yếu là vấn đề thể chế, tài chính lưu động thiếu thốn, hai vị lãnh đạo trước đó đều bị viện kiểm sát mang đi, lãnh đạo hai khóa sau lại không biết nghiệp vụ, hơn nữa lãnh đạo thường xuyên thay đổi, công việc chưa đi vào ổn định đã bị điều chỉnh, công nhân không còn tận tâm trong công việc. Trường Xuyên cười nói, bây giờ Tôn Nghĩa Phu và Hoàng Lăng đang cãi nhau vì nhà máy này nên cứ kéo. Em dự định nếu tiếp tục như vậy thì đổi nơi khác. Nếu Tân Châu muốn giữ nhà máy dược thì cứ để bọn họ giữ. Quyển 7, chương 19.20. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thì thấy có vẻ không đúng. Hoàng Lăng theo hắn biết thì hơn 40 đã làm thị trưởng, mà Tôn Nghĩa Phu đã hơn 50. Theo lý Hoàng Lăng là người kế nhiệm Tôn Nghĩa Phu, vậy không cần đối đầu với Tôn Nghĩa Phu mới phải. Trường Xuyên, Hoàng Lăng phản đối việc tập đoàn Thương Lãng mua nhà máy dược là có nguyên nhân gì? Không phải chỉ vì vấn đề giá cả, nhà máy dược có nhiều công nhân, y yêu cầu chúng ta phải nhận toàn bộ công nhân, hơn nữa giá còn rất cao. Hừ, không tính tới nhà máy dược nợ tiền ngân hàng ư, quá tham. Em cũng không rõ tên thị trưởng này rất khôn khéo sao lại làm thế. Trường Xuyên cười lạnh một tiếng mà nói. Tôn Nghĩa Phu cũng còn được, mặc dù có yêu cầu nhưng cũng có giới hạn nhất định, không đến mức cắn loạn. Hoàng Lăng vừa lên đã không muốn nói lý rồi. Triệu Quốc Đống nhíu mày, rút điện thoại di động ra gọi. Mỹ ca, đang ở đâu thế? Ồ, đang cùng Lâm tỷ đi tắm suối nước nóng sao anh? Suối nước nóng đúng là tốt, hai vợ chồng Mỹ ca còn lãng mạn như vậy sao? Triệu Quốc Đống trêu chọc nói. Ồ, em chỉ là hỏi một chuyện mà thôi, anh có tiện không? Là Hoàng Lăng Tân Châu, nghe nói trước ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, người này thế nào anh? Vương Phủ Mỹ ở đầu kia nói. Hoàng Lăng ư, hừ, người khác chú nói thì anh không rõ người này anh cũng biết một chút. Có năng lực nhưng miệng hơi lớn, ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển là như vậy, xuống Tân Châu chắc còn mở miệng rộng hơn nữa. Em hiểu rồi. Sao, có việc liên quan tới hắn ư, hừ, không cần phải tìm hắn, trực tiếp tìm Tôn Nghĩa Phu. Tôn Nghĩa Phu là kẻ thành tinh, Hoàng Lăng kia còn trẻ nên 1-2 năm không làm gì được. Dập máy, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than trong lòng. Theo lý mà nói Hoàng Lăng còn trẻ như vậy thì tư tưởng phải thoáng mới đúng. Tập đoàn Thương Lãng lại nổi tiếng muốn mua nhà máy dược thì phải giơ tay chào đón mới đúng, sao có thể nhảy ra cản đường. Dù là biết tập đoàn Thương Lãng có quan hệ mật thiết với Tôn Nghĩa Phu cũng không đến mức ngăn cản như vậy chứ. Đây chính là hại người không lợi mình.
Anh, sao rồi? Hừ, chú tiếp xúc với Hoàng Lăng này chưa? Triệu Quốc Đống nói. Tiếp xúc không nhiều, hắn cũng tới trụ sở ở huyện Thương Lãng khảo sát một lần, cũng tới công ty chúng ta một lần nhưng không nhìn ra gì cả. Đức Sơn ca có quan hệ tốt với Tôn Nghĩa Phu, hơn nữa nghiệp vụ cũng dần rời đi nên bọn em cũng không cố tạo quan hệ. Trường Xuyên nói. Không ngờ lại có chuyện này. Anh nói xem tên Hoàng Lăng này sao phải chuốc khổ vào mình chứ? Hừ, có lẽ là do thấy bực vì tập đoàn chúng ta không đi quan hệ đây mà. Triệu Quốc Đống cười lạnh nói. Chẳng qua Tân Châu bây giờ do Tôn Nghĩa Phu quyết định, Hoàng Lăng còn chưa làm chủ được. Các chú cứ tìm thẳng Tôn Nghĩa Phu, chỉ cần Tôn Nghĩa Phu ủng hộ thì các chú nhận nhà máy dược. Tôn Nghĩa Phu nếu không chèn được Hoàng Lăng thì các chú rút sớm đi cho nhanh. Mễ Linh từ đầu không nói xen vào, lúc này mới nhíu mày nói. Nhà máy dược ở Miên Châu tại huyện, vấn đề giao thông kém Tân Châu, hơn nữa nói về tài nguyên thảo dược thì Tân Châu tốt hơn nhiều. Ngoài nguyên nhân này còn nguyên nhân gì khác không? Triệu Quốc Đống nghe ra Mễ Linh có ý gì đó. Ngoài ra nhà máy dược chiếm diện tích hơn 300 mẫu, vị trí được, nằm trong nội thành Tân Châu, giao thông thuận lợi, cách khu thương mại Tân Châu không xa. Ồ, mấy người đã xem mảnh đất đó chứ? Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, Mễ Linh này không đơn giản, có thể thấy được đất ngày sau sẽ lên giá. Tôi và sếp Triệu đã điều tra, nếu có thể mua nhà máy dược thì có thể chuyển nhà máy dược sang bên khu khai phát, giá đất bên đó rẻ hơn nhiều, hơn nữa cũng có thể tránh gây ô nhiễm môi trường cho nội thành. Mà khu đất cũ sẽ được thay đổi mục đích sử dụng, thích hợp khai thác. Mễ Linh cười nói. Triệu Quốc Đống gật đầu khen ngợi. Vị giám đốc tài chính phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Bảo sao Trường Xuyên có thể coi trọng như vậy? Thương Lãng cũng dự định khai thác bất động sản sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tập đoàn Thương Lãng mới bắt đầu tiến vào ngành sản xuất dược, chẳng lẽ lại có hứng thú với bất động sản? Cái này thì không, tập đoàn Thương Lãng còn có ngành kinh doanh nước suối, ngành sản xuất dược là trọng điểm tiếp theo. Làm hai ngành này đã làm em đau đầu rồi, làm gì còn thời gian tính tới việc khác. Nhưng khu đất này đúng là đáng giá. Hai công ty bất động sản của Tân Châu đều coi trọng nó. Nhưng 400 công nhân không phải công ty nào cũng có thể nhận cho nên vẫn đứng ngoài mà nhìn. Em dự định lợi dụng khu đất mà kết hợp với công ty bất động sản khai thác. Trường Xuyên nói. Triệu Quốc Đống lúc này mới yên tâm hơn. Hắn sợ do thành công đến dễ làm Trường Xuyên mất lý trí. Đúng rồi, đàm phán với Ngân hàng Thương mại Ando thế nào rồi, còn cả bên Ninh Ba nữa. Bên Ando về cơ bản đã xong, tổng cổ phần vào khoảng 850 triệu, thành phố cầm số cổ phần với giá 350 triệu, ngoài ra công ty điện lãm bỏ ra 120 triệu, tập đoàn Hoa Mậu bỏ ra 110 triệu, công ty đầu tư tỉnh bỏ ra 100 triệu, tập đoàn Thương Lãng chúng ta bỏ ra 100 triệu lấy 80.000 cổ phiếu. Trường Xuyên gật đầu nói, bên Ninh Ba vẫn chưa đàm phán cụ thể, em bảo Cù Vận Lam cùng Vân Hải đi. Vân Hải, Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Vâng, Vân Hải đang trong kỳ nghỉ nên em bảo nó đi giúp Cù Vận Lam, Hạ Bách Linh và Phong Việt Nhân sang Ninh Ba, bây giờ còn mới đàm phán bước đầu, chưa chính thức, có lẽ qua Tết mới xác định. Đến lúc đó em sẽ sang, Vân Hải cũng không còn nhỏ, để nó đi học hỏi cũng được mà anh. Ừ, chú nghĩ rất chu đáo, nên để Vân Hải đi rèn luyện, cứ tránh mãi trong nhà thì sao có thể trưởng thành. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi nói. Được rồi, anh có mấy người bạn. Trường Xuyên, anh đề nghị chú giao mấy việc cụ thể cho Đức Sơn đi làm, có những lúc để Đức Sơn ra mặt tiện hơn. Bồi ca, về rồi sao? Triệu Quốc Đống rót trà cho Dương Thiên Bồi. Bọn Đức Sơn cũng ở đây sao? Dương Thiên Bồi biết xe của Đức Sơn vì biển số xe quá dễ nhớ. Vâng, ở bên kia, mấy thằng đó cùng người nhìn chằm chằm. Ở đây đúng là có nhiều người thích tới. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bồi ca, lần này thu hoạch tốt chứ? Cũng được, coi như không phí công chạy. Hai đoạn công trình kia coi như xong, còn lại là mấy công đoạn cuối, bên này chỉ còn thiếu 40 triệu, coi như thu hồi được 20 triệu trước. Dương Thiên Bồi nói, thu tiền của nhà nước thì bọn họ sẽ không nợ nhưng phải kiên nhẫn mới được. Bồi ca, anh chỉ cần chú ý tiến độ thu tiền là được, nhất là sang năm sẽ có chút phiền phức. Em nghĩ năm nay phải tăng việc thu tiền công trình lại mới được. Triệu Quốc Đống nhìn Dương Thiên Bồi trông khá mệt mỏi mà phải suy nghĩ làm tổng giám đốc cũng mệt mỏi, suốt ngày bay tới bay lui. Anh biết, Tiểu Huy đã nói chuyện bên đại lộ khám hồ với chú rồi chứ? Dương Thiên Bồi hút một hơi thuốc rồi nói. Đã nói,
em đồng ý nhận, vẫn dựa theo phương thức lúc trước, tập trung vào biệt thự cao cấp, các khu khác thì chờ thời cơ thích hợp rồi khai thác. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Điều này yêu cầu rất cao nên sợ là sẽ có áp lực với công ty xây dựng, nói cách khác tài chính thu hồi của công ty xây dựng phải nhanh chóng, bên hệ thống ngân hàng sẽ phối hợp nếu làm được như vậy. Công trình bên Thượng Hải rất nhanh sẽ khởi công, đó là một công trình nuốt tiền. Dương Thiên Bồi rất chú ý cách nói chuyện của mình. Chuyện bên tập đoàn Thương Lãng thì cả tập đoàn Thiên Phu chỉ có mình Dương Thiên Bồi là biết, y càng thêm khâm phục anh em Triệu Quốc Đống, nhất là Triệu Quốc Đống. Chỉ riêng cao ốc Thương Lãng 38 tầng ở phố Lục Gia khu phổ độ Thượng Hải đã tốn gần 1 tỷ, đây là con số người ta không thể tưởng tượng nổi. Tài chính của tập đoàn Thương Lãng coi như đầy đủ nên chắc không vấn đề gì. Quan hệ của bọn họ với hệ thống ngân hàng cũng rất tốt. Triệu Quốc Đống hiểu ý gật đầu. 3 năm xây dựng xong cao ốc Thương Lãng, trên cơ bản do hai nhà cùng gánh chịu tài chính mà xây dựng. Tập đoàn Thương Lãng cũng hiểu khó xử của tập đoàn Thiên Phu. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười lại tự hào, tay trái và tay phải, hạng mục 1 tỷ cứ như vậy luôn chuyển giữa tay trái và tay phải của hắn. Chuyện coi như được xác định, thực ra Dương Thiên Bồi cũng có ý nhận đại lộ khám hồ, mỗi khu đất không quá lớn, có thể khai thác thành nhiều khu, cũng có thể hợp chung lại. Nhưng do chưa nắm chắc về thị trường bất động sản quốc gia nên bọn họ cũng có chút lo lắng. Dù sao hơn 1.000 mẫu đất cộng thêm số trước là gần 2.000 tương đương gần 200 triệu. Nếu trong 3 năm thị trường bất động sản không nóng lên thì đó là nguy cơ với tập đoàn Thiên Phu. Bây giờ nếu Triệu Quốc Đống đã nói như vậy thì hai người không do dự nữa. Dương Thiên Bồi liền nói chuyện về việc mình tới hai tỉnh Quảng Tây và Kiềm Nam, cũng nói theo ý của Triệu Quốc Đống mà tới gặp bí thư thị ủy Kiềm Dương, Liễu Đạo Nguyên. Tập đoàn Thiên Phu vẫn chưa có công trình gì ở Kiềm Dương, lần này coi như đến gặp mặt mà thôi. Liễu Đạo Nguyên mặc dù không quen thuộc với tập đoàn Thiên Phu nhưng đây là do Triệu Quốc Đống giới thiệu nên rất khách khí. Sau một phen nói chuyện, Liễu Đạo Nguyên thật ra có ấn tượng tốt đối với tập đoàn Thiên Phu. Nhất là khi biết tập đoàn Thiên Phu từ một xí nghiệp tập thể cải cách thành công ty cổ phần, sau đó thu mua công ty xây dựng số 1 Giang Khẩu, công ty xây dựng số 5, 9 An Đô, qua đó phát triển thành tập đoàn có tài sản trên 500 triệu. Điều này càng làm Liễu Đạo Nguyên đánh giá cao Dương Thiên Bồi. Đối với việc tập đoàn Thiên Phu muốn tham gia xây dựng đường cao tốc của tỉnh, Liễu Đạo Nguyên rất tán thành. Một tập đoàn tư nhân có thể tiến vào mảng vốn do các công ty nhà nước lũng đoạn đã nói rõ tập đoàn này không hề đơn giản. Sau đó Liễu Đạo Nguyên cũng tỏ vẻ hoan nghênh tập đoàn Thiên Phu tham gia vào Kiềm Dương. Điều này làm Dương Thiên Bồi có chút ngạc nhiên, y không rõ đây là Liễu Đạo Nguyên nói do khách khí hay là thật lòng muốn tập đoàn Thiên Phu tới Kiềm Dương phát triển. Cho nên y cũng muốn hỏi Triệu Quốc Đống về vấn đề này. Triệu Quốc Đống cũng không rõ ý đồ của Liễu Đạo Nguyên. Theo hắn thấy thì chủ yếu là do lễ phép, dù sao tập đoàn Thiên Phu mặc dù có tiếng ở tỉnh An Nguyên, nhưng không là gì ở Trung Quốc. Nếu như cho tập đoàn Thiên Phu thêm 2-3 năm thì nó lại khác. Kiều Huy có điện nên đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi. Hai người đang bàn thì đột nhiên nghe thấy giọng nói khá phóng đãng ở bên ngoài truyền vào. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Triệu Quốc Đống nhíu mày. Sao ở đây mà lại xuất hiện việc này? Một đám nam nữ lảo đảo đi trên hành lang, mấy tên có vẻ như vệ sĩ đi theo phía sau. Dương Thiên Bồi không thường xuyên tới đây nhưng thấy việc này cũng phải lắc đầu. Hoàn cảnh yên tĩnh làm người ta có ấn tượng tốt vậy mà lại mất đi. Đây là câu lạc bộ cao cấp nhất của An Đô sao? Ừ, hoàn cảnh cũng được, chẳng qua hơi yên tĩnh. Đúng là còn kém xa thiên thượng nhân gian. Một giọng nói có hơi men vang lên. Đến đây làm gì, uống trà, cà phê, nhạc đâu, tôi muốn nhạc. Tiếng hò hét làm nơi này trở nên ồn ào, nhân viên phục vụ đã chạy tới mời bọn họ giữ yên tĩnh nhưng đám nam nữ này uống nhiều nên đã mất khống chế. Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi nhìn nhau mà cười khổ một tiếng. Nơi này còn thích hợp nói chuyện sao? Hai người chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe thấy bên kia có tiếng quát. Ồ, cùng người nước ngoài thì giỏi lắm sao? Người nước ngoài rất có tiền ư, hay là mày cảm thấy phiên dịch cho người nước ngoài thì giỏi? Nói cho mày, tao có tiền, tao không quen bọn mày là kẻ làm nô lệ cho người nước ngoài. Tiếng cười vang lên, một giọng nữ đầy tức giận nhưng lại có vẻ vô lực mà nói. Các người nói gì vậy hả? Người Trung Quốc mất mặt vì các người. Đây là tiên sinh Mark, tham tán đại sứ quán Đức ở An Đô. Ôi, người Đức ư, Hitler à? Một thằng thanh niên say xỉn đứng nghiêm chào làm cả đám người đi cùng cười phá lên.
Triệu Quốc Đống vốn định đi nhưng thấy mấy tên sai này có vẻ muốn gây chuyện nên không nhịn được đi tới. Đám người này chặn trước một cửa phòng, trong phòng có hai người, một người phụ nữ gần 30, đang tức giận đến đỏ mặt, một người đàn ông nước ngoài có chút khó hiểu nhìn cảnh trước mặt vì không hiểu gì. Mời các vị yên lặng một chút, chú ý hình tượng của mình, đây là nơi công cộng. Ồ, mày có ý gì? Tên thanh niên say trông khá quen, Triệu Quốc Đống không nghĩ ra đã gặp đối phương ở đâu. Không chờ hắn phản ứng thì đối phương đã đẩy hắn một cái, hơi rượu ập vào làm cho Triệu Quốc Đống phải nhíu mày. Đây là chỗ bọn tao đã đặt, bọn nó chiếm chỗ của tao, chẳng lẽ bọn tao không có tư cách hỏi sao? Understand. Triệu Quốc Đống rất tức giận, thằng này vừa nãy còn nói người khác là nô lệ phương Tây, bây giờ nó lại nói ra một câu understand. Mày nghĩ tao ngu à? Xin lỗi, tiên sinh, các anh đặt ở phòng V6, không phải D6. Mời các vị theo tôi sang bên này. Một nhân viên phục vụ vội vàng đi lên giải thích. Cái gì mà V6, D6, tao mặc kệt. Tao chỉ biết bọn tao sẽ ngồi đây. Thằng thanh niên tức giận nói. Bảo hai thằng này ra cho tao, muốn bao tiền thì tao bỏ. Thằng thanh niên rút một tập tiền nhân dân tệ và út đê trong túi quần ra mà nói. Muốn bao nhiêu tao đưa từng đó, hôm nay ông đang vui. Chuyện đến nước này Triệu Quốc Đống cũng không còn gì mà nói. Mấy thằng này đầy hơi men, người lảo đảo tiến vào. Người phụ nữ gần 30 kia chưa bao giờ gặp việc này, hơn nữa cũng không ngờ tại câu lạc bộ như thế này mà còn gặp đám người vô văn hóa như vậy. Không ra gì, đây là làm mất mặt quốc gia. Người phụ nữ rất tức giận nói. Đám người kia đang chặn trước cửa nhỏ giọng nói gì đó, Triệu Quốc Đống có thể ngửi thấy mùi gì đó ở đây. Triệu Quốc Đống vội vàng tách đám người đi lên, ngăn tên say rượu đang muốn xông vào trong. Hắn dùng tay đẩy mạnh tới làm cho mấy tên không thể đứng yên, lảo đảo lui ra. Mời các người ra ngoài, không nên làm chuyện ảnh hưởng đến thể diện quốc gia. Nhân viên phục vụ đây, bảo vệ của câu lạc bộ đâu? Đuổi những người này ra ngoài đi. Đám người bị Triệu Quốc Đống đẩy liền nhao nhao lên, điên cuồng gào thét. Bọn chúng liền túm ghế, trai chuẩn bị lao lên đánh. Triệu Quốc Đống không thèm để ý, mấy thằng sai này thì chỉ vài phút là giải quyết xong. Nhưng người phụ nữ kia lại rất khẩn trương, sợ đến độ mặt tái mét lại, sợ sẽ có chuyện đổ máu. Không đợi Triệu Quốc Đống biểu diễn thì bảo vệ dưới lầu đã lao lên. Câu lạc bộ Hương Tạ Lệ dùng chế độ thẻ hội viên, không tiếp khách không có thẻ, ít nhất cần phải có người có thẻ đi cùng mới vào được, chưa gặp việc này bao giờ nên nhân viên bảo vệ không có kinh nghiệm xử lý. Bọn họ chỉ có thể kéo mấy tên say sang bên, nhưng đám này rất ngông cuồng, không ngừng gọi điện ra ngoài, yêu cầu đối phương lập tức tới đây. Triệu Quốc Đống cũng thừa dịp gọi cho phân cục trưởng phân cục Thiên Hà, Tần Huân. Mấy phút sau hai xe cảnh sát chạy tới, một xe đưa mấy tên say này đi, một xe khác lưu lại để phòng có biến và hỗ trợ điều tra. Người phụ nữ, Lưu Kiều không ngờ lại gặp việc này. Cô vốn định liên lạc một tập đoàn khổng lồ trong làm việc thiết bị bảo vệ môi trường muốn tiến vào Trung Quốc, thông qua quan hệ mới mời được vị tham tán thương mại Mark này đến. Vì thế cô mới bay từ Hong Kong đến Ando, thông qua bạn ở Bắc Kinh giới thiệu với vị Mark này. Quyển 7, chương 21,23. Nghĩ đây là lần đầu gặp mặt nên cô lựa chọn khu vực không xa đại sứ quán mấy. Câu lạc bộ Hương Tạ Lệ này có hoàn cảnh đẹp, yên tĩnh nên uống nước và nói chuyện rất thuận tiện. Chuyện xảy ra làm cô rất tức giận, nếu không phải có thanh niên kia ngăn cản thì không biết đám say kia làm gì. Bí thư Quý, chào ngài, tôi là Tiểu Lưu, Lưu Kiều. Đúng, đúng, ngài còn nhớ rõ tôi. Thật sự đã làm phiền ngài nhưng chuyện hôm nay đúng là làm tôi rất tức giận. Tôi thấy nên phản ánh vấn đề này với ngài. Đúng, là như thế này. Vâng, cảm ơn ngài, ngài bảo người đó gọi điện cho tôi. Khi người phụ nữ gọi điện, Triệu Quốc Đống mơ hồ cảm thấy mình chỉ sợ bị cuốn vào một vòng xoáy, muốn rút ra cũng không kịp. Hắn đã nghĩ ra tên thanh niên say rượu kia là ai. Đó là một ca sĩ khá nổi tiếng ở Trung Quốc, hắn cũng gặp bọn họ ở trong đêm diễn chúc mừng khu du lịch khai trương. Hắn lúc này mới nhớ tới tối mai công ty thuốc lá Ando sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập và mời các ngôi sao tới. Tần Huân có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống gọi điện bảo y mang người tới như vậy làm y có chút không hài lòng. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống quan hệ tốt với cục trưởng Lưu nên ra vẻ sao? Nhưng khi y nhận được chỉ thị nghiêm khắc của Lưu Triệu Quốc yêu cầu y lập tức tới câu lạc bộ Hương Tạ Lệ, Tần Huân mới cảm thấy chuyện không đơn giản như y nghĩ. Lưu Triệu Quốc nói với y rằng giám đốc Sở Minh Thạch Đông gọi tới yêu cầu lập tức xử lý.
mà tại sao Minh Thạch Đông nhận được điện rồi gọi tới thì Lưu Triệu Quốc không rõ. Tần Huân dùng tốc độ nhanh nhất đến câu lạc bộ Hương Tạ Lệ thì cảnh sát của đồn công an đường Hương Tạ đã sớm đến, hơn nữa đã triển khai công việc. Lúc này Tần Huân mới yên tâm một chút, khi thấy người nước ngoài ở đây liền có chút đau đầu, chuyện này nếu như còn dính tới người nước ngoài thì càng có chút phiền phức. Không ngờ người của đồn công an lại nói đám say là ngôi sao tham gia lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập của công ty thuốc lá Ando, điều này làm Tần Huân biết chuyện có chút phiền phức. Lưu Triệu Quốc cũng không ngờ chuyện lại phiền phức như vậy. Minh Thạch Đông gọi điện chưa bao lâu, Hoàng Nguyên Thịnh cũng gọi tới lớn tiếng nói sao lại bắt mấy vị khách quý kia. Hoàng Nguyên Thịnh rất tức giận, yêu cầu Lưu Triệu Quốc lập tức điều tra rõ ràng, lập tức thả người. Trong điện thoại Lưu Triệu Quốc chỉ nói vài câu. Tuy quan hệ của Hoàng Nguyên Thịnh và Lưu Triệu Quốc tốt nhưng ai cũng biết sang năm Hoàng Nguyên Thịnh sẽ sang Đại hội đại biểu nhân dân. Ninh Pháp đi, Trương Nghiễm Lan tới cũng không thua gì Ninh Pháp, điều này làm cho Hoàng Nguyên Thịnh càng tức giận. Lưu Triệu Quốc bị mắng một trận rồi vội vàng đến hiện trường. Triệu Quốc đống nhìn Tần Huân mặt mày nhăn nhó thì biết đối phương gặp phiền phức rồi. Công ty thuốc lá là công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất Ando, là đơn vị có thu nhập tài chính ổn định nhất. Lần này biểu diễn làm cho cả thành phố chú ý, xảy ra chuyện như vậy thì coi như làm đêm diễn không thể thực hiện. Lão Tần, có gì phiền sao? Triệu Quốc Đống đưa thuốc tới. Dương Thiên Bồi đã sớm rời đi, chuyện này y không nên dây vào. Triệu Quốc Đống cũng muốn đi nhưng hắn đã gọi điện cho Tần Huân nên không thể không ở lại. Hơn nữa hắn thấy người phụ nữ kia có vẻ không bình thường, nhất là trong điện thoại cô ta gọi cho Bí Thư Quý. Triệu Quốc Đống liền nghĩ một loạt các vị bí thư từ An Đô đến tỉnh An Nguyên thì không mấy người họ Quý. Ngoài Quý Thành Công ra thì Triệu Quốc Đống không cho rằng còn ai khác. Chú em, lần này lớn chuyện rồi. Bí thư Lưu gọi tới bảo tôi lập tức điều tra rõ tình hình. Nhưng thái độ cô gái kia rất cao ngạo, cảnh sát hỏi nhưng không phối hợp, chỉ muốn chúng tôi nghiêm túc xử lý đám say rượu kia. Nhưng theo điều tra thì chuyện cũng không có bao nhiêu hậu quả. Nhưng người phụ nữ này không chịu bỏ qua. Nói ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạng mục đầu tư của cô ta đang thay quốc gia đàm phán, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng quốc tế. Bên kia lại là khách mà công ty thuốc lá Ando mời tới tham gia lễ kỷ niệm, anh nói tôi không phải con chuột chui vào ống, chịu tội hai đầu sao. Tần Huân có chút buồn bực mà nói, sao lại gặp việc này. Lưu Triệu Quốc gọi tới bảo y chú ý chừng mực, một bên là giám đốc sở công an yêu cầu nghiêm túc điều tra, một bên là thị trưởng Hoàng yêu cầu lập tức thả người. Bất kỳ bên nào Tần Huân cũng không thể đắc tội. Giám đốc sở là lãnh đạo trực tiếp, mà thành phố là bố mẹ cho cơm ăn. Bây giờ Tần Huân còn hy vọng lên làm thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy công an quận Thiên An. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì không chừng còn bị tội, điều này làm y rất buồn bực. Cũng may Lưu Triệu Quốc rất nhanh sẽ tới. Triệu Quốc Đống cũng rất bực mình, ai gặp việc này cũng chỉ có thể nói là đen đủi. Tần Huân số khổ, gặp chuyện này đúng là đen. Lưu Triệu Quốc ở trên xe nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì yên tâm một chút. Nếu người phụ nữ kia có thể trực tiếp gọi cho bí thư tỉnh ủy thì không hề đơn giản, như vậy chuyện lại đơn giản hơn. Mặc dù hết năm nay Quý Thành Công sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên nhưng bây giờ y cũng là bí thư tỉnh ủy. Đừng nói là Hoàng Nguyên Thịnh, dù là Trương Nghiễm Lan cũng không dám chống đối. Chỉ là không biết người phụ nữ có thể trực tiếp gọi cho bí thư tỉnh ủy sẽ có quan hệ gì, hoặc là có chỗ dựa gì. Gọi điện xong. Triệu Quốc Đống nhìn Tần Huân mà nói. Bí thư Lưu lập tức sẽ tới, như vậy đi, để tôi nói chuyện với người phụ nữ kia, bảo chị ta phối hợp với cơ quan công an một chút, xem có được không. Anh chọn hai nhân viên có tố chất tốt tìm nơi yên tĩnh, tranh thủ thời gian mà hỏi. Còn về người nước ngoài kia thì tôi thấy nên hỏi ý người phụ nữ kia đã. Dù sao trong lúc nhất thời cũng không tìm được phiên dịch, hơn nữa tôi nghe nói đó là tham tán thương mại của nước Đức ở Ando chúng ta. Triệu Quốc Đống đứng ra nhận việc, Tần Huân rất vui vẻ nói. Chú em coi như giúp tôi rồi, mời cậu nói giúp cô gái đó phối hợp một chút. Chúng ta chỉ là tìm hiểu tình hình thôi mà. Triệu Quốc Đống vào căn phòng kia thì thấy mấy cảnh sát đứng ngoài cửa. Ngay cả phân cục trưởng cũng tới thì bọn họ sao dám làm loạn. Mấy cảnh sát chỉ có thể đứng bên ngoài, trong phòng hai người kia đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Xin lỗi chị, cho phép tôi làm phiền một chút. Triệu Quốc Đống mặc dù biết đối phương có bối cảnh nhưng vẫn phải bạo gan mà nói. Mấy cảnh sát dù sao cũng đã tới, chị xem có thể phối hợp để bọn họ hỏi tình hình được không, như vậy cũng dễ dàng xử lý mà. Chuyện ở đây thì nhân viên phục vụ và anh đều thấy rõ, chẳng lẽ còn không đủ để bọn họ hỏi sao? Thấy Triệu Quốc Đống vào, Lưu Kiều rất khách khí nói.
vừa nãy cũng may là có anh, nếu không không biết sẽ xảy ra gì nữa. Chị đừng khách khí, ở tình huống đó thì dù là ai cũng sẽ làm như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Đây chẳng qua chỉ là dựa theo quy định mà hỏi một chút mà thôi. Tôi nghĩ dựa theo quy định pháp luật cũng là nghĩa vụ của công dân chúng ta mà. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Lưu Kiều hơi động tâm. Lúc trước cô có chút tức giận vì mất mặt với Mark, người nước Đức kia, cho nên mới không cho cảnh sát mặt mũi. Bây giờ Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cô có chút xấu hổ. Câu nói nghĩa vụ của công dân làm cô thấy mình làm không đúng. Ừ, vậy cũng được. Thời gian của tôi rất gấp, anh mời cảnh sát vào, tôi ngồi đây nghe bọn họ hỏi. Được, để tôi bảo bọn họ vào. Triệu Quốc Đống có chút vui vẻ, người phụ nữ này khá hào sảng, cũng không kiêu ngạo. Khi Lưu Triệu Quốc đến thì cảnh sát đã vào hỏi Lưu Kiều. Đen quá, đen quá. Lưu Triệu Quốc trước mặt Triệu Quốc Đống cũng không e ngại nhiều. Sao lại gặp chuyện này chứ? Nếu không phải là đám ngôi sao tham gia buổi lễ kỷ niệm kia thì đơn giản, đám say đó cứ theo quy định phá rối an ninh trật tự nhốt vài ngày là được. Nhưng tối mai sẽ biểu diễn mà. Ha ha, chuyện không dễ xử lý. Chẳng qua nếu người phụ nữ kia có thể liên hệ với bí thư quý thì có lẽ là người bên trên cũng có thể hiểu nỗi khổ của chúng ta mà. Anh cứ trực tiếp báo cáo với giám đốc Minh là được để xem ý của bí thư quý. Ngoài ra cũng nên nói chuyện với chị ta, mong chị ta hiểu. Ngoài việc đó còn có thể làm gì chứ? Lưu Triệu Quốc thở dài một tiếng. Có lẽ giám đốc Minh cũng là nhận được điện của bí thư quý. Mẹ kiếp, đám nghệ sĩ chẳng ra gì cả, ngoài uống rượu, hút ma túy, chơi gái thì có thể làm gì? Theo anh đó là đám rác rưởi. Chỉ có đám thanh niên mới thích mà thôi. Em đoán người phụ nữ kia cũng không làm khó quá đâu, nếu không được thì em vào làm công tác tư tưởng. Chẳng qua bây giờ anh phải xem yêu cầu của đám người kia, xem đám ngôi sao có chịu im không. Ừ, chuyện này cũng có chút phiền phức. Đám ngôi sao đều kiêu căng, đến đâu đều tự mang thiết bị tới, đều nghĩ mình là thứ không thể thay thế. Bây giờ muốn bọn chúng xin lỗi còn khó hơn giết chúng. Lưu Triệu Quốc nhíu mày nói. Ha ha. Cẩn thận điều tra là sẽ có thu hoạch mà. Chỉ cần nắm được sơ hở là không sợ bọn chúng làm loạn. Chuyện này chỉ có thể dùng cách cân bằng mà hóa giải, làm cho bọn chúng sáng mắt, cũng làm cho bọn chúng cảm thấy danh tiếng mình có thể bị mất thì mới chịu nhún. Nếu làm tốt có khi chuyện xấu thành chuyện tốt thì sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Lời hắn nói làm mắt Lưu Triệu Quốc sáng lên. Tình hình cũng không có gì phức tạp. Lưu Kiều cung cấp lời khai rất đơn giản. Chỉ là một đám người say vì nhầm phòng V6 thành D6 khiến cho phòng D6 trở nên xáo trộn, hơn nữa do men say nên mới tranh chấp với Lưu Kiều. Việc này thực ra rất đơn giản, nếu nói thì có hai cách khác hẳn nhau. Anh nếu nói uống say gây rối cũng được, dựa theo điều lệ an ninh trật tự xử phạt mà nhốt 3, 5 ngày không vấn đề gì lớn. Nếu anh nói là hiểm lầm nên tranh cãi cũng được, hai bên xin lỗi là được. Vấn đề là ở chỗ hai bên đều là nhân vật kiêu căng nên ở trong này đúng là khó giải quyết. Lưu Triệu Quốc nhíu mày nghe Tần Huân giải thích, y bảo tìm một căn phòng yên tĩnh mà nghe báo cáo. Chủ câu lạc bộ này cũng chạy tới, đây là một người vốn trong hệ thống ngân hàng nhưng cuối năm 80 đã sang Duyên Hải, ở Quảng Đông, Hải Nam một thời gian, có lẽ kiếm được không ít nên về Ando mở ra một kiến trúc Âu, Á kết hợp này. Tạo thành câu lạc bộ dành cho giới tinh anh trong kinh doanh của Ando, đây là nơi mà nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh rất thích tới. Bí thư Lưu, giám đốc Lý tới và nói người phụ nữ kia thông qua giám đốc Mai, ngân hàng trung ương tỉnh An Nguyên tới đây. Câu lạc bộ này theo chế độ thẻ VIP, không có thẻ hoặc không có hội viên đề cử là không vào được. Lưu Kiều kia không có thẻ hội viên nên phải có hội viên giới thiệu mới có thể vào. Tần Huân rất nhanh tìm ra được lai lịch của Lưu Kiều. Mai Ngạn Hòa. Lưu Triệu Quốc gật đầu xem ra vị giám đốc Mai này cũng đang cần Lưu Kiều kia giúp. Bên kia đã có kết quả gì chưa? Đã điều tra ra, hai ả phụ nữ đều hút ma túy, trên người bọn họ cũng lục ra nhiều ma túy. Tần Huân có chút đau đầu nói. Nhưng mấy nhân vật quan trọng thử nước tiểu không có phản ứng, có lẽ không hít ma túy. Ừ, vậy không quan trọng, chỉ cần là bọn họ có hút thì tin rằng bọn họ sẽ vì mặt mũi mà phải nhượng bộ. Nếu không chuyện này mà lộ ra trước báo chí thì sự nghiệp của bọn họ coi như xong. Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Đám ngôi sao chủ yếu dựa vào danh tiếng, không có danh tiếng thì dù có đẹp trai, xinh gái như tiên dáng phàm cũng không ai mời. Đối với bọn họ mà nói thì danh tiếng còn quan trọng hơn tính mạng. Ồ, Quốc Đống nói còn cần làm công tác tư tưởng với Lưu Kiều kia.
Lưu Triệu Quốc chép miệng nói. Tôi sẽ liên lạc trước với Giám đốc Mai một chút, nếu không được thì mời thị trưởng Hoàng nói chuyện với Giám đốc Mai, mời Giám đốc Mai ra mặt, còn đâu phải xem tình hình. Quốc Đống, chú cũng đã giúp Lưu Kiều kia, vì thế chú phải nói giúp anh một chút, tranh thủ hóa giải việc này. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng mà gật đầu. Việc này là như thế nào vậy chứ, dù sao hắn đã dính vào thì phải làm tới cùng thôi. Mai Ngạn Hòa, Giám đốc Ngân hàng Trung ương tỉnh An Nguyên rất nhanh đã tới, tất nhiên y đã nghe được tin tức. Lưu Triệu Quốc và Mai Ngạn Hòa mặc dù không cùng tuyến nhưng cũng có qua lại, dù sao cùng ở An Đô mà, thi thoảng cũng gặp mặt. Hơn nữa cơ hội quan hệ giữa hệ thống công an và hệ thống ngân hàng có không ít, hai người cũng không quá lạ mặt. Mai Ngạn Hòa cũng không rõ lai lịch của Lưu Kiều, y chỉ là được lãnh đạo trên Bắc Kinh gọi điện tới nói, điều này làm Lưu Triệu Quốc có chút ngạc nhiên. Lưu Triệu Quốc không để ý tới việc Mai Ngạn Hòa đứng đó mà gọi điện lên Bắc Kinh tìm hiểu tình hình. Lưu Triệu Quốc đoán chắc còn có vài vấn đề nữa thì mới xong. Lưu Kiều nhận được điện từ Bắc Kinh gọi xuống thì cũng nói chuyện xong, điều này làm cô có chút không quen. Chẳng qua thấy Mark kia trông khá tự nhiên, cô cũng bình tĩnh hơn. Người nước ngoài đúng là rất tôn trọng pháp luật làm người ta phải khâm phục, cũng phối hợp với việc cảnh sát lấy lời khai. Chỉ là y không biết tiếng Trung Quốc cho nên chẳng có tác dụng gì với việc cảnh sát điều tra, chỉ có thể nói những gì y thấy còn đâu không rõ trong này xảy ra chuyện gì. Lưu Kiều coi như có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Thanh niên này mặc dù tuổi không nhiều nhưng lại có khí độ rất tốt, hơn nữa không có vẻ người làm ở công ty hoặc là kinh doanh. Lưu Kiều có cảm giác đây là một cán bộ nhà nước, nhưng cán bộ nhà nước có thể dính vào vũng nước đục ở tình huống đó sao? Lưu Kiều có chút không tin. Trong ấn tượng của cô thì cán bộ nhà nước sợ dính vào việc phiền phức, đối với việc phiền toái thì muốn tránh đi thật xa, không thể nào chủ động ra mặt giải quyết giúp người như vậy mà. Xấu hổ quá, còn không hỏi tên của anh. Lưu Kiều nhận được điện trên Bắc Kinh gọi xuống thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể vào câu lạc bộ sang trọng nhất An Đô thì nhất định có lai lịch. Mặc dù cô không sợ chuyện này nhưng thực tế mà nói chuyện hôm nay cũng không có vấn đề gì. Chỉ là gặp mấy tên say rượu mà thôi. Người bình thường chỉ sợ cười trừ cho qua. Chẳng qua trùng hợp gặp đợt cô nói chuyện với Mark nên cô mới có chút tức giận. Tôi tên là Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười nói. Chuyện không sao là tốt rồi, không biết có làm phiền chuyện của chị không? Mark tiên sinh không biết tiếng Trung Quốc nên chắc không vấn đề gì, chỉ là tâm trạng nói chuyện thoáng cái đã mất, phải đổi hôm khác mới được. Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra tâm trạng đối phương không quá kém. Hắn nghĩ không ảnh hưởng mấy tới chuyện của cô nên cũng bình tĩnh hơn. Chuyện này dù ở đâu cũng khó tránh khỏi. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Ở đây không phải câu lạc bộ hàng đầu An Đô sao? Sao lại gặp chuyện như vậy chứ? Đúng là tôi không thể tưởng tượng nổi. Lưu Kiều lắc đầu ra vẻ khó tin mà nói. Đây là do bạn tôi giới thiệu, nói hoàn cảnh ở đây rất thích hợp nói chuyện công việc nên tôi mới chọn ở đây. Ha ha! Hoàn cảnh ở đây đúng là rất tốt cho nên thường có người giới kinh doanh và giải trí vào. Mấy người kia là trong ngành giải trí đến tham gia đêm diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập của công ty thuốc lá An Đô, có lẽ là cùng bạn uống nhiều một chút nên mất khống chế. Triệu Quốc Đống giải thích. Ồ, bảo sao tôi lại trông quen quen. Lưu Kiều hiểu ra sau đó có chút khinh thường nói. Những người này sao có thể làm như vậy, đây chính là đánh mất hình ảnh của mình trước công chúng. Cũng không biết fan hâm mộ thấy bọn họ như vậy thì sẽ nghĩ như thế nào. Ha ha, tình hình trong nước vốn là vậy mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn thực ra cũng không hứng thú gì với giới giải trí. Dù là Trung Quốc, nước ngoài, Đài Loan, Hong Kong đều như nhau cả, đều là lăng xê lên tận trời, đám ngôi sao được chiều quen nên hư, chỉ là do tin tức không cân đối nên dân chúng không thể hiểu được bộ mặt thật của các ngôi sao mà thôi. Tôi thấy anh Triệu hình như không phải làm kinh doanh thì phải. Lưu Kiều có chút tò mò hỏi, người đàn ông trẻ tuổi này xem ra cũng có chút lai lịch, nếu không sao có thể tự do ra vào câu lạc bộ này, hơn nữa hắn nói chuyện với cô lâu như vậy mà cảnh sát cũng không vào làm phiền, xem ra đây là có ý mà tới. Không phải, tôi chỉ là người phục vụ nhân dân. Triệu Quốc Đống nhe răng cười mà nói. Tôi vốn hẹn một người bạn đến để tìm cơ hội thu hút đầu tư giúp tôi, không ngờ lại gặp chuyện này. Ồ, cán bộ nhà nước sao? Lưu Kiều cười hì hì mà nói, bảo sao cô lại thấy có khí thế của nhân viên nhà nước. Không biết anh Triệu công tác ở đâu. Ha ha, huyện nghèo thôi, có lẽ chị Lưu cũng không biết. Chỉ là một huyện ở Ninh Lăng mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói.
Nếu chị có ý đến Ninh Lăng du lịch thì tôi rất chào đón. Lưu Kiều rất nhạy bén phát hiện ra đối phương hiểu được một chút về lai lịch của mình. Chỉ là cô không nghĩ việc này có quan hệ gì với đối phương. Lúc ấy đối phương hoàn toàn do thấy bất bình nên mới bị xen vào việc này. Triệu Quốc Đống có lẽ nhìn ra nghi vấn trong lòng đối phương nên gãi đầu nói. Tỉnh An Nguyên chỉ có từng đó, tôi lo không khống chế được tình hình nên gọi điện cho bạn bảo công an tới, không ngờ chuyện lại thành lớn như vậy. Đám người kia mai sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm của công ty thuốc lá Ando, điều này cũng làm cho bạn tôi rất khó xử, cho nên. Lưu Kiều rất thông minh, lập tức hiểu được nên gật đầu nói. Anh Triệu, chuyện này nếu anh lúc ấy không đứng ra thì không biết sẽ như thế nào. Như vậy đi, tôi cũng không làm khó anh và bạn của anh, tôi cũng không chấp đám người vô văn hóa đó. Cơ quan công an cứ dựa theo quy định xử lý là được, sau đó thông báo cho tôi biết. Nếu không lại có người bảo tôi là kẻ không để ý nhân tình, lại ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm. Triệu Quốc Đống chưa nói hết câu thì Lưu Kiều đã lập tức đáp ứng, hắn vốn nghĩ mình phải mất công sức nói chuyện thì mới được. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Lưu Kiều. Vậy cảm ơn chị, cơ quan công an nhất định sẽ theo quy định mà xử lý. Cảm ơn chị đã hiểu cho công việc của cảnh sát. Triệu Quốc Đống cười cười và đứng lên nói. Gặp nhau tức là có duyên. Anh Triệu sau này có gì cần thì mời liên hệ. Lưu Kiều suy nghĩ một chút rồi mới lấy một tờ danh thiếp trong ví ra đưa tới. Triệu Quốc Đống cầm lên nhìn lướt qua, bên trên chỉ viết mấy chữ rất đơn giản. Lưu Kiều, Quỹ Đầu tư Trung Quốc, bên dưới là một số điện thoại di động, địa chỉ là hai nơi là ở Bắc Kinh và Hong Kong. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, xem ra người này có chỗ dựa rất sâu. Lấy chiêu bài Trung Quốc thì không phải ai cũng có thể dùng, người có thể dùng đâu phải người bình thường. Không biết đây là đầu tư chuyên nghiệp hay là đầu tư mạo hiểm, hay chỉ là mấy trò sang tay. Đối phương đưa danh thiếp tới, mặc dù biết danh thiếp của mình hơi kém nhưng Triệu Quốc Đống lại không thấy có gì tự ti cả. Hắn rất bình tĩnh lấy danh thiếp trong túi chưa bao giờ dùng tới ra mà nói. Chỉ là vùng đồi núi, chị thấy cũng đừng chê. Lưu Kiều có chút tò mò xem thân phận của thanh niên này là gì. Cô đúng là muốn xem. Triệu Quốc Đống, Chủ tịch huyện ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm. Số 18, đường Long Hổ, huyện Hoa Lâm, số điện thoại. Lưu Kiều cầm danh thiếp mà khẽ kêu một tiếng, kinh ngạc đến độ nhướng mày. Thực ra một chủ tịch huyện và một thị trưởng đối với cô mà nói không có gì khác nhau. Nhưng cũng không có nghĩa cô không biết ý nghĩa của chủ tịch huyện, thị trưởng là gì. Ở trong quan trường luôn chú trọng kinh nghiệm, tuổi tác, nếu muốn lên làm chủ tịch huyện thì tuổi dưới 35 chỉ sợ đã nói là còn kém. Mà thanh niên trước mặt nhất định không thể trên 30. Chỉ sợ chỉ ầm 25, 26, vậy mà đã làm chủ tịch huyện sao? Hơn nữa đây là chủ tịch huyện chứ không phải phó chủ tịch huyện, điều này có nghĩa là loại bỏ khả năng cán bộ kiêm nhiệm được phái từ trên xuống. Triệu Quốc Đống này đúng là không đơn giản. Chẳng lẽ cũng là con cháu gia tộc nào ư? Hình như không phải. Suy nghĩ này chỉ là lướt qua trong đầu cô, ngoài mặt cô không hề thay đổi gì cả. Ồ, không ngờ anh lại là chủ tịch huyện. Ừ. Bây giờ không biết nên gọi anh là Chủ tịch Triệu hay Triệu tiên sinh. Ha ha, chị nói như vậy là tát vào mặt tôi rồi. Nếu chị không chê thì gọi tôi Tiểu Triệu. Triệu Quốc Đống thoáng cái ra vẻ một thanh niên tri thức. Đây là lần đầu tôi gặp một chủ tịch huyện trẻ như cậu. Tiểu Triệu, cậu từng này tuổi mà đã làm chủ tịch huyện đúng là làm người ta hâm mộ. Lưu Kiều cười nói. Hầu hết cán bộ bằng tuổi như cậu chỉ có thể làm cán bộ cấp phòng phải không? May mắn thôi mà. Triệu Quốc Đống cũng không buồn giải thích, hắn biết tuổi của mình sẽ làm mọi người phải suy nghĩ. Đối với người phụ nữ này thì huyện Hoa Lâm, Ninh Lăng là quá nghèo khó và xa xôi, cô nhất định không biết tới. Hoa Lâm chẳng qua chỉ là một huyện nghèo cấp quốc gia mà thôi, thoát nghèo và làm dân chúng giàu lên là mục tiêu phát triển duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi thật lòng hy vọng nhà đầu tư bên ngoài có thể chú ý tới Hoa Lâm một chút. Huyện nghèo cấp quốc gia. Lưu Kiều ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng, xem ra mình quá mẫn cảm rồi. Cô cười nói, đó là nơi tốt để rèn luyện con người, cậu còn trẻ như vậy thì nên rèn luyện vài năm, tương lai không thể đoán định. Ha ha, chào mừng chị tới Hoa Lâm làm khách, Hoa Lâm có hoàn cảnh thanh bình, khí hậu thích hợp với con người, là nơi tốt để du lịch, giải trí. Khi làm việc mệt mỏi mà tới đó nghỉ phép thì sẽ thư thái hơn nhiều. Triệu Quốc Đống thật ra không hy vọng nhân vật như Lưu Kiều đến Hoa Lâm. Mà Hoa Lâm cũng không có gì để cô nhìn vào trong mắt. Có cơ hội tôi nhất định sẽ tới.
Điện thoại di động trong ví vang lên, Lưu Kiều lấy ra nhìn một chút rồi gật đầu đứng lên nói. Nếu có chuyện thì cậu cứ gọi điện, bên kia tôi sẽ gọi điện, cứ dựa theo lời chúng ta vừa trao đổi mà xử lý là được. Tôi có việc nên cần đi trước. Không vấn đề gì, còn mong chị thông cảm. Triệu Quốc Đống gật đầu đưa đối phương ra ngoài. Đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen biển 960 của đối phương rời đi, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Người phụ nữ đến từ Hong Kong này đúng là thú vị. Lưu Triệu Quốc rất nhanh nhận được tin truyền tới. Không mở rộng, không buông lỏng, nói cách khác tức là không được làm căng, chỉ cần có câu trả lời với hai bên là được. Khi chờ Lưu Triệu Quốc cấp trên, điện thoại của y không bao giờ ngừng hoạt động. Trên tỉnh, trên Bắc Kinh đều gọi tới. Thậm chí ngay cả một đồng đội đã một thời gian không gặp cũng gọi điện tới quan tâm. Qua đó có thể thấy việc này dính dáng rộng đến mức như thế nào. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng thông qua cơ quan công an điều tra chiếc xe biển 960 kia, trong dữ liệu thì đây là xe của một công ty đầu tư Hong Kong, cũng không thấy có gì lạ cả. Chờ chuyện xử lý xong thì đã là 6 giờ tối. Chủ câu lạc bộ Hương Tạ Lệ họ Miêu, đây là người rất quen thuộc với hệ thống chính trị và giỏi giao tiếp. Y ân cần mời Lưu Triệu Quốc ở lại dùng bữa. Lưu Triệu Quốc vốn không định ở lại nhưng Tần Huân không ngừng khuyên nên cuối cùng đành phải ở lại. Bữa ăn này xem ra còn thừa đồ ăn, Triệu Quốc Đống thậm chí cảm thấy mình gấp có một hai lần. Chẳng qua hai chai rượu Mao Đài 20 năm đã cạn sạch. Rượu Mao Đài khá nặng làm đầu óc Triệu Quốc Đống trở nên mơ hồ. Lưu Triệu Quốc bảo lái xe đưa Triệu Quốc Đống về ký túc, Triệu Quốc Đống cũng không biết như thế nào lại bảo lái xe chạy về tòa nhà Tân Giang. Khi Triệu Quốc Đống tỉnh dậy thì thấy miệng khô khốc, nhìn quanh thì cảm thấy bên cạnh có người, hắn đưa tay ra thì sờ phải một cơ thể nóng bỏng. Đối phương có lẽ cũng đã tỉnh lại nên nói. Quốc Đống, em dậy rồi sao? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hai chai Mao Đài gần như là hắn và Tần Huân uống cạn, Lưu Triệu Quốc hôm nay mệt nên không uống. Hai chai đổ vào bụng, hơn nữa gần như không ăn nên đúng là đủ hại người. Trong chăn khá ấm nhưng phòng không có điều hòa, Triệu Quốc Đống hơi cửa quậy mình định dậy thì tách một tiếng, đèn được bật lên. Trên người Từ Xuân Nhạn chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, thậm chí hai điểm đỏ kia cũng lộ ra rất rõ ràng. Quốc Đống, em muốn uống nước hả? Từ Xuân Nhạn ngồi dậy cầm lấy chén trà đưa cho Triệu Quốc Đống. Cô vì hơi nghiêng người với cốc nên chiếc váy ngủ bị kéo lên, vòng eo lộ ra, chiếc quần lót màu đỏ làm Triệu Quốc Đống càng thấy khát hơn. Nước mật ong ấm áp chui vào bụng làm hắn thoải mái hơn không ít. Đúng là cảm giác như ở nhà, Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Cuộc đời con người rốt cuộc là theo đuổi cái gì? Không phải chính là một gia đình ấm ấp hay sao? Vậy mình theo đuổi cái gì? Có lẽ là do cảm thấy hơi lạnh, thấy Triệu Quốc Đống đã đỡ hơn, Từ Xuân Nhạn liền chui vào chăn. Cô đang định đưa tay tắt điện thì lại bị Triệu Quốc Đống túm lấy. Hai bên vú căng tròn không ngừng biến ảo trong tay Triệu Quốc Đống. Hắn cầm mà không muốn buông, ngón tay nhẹ nhàng miết miết điểm đỏ kia làm nó cứng lên. Triệu Quốc Đống vén chiếc váy ngủ lên, trong tiếng rên của Từ Xuân Nhạn, hắn bắt đầu trêu chọc. Đôi tay thoải mái lướt đi trên người cô, ngọn lửa dục trong người không ngừng được kéo lên. Nhưng lúc này Triệu Quốc Đống phát hiện mình đang rất tỉnh táo. Giấc mơ kia đã thay đổi cuộc đời hắn rất nhiều. Trong giấc mơ, hắn không có ấn tượng gì về người phụ nữ tên Từ Xuân Nhạn này. Có lẽ theo như lịch sử thì Từ Xuân Nhạn đã sớm khuất phục dưới áp lực của Hùng Quý Nhân, hoặc là không chịu khuất phục một lần nữa quay về làm nữ công nhân của nhà máy. Nhưng trong cơn sóng công nhân mất việc thì nữ công nhân là vất vả nhất. Nói tóm lại số mệnh của cô đã thay đổi vì hắn. Hắn bây giờ còn không thể thay đổi nhiều điều, nhưng hắn có thể khiến những thứ nhỏ nhặt xung quanh, khiến người xung quanh thay đổi. Ngón tay thuần thục tiến vào trong quần lót người phụ nữ, vuốt ve đám lông trơn mượt mà rậm rạp. Triệu Quốc Đống lúc này cũng đang suy nghĩ rất nhanh. Thế giới xung quanh thay đổi rất nhiều, ít nhất rất nhiều thứ hắn thấy đã có thay đổi. Thái Chánh Dương từ trợ lý thị trưởng thành phó thị trưởng, sau đó vượt qua vài bước lên bộ thương mại. Liễu Đạo Nguyên không lựa chọn Miên Châu mà đi tới Tân Châu, cuối cùng cũng vượt qua một bước mà tới Kiềm Dương, bước lên tầm cán bộ cấp phó bộ. Trong giấc mơ của Triệu Quốc Đống không có ấn tượng về hai người này, dù sao hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc còn có chút ấn tượng, trong mơ thì Triệu Quốc Đống thấy Lưu Triệu Quốc không lên làm bí thư đảng ủy cục công an. Sau khi Tạ Kỳ Tường sau khi về, Lưu Triệu Quốc làm phó cục trưởng thường trực 3 năm mới được lên chức làm cục trưởng cục công an thành phố, cuối cùng y chỉ có thể sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố dưỡng già, bây giờ đã thay đổi tất cả.
Từ Xuân Nhạn rất biết ý nhếch mông lên, quần lót đã được lột xuống, Triệu Quốc Đống thậm chí lười đến mức không kéo nó xuống hết chân cô. Chiếc quần lót chỉ được kéo đến dưới đầu gối liền nghiêng người mà vào, một loạt chướng ngại, từng phân da thịt mềm mại, ẩm ướt làm hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Mà Từ Xuân Nhạn cũng khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Một bên vỗ vỗ bờ mông căng tròn, một bên đẩy mạnh vào, nhưng lúc này Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ miên man. Tất cả đều đã thay đổi. Từ khi hắn bước đi một bước khác trước đây cũng có nghĩa thế giới không còn như thế giới trong mơ của hắn nữa. Mặc dù rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, thậm chí ngay cả thời gian cũng không sai một giây nào, nhưng đó là vì hắn chưa đủ tầm ảnh hưởng đến nhiều chuyện. Từ Xuân Nhạn đã không còn ở lại tập đoàn Thiên Phu nữa. Cô tự cảm thấy mình ở lại tập đoàn Thiên Phu đã không còn giúp được gì nhiều. Hơn nữa Từ Xuân Nhạn cũng không phải loại người chỉ vì có quan hệ mà ở lại, cũng không muốn người ta chú ý nên cô lựa chọn rời đi. Thế giới tàn khốc như vậy đó, một người phụ nữ độc thân với hai bàn tay trắng mà lại có sắc đẹp, cô nếu muốn tồn tại trong thời đại coi trọng vật chất này thì ngoài việc bán mình ra thì có lẽ không còn cách nào khác cả. Vấn đề là con người ta có thể bán mình hay không? Từ Xuân Nhạn từng cẩn thận hỏi chính bản thân cô, câu trả lời là không hề rõ ràng. Người đàn ông đang nằm trên người cô, quan hệ với cô, hưởng thụ cơ thể cô, thỏa mãn với cô chính là một người đàn ông rất ưu tú. Nhưng ưu tú thì sao chứ? Hắn cũng không phải thuộc về cô. Hắn chợt đến chợt đi nhưng lại có thể làm cô vui sướng. Ngay cả Từ Xuân Nhạn cũng có chút xấu hổ vì tâm trạng vui sướng của mình. Một cú đánh mạnh làm Từ Xuân Nhạn mất hết lý trí, cô hoàn toàn mê đi trong quan hệ xác thịt, trong từng cơn khoái cảm mang tới. Từ Xuân Nhạn rời khỏi tập đoàn Thiên Phu nhưng điều này không làm Triệu Quốc Đống ngạc nhiên. Từ Xuân Nhạn mặc dù là một người phụ nữ tự tin nhưng cô lại có tính tự trọng cao. Nó còn hơn xa mấy người phụ nữ mà hắn đã tiếp xúc. Cô có lẽ chấp nhận việc hắn giúp đỡ, nhưng cũng không muốn cúi đầu trước kẻ khác. Vì thế hắn giúp Từ Xuân Nhạn lập một cán bộ lớp thể hình, đây là nơi tốt nhất cho chị em cô làm việc, một nơi thuộc về chính hai chị em cô. Từ quyền sử dụng đất đến các thiết bị thể thao đều được Triệu Quốc Đống mua, nhưng hắn không cho rằng mình bỏ ra khoản tiền này để làm cho lương tâm hắn bớt áy náy. Từ Xuân Nhạn là như thế nào đối với hắn? Điều này Triệu Quốc Đống cũng đã nhiều lần suy nghĩ. Là người yêu, tình nhân hay bạn đời? Người yêu thì hình như ít đi tiếng nói chung và giao hòa tình cảm, tình nhân thì hình như giữa hai người không có lợi ích gì dính dáng tới nhau. Bạn đời thì càng không phải, đúng là có hấp dẫn nhau, hòa hợp về mặt xác thịt nhưng tình cảm lại không rõ ràng. Ừ, chỉ có thể nói nó nằm giữa tình nhân và bạn đời, cũng có chút tình cảm, thỏa mãn xác thịt. Sau khi phun trào, Triệu Quốc Đống vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Cảm giác hai cơ thể hòa vào nhau làm người ta muốn mê say. Chị làm ở câu lạc bộ thế nào? Kinh doanh được không? Khuôn mặt Từ Xuân Nhạn đang đỏ hồng lên vì thỏa mãn. Triệu Quốc Đống nhìn theo chiếc cổ trắng ngần có thể thấy chiếc váy ngủ khẽ che cặp tuyết lê trắng nõn, khe sâu kia càng như một thung lũng làm người ta muốn nhìn mãi. Em cũng quan tâm tới việc này sao? Ồ, sao chị lại nói như vậy, em có lúc nào không quan tâm cơ chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Vai bên ngoài lộ ra nên hơi lạnh làm Triệu Quốc Đống càng thêm tỉnh táo. Rất được, Thu Nhạn rất thích công việc này, hàng ngày đều dồn hết tâm trí vào đó, hơn nữa nó còn chuyên môn mời một giáo viên dạy yoga từ Quảng Đông tới, rất được chào đón. Bây giờ số người đến đăng ký tham gia là rất nhiều. Thu Nhạn cũng phải tự mình tham gia dạy. Thu Nhạn chính là em gái sinh đôi với Từ Xuân Nhạn, cũng chính là cô gái trêu Triệu Quốc Đống đêm đó. Khuôn mặt hai người gần như tương đương nhau. Triệu Quốc Đống có lúc suy nghĩ hơi tà ác một chút, có lẽ để hai cô cởi sạch quần áo nằm trên giường thì mới phân biệt được sự khác nhau giữa hai cô. Chẳng qua từ cảm giác Triệu Quốc Đống thấy Từ Xuân Nhạn đẫy đà hơn chút, mà Thu Nhạn lại khỏe đẹp hơn. Không biết có phải là do mảnh đất của Từ Xuân Nhạn thường được hắn chăm sóc hay không mà lại có cảm giác như vậy. Ồ, nếu kinh doanh tốt thì chỉ có thể mở rộng phạm vi kinh doanh, ví dụ như bây giờ đang lưu hành tắm hoa trong bồn gỗ, coi như thành lập một câu lạc bộ dưỡng sinh tổng hợp. Triệu Quốc Đống có chút hưng phấn mà nói. Kinh doanh nhiều mục thì cũng không tốt mấy, không bằng chuyên tâm làm một hai mục sẽ thích hợp hơn cả. Từ Xuân Nhạn lắc đầu nói. Chị không cần phải tự mình làm mà, chị là bà chủ chỉ cần phụ trách quản lý kinh doanh là được. Triệu Quốc Đống nghĩ đến hai chị em Từ Thu Nhạn, Từ Xuân Nhạn mặc vào bộ đồ tập thể dục mà không nhịn được nuốt nước bọt. Nhất là mặc chiếc quần bó sát người làm tôn lên cặp mông cao vút, căng tròn, chỗ riêng tư mơ hồ thấy được mấy cái múi. Cảm giác đó đúng là rất kích thích.
nhất là hai chị em song sinh càng làm người ta hoa mắt, mất lý trí. Nghĩ như vậy làm Triệu Quốc Đống lại bắt đầu có phản ứng. Từ Xuân Nhạn cũng cảm nhận được cơ thể Triệu Quốc Đống nằm trong mình bắt đầu có biến hóa, Từ Xuân Nhạn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, cô hơi giãy giãy người mà nói. Em mới là ông chủ chính thức. Vậy ư, vậy chị chính là bà chủ phải không? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Từ Xuân Nhạn thoáng buồn nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chẳng qua vẻ buồn trên mặt cô đã bị Triệu Quốc Đống túm lấy. Xuân Nhạn, đều là do bản thân em quá hoang đường nên mới vậy. Không, Quốc Đống, đây không phải do em, là chỉ tình nguyện mà. Chuyện giữa nam và nữ chưa bao giờ biết được ai đúng, ai sai, chỉ cần thoải mái, vui sướng là được. Chị cũng không hy vọng xa vời, người đàn ông ưu tú như em tất nhiên có nhiều người phụ nữ nhớ nhung, mong chờ. Mà em cũng không phải người đàn ông chìm đắm trong tình cảm phụ nữ. Em có mục tiêu, hoài bão xa hơn nữa cần chinh phục và thực hiện. Chị biết, không chỉ có chị mà chị nghĩ bất cứ một người phụ nữ cố gắng hoàn toàn bắt được em đều vô ích. Em trời sinh đã là người làm việc lớn. Từ lúc em làm trưởng đồn công an Giang Miếu thì chị đã biết, cho nên chị thậm chí còn thấy có chút may mắn, không phải sao. Ít nhất chị thấy rõ điểm này, không giống có người không nghĩ rõ, một lòng muốn cột chặt em, đó mới là điều đáng buồn. Từ Xuân Nhạn nở nụ cười thật đẹp, nó đập vào mắt Triệu Quốc Đống làm mình mê đi. Nhưng làm cho Triệu Quốc Đống cảm động hơn cả là lời Từ Xuân Nhạn nói. Chẳng lẽ mình là người đàn ông có tham vọng vô hạn sao? Vậy cực hạn phấn đấu của mình là ở đâu? Là bí thư thị ủy hay là chủ tịch tỉnh? Là có vô số tiền tài dùng không hết, nắm quyền sinh sát, ngủ trên mỹ nhân sao? Đây không phải là xã hội phong kiến, hắn có thể làm hoàng đế sao? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Mục tiêu mà hắn đặt ra cho mình là quá mơ hồ, vượt lên từng bậc thang, đứng càng cao nhìn càng xa, lại càng thấy thế giới nó quá lớn. Có lẽ tay hắn có thể với tới, nhưng anh nếu muốn một tay mình khống chế cả thế giới thì lại thấy bây giờ mình chưa có gì, cứ như thế anh tiếp tục phải đi tới. Có lẽ chính mình có thể thay đổi một thứ gì đó, không phải là mấy thứ xung quanh mình, mà chính là có thể thay đổi vài điều của quốc gia. Dù chỉ là một chút nhưng có thể làm cho quốc gia bớt đi đường vòng một chút, ít gặp va chạm hơn một chút, tiến bước nhanh hơn một chút, đây có lẽ là mục tiêu cuối cùng của hắn. Suy nghĩ của Triệu Quốc Đống dần trở nên rõ ràng, mà muốn làm được điều đó thì bản thân hắn bây giờ không thể làm được. Chính trị quan trọng nhất đó là quyền của lời nói và sức ảnh hưởng do quan hệ mạng tới cùng với chi phối tài chính. Mấy điều này không thể thiếu bất cứ thứ gì. Yếu tố đầu tiên là trụ cột, mấy thứ sau nếu có thể dung hợp vào thì có lẽ mới thực hiện được mục tiêu của hắn. Mà hắn bây giờ có lẽ mới đi được bước đầu tiên, còn cách quá xa so với điều mà hắn hy vọng đạt được. Nhưng chỉ cần có mục tiêu là có thể tiến dần từng bước về phía đó mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.